Đỉnh phong thiên hạ, Lục Lâm Thiên. Tập 76. Lâm Thiên, tất cả phải cẩn thận, không thể chủ quan. Quỷ tiên tử Bạch Oánh cũng dặn dò Lục Lâm Thiên. Đông lão, Oánh tỷ, Khấu phó trưởng môn, Phi Linh môn giao cho mấy vị. Lục Lâm Thiên gật đầu, sau đó lại cáo biệt cùng mẫu thân và Lục Kinh Vân. Tiểu gia hỏa nhìn Lục Lâm Thiên, có chút không nỡ nói. Sư phụ, người sớm trở về một chút. Con phải nghe lời nãi nãi, biết không? Lục Lâm Thiên vỗ đầu Lục Kinh Vân rồi nói. Vâng, con sẽ ngoan ngoãn. Đôi mắt đen lúng liếng của Lục Kinh Vân chớp động, không ngừng gật đầu nói. Tâm đồng, con cũng phải chú ý an toàn, không được khinh suất. Thôi hồn độc vương Đông Vô Mệnh nói với Lục Tâm Đồng. Lục Tâm Đồng nói. Sư phụ, sư mẫu, con biết rồi. Lần này tiến về tổ yêu lâm nàng cũng đi. Vì cơ hội lần này đêm hôm qua nàng năn nỉ ca ca rất lâu mới được. Cáo từ mọi người, Lục Lâm Thiên cùng Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Thiên Độc Yêu Long, Thiên Sĩ Tuyết Sư rời núi. Lần này tiến về tổ yêu lâm có không ít nguy hiểm cho nên Lục Lâm Thiên không mang theo những người khác. Dù sao Phi Linh Môn cũng cần cường giả tỏa chấn cho nên đám người Huyết Mị, Hắc Hùng, Nghịch Lân Yêu Bằng, Huyết Ngọc Yêu Hổ đều được Lục Lâm Thiên để lại. Ngoài Phi Linh Môn, tất cả các cường giả đã chuẩn bị xuất phát. Một lát sau, ngoài Phi Linh Môn, hơn 10 đầu yêu thú phi hành khổng lồ vỗ cánh bay lên. Mọi người cùng nhau đi tới Vạn Thú Tông. Đi tới Vạn Thú Tông, dùng tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư hiện tại mà nói, so với tọa kỵ phi hành của tất cả các sơn môn lớn còn nhanh hơn nhiều. Thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng không tiện đi trước, dù sao thời gian cũng không gấp. Lần này đi về phía Vạn Thú Tông, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh cũng đi tới. Dù sao hai vị nhạc phụ đều tới cho nên hai nàng đi theo. Tất nhiên lúc này hai nàng đều ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư. Ngoài nhị nữ ra trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư còn có Tiểu Long, Dương Quá, Lục Tâm Đồng, Lục Lâm Thiên cùng Thiên Độc Yêu Long. Đi về tổ yêu lâm, Lục Lâm Thiên cũng không muốn mang theo quá nhiều người. Nhiều người cũng không nhất định sẽ thuận tiện. Siêu! Trên phía chân trời yên tĩnh có từng đầu yêu thú phi hành giống như lưu quang xẹt qua phía chân trời. Hai cánh chấn động mang theo tiếng gió rít gào. Thiên Sĩ Tuyết Sư bay cao nhất, độ cao này những yêu thú phi hành khác cũng không theo kịp. Lại nói, Thiên Sĩ Tuyết Sư có ngạo khí của mình, đương nhiên sẽ không bay song song cùng đám yêu thú phi hành khác. Trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi im, quay đầu nhìn đám người sau lưng, không ít cường giả đều đang khoanh chân ngồi trên lưng yêu thú phi hành của sơn môn mình. Quanh thân tràn ngập quang mang thuộc tính, đều đang lĩnh ngộ thuộc tính. Hít. Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi, đến Vạn Thú Tông cũng mất không ít thời gian, yêu thú của tất cả các sơn môn lớn cũng không mạnh như Thiên Sĩ Tuyết Sư cho nên trong khoảng thời gian này hắn cũng có thể cân nhắc xem làm sao có thể sáng tạo được vũ khí. Nhớ kỹ, muốn sáng tạo ra vũ khí thuộc về mình thì không nên dừng lại trong vũ khí của người khác. Nên tìm một con đường thuộc về bản thân mình, thoát khỏi tầm ảnh hưởng của người khác, như vậy mới có thể tùy tâm sở dục, nghĩ thông suốt. Tới khi đó cách thời điểm ngươi sáng tạo vũ khí cũng không còn xa. Trong đầu Lục Lâm Thiên vang lên thanh âm của Địa Tôn. Chỉ tiếc những lời này hiện tại Lục Lâm Thiên vẫn cái hiểu cái không, muốn lý giải thấu triệt, có lẽ còn cần cân nhắc một phen. Trầm tư, Lục Lâm Thiên suy nghĩ, thủ ấn ngẫu nhiên biến hóa kéo theo từng đường vòng cung huyền ảo. Thủ ấn bất đồng được kết, sau đó lại trầm tư suy nghĩ. Thiên Sĩ Tuyết Sư xuyên qua tầng mây. Hai cánh trên thân thể khổng lồ chấn động, trực tiếp cắt vỡ gợn sóng trong không gian. Không khí rít gào, thanh âm trầm thấp vang lên. Nếu không phải giảm bớt tốc độ, sợ rằng hiện tại Thiên Sĩ Tuyết Sư đã bỏ xa đám yêu thú phi hành kia rồi. Chẳng biết từ khi nào quanh thân Lục Lâm Thiên đã xuất hiện quang mang màu trắng, phong thuộc tính nồng đậm quanh quẩn, một đạo quang cháo vô hình xuất hiện. Không khí chung quanh rít lên không ngừng, bộ y phục màu xanh trên người có chút rung động. Giờ phút này hai mắt Lục Lâm Thiên nhắm chặt, tâm thần chìm đắm trong việc lĩnh ngộ thuộc tính phong, quanh thân tràn ngập khí tức thuộc tính phong. Vừa rồi dường như hắn đã có chỗ đột phá trong việc sáng tạo vũ khí, trong lúc bất chi bất giác đã bắt đầu lĩnh ngộ. Trong không gian lúc này đã có một cỗ năng lượng thuộc tính phong quay chung quanh Lục Lâm Thiên. Trong lúc lĩnh ngộ Lục Lâm Thiên hoàn toàn tiến vào một loại trạng thái huyền ảo. Loại lĩnh ngộ này cực kỳ nhanh chóng. Sau khi tiến vào trạng thái của mảnh vô tự thiên thư thứ hai, Lục Lâm Thiên cảm thấy tốc độ lĩnh ngộ của mình rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Duy chỉ có tốc độ lĩnh ngộ thuộc tính mộc của hắn lại không được như vậy.
Chuyện này khiến cho Lục Lâm Thiên khó hiểu không thôi. Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Vân Hồng Lăng, Thiên Độc Yêu Long đều tu luyện. Thời gian đi tới Vạn Thú Tông cũng không ngắn, tất cả mọi người đều đang chìm đắm trong việc lĩnh ngộ hoặc tu luyện. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Vạn Thú Tông nằm gần phía nam đại lục Linh Vũ, một trong tam tông tứ môn, nhắc tới Vạn Thú Tông, thân là vũ giả cùng linh giả trên đại lục, hẳn không có mấy ai không biết, đặc biệt là trên đại lục Linh Vũ có lẽ tất cả mọi người đều biết tới Vạn Thú Tông. Về mặt thực lực thì Vạn Thú Tông không thua bất cứ môn nào trong tam tông tứ môn, ít ra mặt ngoài là vậy, còn thực lực thật sự như thế nào thì chỉ có người trong các đại môn đại phái này mới biết rõ. Mảnh đất cực kỳ rộng lớn xung quanh Vạn Thú Tông đều là địa bàn của Vạn Thú Tông. Trên địa bàn của Vạn Thú Tông thì Vạn Thú Tông là tồn tại tuyệt đối, tất cả thế lực lớn nhỏ đều phải dựa vào Vạn Thú Tông mà sinh tồn. Mọi người đều mong muốn đưa tử đệ trong tộc mình vào Vạn Thú Tông, chỉ cần có thể trở thành đệ tử thì đã là cho gia tộc mình nở mặt nở mày, nếu trở thành thân truyền đệ tử thì càng tuyệt vời hơn. Về danh tiếng, Vạn Thú Tông không thua kém sơn môn nào. Nhất là về mặt khống thú khiến nhiều thế lực kiêng dè. Trong một sơn mạch bao la núi non chập trùng, cao cao hùng vĩ, thế núi biến hóa đa đoan, xung quanh có nhiều thành lớn liên miên, diện tích rất rộng rãi. Chính giữa sơn mạch có núi cao vút ló ra, có cao ngất đâm thủng tầng mây. Nhiều tầng mây lượn lờ quanh ngọn núi như dãy núi vốn lơ lửng giữa trời. Sơn lãng phong đào, tầng tầng lớp lớp sơn mạch thương mang vô biên vô hạn. Bên tai Lục Lâm Thiên nghe giọng Vân Hồng Lăng. Thiếu Du, chúng ta sắp đến nơi rồi. Lục Lâm Thiên ngồi trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư thu thủ ấn về, khí tức thu lại. Phù! Đôi mắt Lục Lâm Thiên mở ra, trong mắt bắn tia sáng tựa ánh sao rực rỡ rồi vụt tắt mất tăm. Lục Lâm Thiên thì thào. Sắp đến rồi sao? Thời gian qua quá nhanh, trong lĩnh ngộ này Lục Lâm Thiên không cảm thấy thời gian tồn tại. Lục Lâm Thiên ảm giác thu hoạch trên người mình. Trong lúc hắn lĩnh ngộ thì thuộc tính phong có tiến bộ khá nhiều. Lục Tơ Lâm Thiên quét mắt nhìn xung quanh là những dãy núi to không giới hạn, ra lệnh Thiên Sĩ Tuyết Sư hạ thấp độ cao một chút, xuyên qua núi dưới đất. Đỉnh núi như đao tước búa chém cao V Upsilon T đâm thẳng lên trời cao, khắp nơi là đỉnh núi liên miên chập trùng. Ngẫu nhiên có con sông uốn lượn chảy qua sơn mạch, hai bên thâm cốc âm u toát ra không khí tĩnh lặng và lạnh lẽo. Lúc Thiên Sĩ Tuyết Sư phi hành qua, trong sơn mạch thi thoảng có tiếng yêu thú sợ hãi truyền ra. Tinh thần Lục Lâm Thiên quan sát, trong sơn mạch vô biên hắn không khó phát hiện có nhiều yêu thú ở trong đó. Nhiều yêu thú, linh thú thật. Số lượng khá đông có lẽ được Vạn Thú Tông chăn nuôi. Nghe đồn trong tam tông tứ môn thì thực lực của Vạn Thú Tông dường như thuộc hàng đầu, nắm giữ nhiều yêu thú, linh thú. Không nhiều sơn môn sẽ đi trêu chọc vào Vạn Thú Tông này. Lát sau trong sơn mạch không giới hạn này thấp thoáng kiến trúc ở phía trước, những kiến trúc cổ xưa hùng vĩ như đã qua nhiều năm. Vù vù vù, Thiên Sĩ Tuyết Sư thả chậm tốc độ, yêu thú phi hành các đại sơn môn phía sau liền đuổi kịp. Chốc lát sau dãy kiến trúc rậm rạp hiện ra phía trước. Trong không gian trước mặt có một thanh âm vang dội truyền đến. Vạn Thú Tông cung nghênh các vị Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn, Phi Linh Môn, Nhật Sát Cát, Thiên Vân Đảo, Kiền Hiên Đảo. Tinh Mục Các, Thiên Ưng Lâu, Thánh Linh Cốc, Tiêu Giao Bang tiến đến xem lễ. Có yêu thú phi hành vọt lên cao, nhiều đệ tử Vạn Thú Tông xuất hiện giữa không trung. Dẫn đầu là một lão nhân tóc ngắn khoảng 60 tuổi, để râu, khí tức tu vi cỡ vũ vương cửu trọng. Giọng Vân Tiếu Thiên truyền ra trên lưng kim xí yêu ưng. Khâu trưởng lão khách sáo. Vân Hồng Lăng truyền âm vào tai Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên. Người này là nhị trưởng lão Khâu Chí của Vạn Thú Tông, địa vị khá cao trong Vạn Thú Tông. Người này từng đến Vân Dương Tông nên Vân Hồng Lăng tình cờ từng gặp. Lục Lâm Thiên gật đầu, người này từng cùng Doãn Ngạc đi thành Cự Giang, tuy không biết tên nhưng hắn cũng từng gặp mặt. Khâu trưởng lão chắp tay chào mọi người. Các vị, mời đi theo ta, bản tông đã chuẩn bị phòng cho các vị khách quý rồi. Dường như Khâu trưởng lão sớm biết đám người sẽ đến nên cố ý nghênh tiếp. Vân Tiếu Thiên sang sảng nói. Làm phiền Khâu trưởng lão. Mười mấy con yêu thú phi hành hóa thành cái bóng mơ hồ nhanh như tia chớp lao thẳng tới trước theo Khâu trưởng lão. Chỉ giây lát yêu thú phi hành vụt qua các bóng dãy kiến trúc, bên dưới một ngọn núi khổng lồ, một dải kiến trúc hùng vĩ xuất hiện trước mắt mọi người, kiến trúc liên miên khổng lồ. Lục Lâm Thiên hơi nhíu mày. Bên này khí tức yêu thú, linh thú ngày càng nhiều lên,
không biết trong vạn thú tông có tổng cộng bao nhiêu yêu thú, linh thú. Một góc quảng trường, lão nhân tóc ngắn Khâu trưởng lão nhảy xuống yêu thú phi hành. Các vị, chúng ta đã đến nơi. Mọi người nhảy xuống lưng yêu thú phi hành theo Khâu trưởng lão. Vân Tiếu Thiên lắc người, không gian quanh thân lặng lẽ lắc nhẹ, chớp mắt gã đã đáp xuống đất. Khâu trưởng lão, không biết lần này trừ chúng ta ra còn sơn môn nào đến không? Khâu trưởng lão khẽ nói. Thưa Vân Tông Chủ, hôm trước có trưởng môn Vi Bang Ngạn của Quy Nguyên Môn, trưởng môn Chu Hoành Viễn của Huyền Sơn Môn đã đến Vạn Thú Tông Tông. Ngày hôm qua ra các trang chủ của Lan Lăng Sơn Trang, đồng giáo chủ của Hắc Sát Giáo đã đến Vạn Thú Tông. Hai ngày tới chắc Nguyệt Long Các, Thần Kim Các cũng sẽ đến. Mọi người nghe vậy biểu tình hơi thay đổi. Lần này Vạn Thú Tông mời hết thế lực trên đại lục, tông chủ mới lên tuy sự kiện không nhỏ nhưng không đến mức cần mời hết thế lực toàn đại lục tới dự. Lục Lâm Thiên mắt lóe tia sáng thầm nghĩ. Chắc Vạn Thú Tông có mưu tính gì đó. Lục Lâm Thiên đánh gái Vạn Thú Tông, đây xem như sơn môn yên tĩnh nhất, bốn phía vòng quanh núi, đơn độc trong sơn mạch này. Lục Lâm Thiên ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, trong Vạn Thú Tông toàn là yêu thú, linh thú, muốn náo nhiệt cũng không được. Khâu trưởng lão làm tư thế mời. Các vị, mời. Khâu trưởng lão dẫn mọi người đi tới trước. Đi qua hai con đường lát đá không dài lại đến một quảng trường, diện tích to lớn, nền gạch đá nối nhau toát ra cổ kính. Đằng trước quảng trường có hai pho tượng đá hình thú dữ tợn. Tượng đá khổng lồ cao mấy trăm thước, khiến người vô cùng rung động. Bên trái là yêu thú giống con rồng quay quanh một ngọn núi, bên phải là một con không biết là hình dạng yêu thú gì, hai tay ôm cây cột đá to, bộ dạng uy vũ hung trợn, chắc không phải yêu thú tầm thường. Đằng trước quảng trường có một ngọn núi to lớn đứng thẳng. Ngọn núi sừng sững, diện tích khổng lồ, trông hơi đáng sợ. Ngọn núi này hơi kỳ lạ, nhìn thoáng qua giống núi nhưng xem kỹ mới biết. Từ đỉnh núi đến sườn núi kéo dài thêm 5 ngọn núi thành hình ngũ giác đâm thẳng mây mù. 5 ngọn núi xanh biếc, diện tích to lớn, đủ thấy ngọn núi gốc dưới đất to cỡ nào. Làm mọi người bất ngờ nhất là 5 ngọn núi đều nghiêng vào trong, cao vê upsilon t đâm thủng tầng mây. Khi tới đỉnh thì ghép lại một mũi nhọn, xem diện tích đỉnh núi to lớn cũng khá rộng. Cả ngọn núi khổng lồ cao vê upsilon t đâm thủng tầng mây, nhìn kỹ thì như một cái tháp đỡ đứng sừng sững trong thiên địa, cho người cảm giác đồ sộ, rộng lớn nguy nga. Như thể thiên địa này nhờ ngọn núi đó chống đỡ. Âm Dương Vương Dạ Vị Ương biểu tình rung động nói. Mảnh đất thật hùng vĩ. Lần đầu tiên Âm Dương Vương Dạ Vị Ương được thấy mảnh đất hùng vĩ như vậy. Khâu trưởng lão nói với Dạ Vị Ương. Chắc vị này là Âm Dương Vương Dạ Vị Ương, Dạ Cốc Chủ đúng không? Đây là chủ phong của Vạn Thú Tông ta, tên là Kình Thiên Phong. Mời các vị đi tiếp, phong cảnh trên núi khá đẹp, các vị có thể ngắm thử. Lục Lâm Thiên thì thào lặp lại. Kình Thiên Phong. Tên đúng như núi, ngọn núi này xứng với cái tên đó. Mọi người bước chậm chậm lên núi, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lục Tâm Đồng rào rạt hứng thú với phong cảnh dọc đường. Chủ các đại sơn môn cười tủm tỉm nhưng trong lòng đều có suy nghĩ riêng. Lần này Vạn Thú Tông mời tất cả thế lực trên đại lục đến, mọi người không hiểu có chuyện gì, e rằng không đơn thuần là tông chủ mới nhậm chức. Chốc lát sau mọi người đến sườn núi, tức là nơi 5 ngọn núi đứng thẳng cao vê upsilon t. Diện tích to lớn chính giữa có một dãy kiến trúc bao la không bắt mắt, từng dãy kiến trúc đình viện cổ điển, đưa mắt nhìn không biết tổng số là bao nhiêu. Khâu trưởng lão nói, các vị hãy nghỉ ngơi ở đây, tông chủ cố ý dặn ta xin lỗi các vị thay người. Gần đây nhiều chuyện thế tục nên tông chủ không thể đích thân đến nghênh tiếp các vị, vô cùng xin lỗi. Các chủ sơn môn như Vân Tiếu Thiên khẽ nói. Không sao, Vạn Thú Tông quá khách sáo. Khâu trưởng lão nói. Các vị dàn xếp nghỉ ngơi xong rồi có thể đi dạo xung quanh, nhưng những nơi có dấu hiệu cấm địa thì xin các vị thông cảm cho. Nếu còn yêu cầu gì khác thì trong đình viện có đệ tử Vạn Thú Tông, các vị cứ sai bảo. Tiếp đãi có gì sơ sót mong các vị thứ lỗi cho. Vân Tiếu Thiên nói. Khâu trưởng lão khách sáo, nơi này đã rất tốt rồi. Tiếp theo các đại sơn môn theo đệ tử Vạn Thú Tông dẫn đến đình viện riêng. Lục Lâm Thiên đi vào đình viện dành cho Phi Linh Môn. Bên trong trang trí cực kỳ tinh xảo, khiến người nhìn lòng thoải mái. Chỗ cửa ra vào có nhiều chậu cây xanh nhỏ. Trong phòng bài bố trang nhã, tuy không xa hoa rực rỡ nhưng làm người ta thư giãn. Lục Lâm Thiên cực kỳ vừa lòng.
Trong các đại sơn môn thì người phi linh môn đến ít nhất, tính cả Dương Quá thì gồm Lục Lâm Thiên, Lục Tâm Đồng, Thiên Độc Yêu Long, Tiểu Long, Tuyết Sư. Nhưng hai nữ nhân Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh đến đình viện của Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn đi dạo một vòng rồi lại chạy sang đình viện của Lục Lâm Thiên. Sắp xếp xong xuôi, Lục Lâm Thiên bị Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh kéo ra ngoài đi dạo. Biết lần này Lục Lâm Thiên lại phải đi tổ yêu lâm nên hai nữ nhân rất muốn ở chung với hắn lâu hơn một ít. Lục Lâm Thiên biết rõ lòng Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, thừa dịp còn dư thời gian hắn cũng muốn cùng hai nữ nhân vui vẻ bên nhau. Trong rừng sâu dãy núi thẳm, trong kiến trúc cổ xưa liên miên, đại điện. Vạn Thú Vương Doãn Ngạc đang xem mấy ngọc giản tin tức trong tay thì một bóng người tiến vào, là Khâu Trưởng Lão. Khâu Trưởng Lão hành lễ, nói với Doãn Ngạc. Tông chủ, tất cả đã dàn xếp xong xuôi rồi. Ta vừa nhận được tin tức, Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn, Nhật Sát Cát, Thiên Vân Đảo, Tinh Mục Các, Nhật Sát Cát đã kết minh, tên gọi Đế Đạo Minh, Lục Lâm Thiên chính là Minh Chủ. Doãn Ngạc đặt ngọc giản tắt ánh sáng xuống, ngước lên nhìn Khâu Trưởng Lão, hỏi. Đám người Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường có nói gì không? Khâu Trưởng Lão đáp. Không nhìn ra điều gì. Doãn Ngạc hỏi. Còn nhóm Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai, Nhâm Trường Thanh thì sao? Khâu Trưởng Lão nói. Cũng không nhìn ra cái gì, nhưng Công Tôn Hóa Nhai hy vọng được gặp mặt Tông Chủ. Doãn Ngạc đứng dậy. Công Tôn Hóa Nhai cũng không ngờ ta sẽ mời đám người Lục Lâm Thiên, Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường đến. Doãn Ngạc chậm rãi bước ra ngoài đình viện, khoanh tay đứng nhìn mặt trời chiều phía chân trời. Tà dương như máu, nhuộm nguyên kình phong thiên thành màu hồng hà. Vẻ mặt Khâu Trưởng Lão nghi hoặc hỏi. Tông chủ, ta có vài điều thắc mắc. Chúng ta đã quyết định rồi nhưng tại sao còn kêu đám người Lục Lâm Thiên, Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường đến làm gì? Doãn Ngạc nhìn chăm chú phương xa, thật lâu sau mới trả lời câu hỏi. Tất cả tình trạng này mặt ngoài là vì Lục Lâm Thiên gây ra nhưng sự thật hắn chỉ là mồi dẫn, mọi chuyện sớm muộn gì sẽ xảy ra. Vì Lục Lâm Thiên khiến cách cục tất cả xảy ra nhiều biến đổi, hiện tại Vạn Thú Tông ta không trên không dưới, không thể lựa chọn. Nếu có thể thì ta thả Vạn Thú Tông đứng ngoài lề giữ thân. Khâu Trưởng Lão khẽ thở dài. Vì chuyện đó, vì truyền thừa nội tình vạn năm các đại sơn môn nên buộc phải làm như vậy. Khâu Trưởng Lão do dự một lúc rồi nhìn Doãn Ngạc, hỏi. Tông chủ mời đám người Lục Lâm Thiên đến chẳng lẽ còn muốn suy nghĩ thêm một chút? Biểu tình Doãn Ngạc trầm trọng, thật lâu sau than dài. Vì phần gia nghiệp Vạn Thú Tông này ta buộc lòng phải suy xét thật kỹ càng. Tình hình trước mắt đại lục này chưa biến hóa nhiều được, nhưng sau chuyện kia thì mọi chuyện khó nói, khi đó tất cả sẽ không giống nhau. Linh Thiên Môn vân vân đã sớm chuẩn bị. Gần hai năm nay Lục Lâm Thiên nổi bật nhiều, tiểu tử này trưởng thành quá nhanh. Dưới thiên đảo, đồn rằng Lục Lâm Thiên có thân đế giả, e rằng đế giả chi nguyên cũng rơi vào tay hắn. Khâu Trưởng Lão nói. Nhưng điều kiện bên nhóm Hóa Vũ Tông đưa ra cho chúng ta cũng cực kỳ quan trọng với Vạn Thú Tông. Doãn Ngạc nói. Bởi vậy bây giờ ta khó thể lựa chọn. Cổ kiếm phong bên thiên kiếm môn án binh bất động khiến ta không nhìn thấu được, cho nên ta phải hết sức cẩn thận. Khâu Trưởng Lão hỏi. Vậy mấy ngày nay tông chủ có đi gặp Công Tôn Hóa Nhai không? Doãn Ngạc đáp. Trong lòng ta đã biết Công Tôn Hóa Nhai muốn tìm ta, nhưng không cần gặp. Hãy bảo là ta đang bận, cứ để Công Tôn Hóa Nhai đợi đi. Chắc Công Tôn Hóa Nhai bị Lục Lâm Thiên đánh bại gây ra tổn hại nặng nề làm hắn bị ám ảnh, giờ hắn hơi thiếu kiên nhẫn. Nếu không vì điều kiện kia thì ta đã không suy xét đến Hóa Vũ Tông. Khâu Trưởng Lão hỏi. Không lẽ tông chủ muốn chờ đám người Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường? Biểu tình Doãn Ngạc cực kỳ nghiêm túc nói. Nếu trong mấy ngày này bọn họ muốn gặp riêng ta thì ta dễ quyết định hơn, chỉ sợ bọn họ sẽ không tìm ta. Nếu vậy ta rất khó ra quyết định này, không đến phút cuối cùng thì ta vẫn còn có thể lựa chọn. Căn cơ vạn năm của Vạn Thú Tông tuyệt đối không thể đặt cược sai bên. Khâu Trưởng Lão nhíu mày hỏi. Ý của tông chủ là sao? Ta mơ hồ quá. Ngươi cứ nghĩ kỹ đi rồi sẽ hiểu. Doãn Ngạc dứt lời chợt ánh mắt thay đổi, hỏi. Mấy ngày nay Linh Nhi thế nào? Khâu Trưởng Lão đáp. Mỗi ngày đều đang tu luyện, ít khi lộ mặt. Vạn Thú Vương nói. Thật ủy khuất cho nàng, vì Vạn Thú Tông phải bỏ tiểu ngã thành đại ngã. May mắn Linh Nhi cũng hiểu đạo lý.
Trong một đình viện tinh trí, một người mặc áo lam ngồi xếp bằng, vóc dáng đường cong nhấp nhô. Người đó thu về thủ ấn, ánh sáng nóng rực quanh thân chui vào người, biến mất. Lam Linh mở mắt ra, mắt lóe tia sáng. Vào đi. Tai sáng thu về, mắt Lam Linh toát ra phong vận trưởng thành quyến rũ. Một nữ nhân thanh tú khoảng 25, 6 tuổi chậm rãi bước vào phòng. Sư tỷ, váy dài màu đỏ nhạt, khí chất bất phàm, chắc nàng có địa vị không thấp trong vạn thú tông. Hơi lạ là có con yêu thú vân tước màu trắng xoay quanh trên vai nàng, yêu thú trắng tinh rất đáng yêu. Nữ nhân váy đỏ vào phòng, mỉm cười nói. Qua 2 ngày nữa phải gọi là tông chủ. Xin chúc mừng sư tỷ trước, sư tỷ là nữ tông chủ thứ nhất trong vạn thú tông, xem như cho toàn bộ nữ đệ tử trong vạn thú tông tranh một hơi. Lam Linh ngước đầu lên hỏi nữ nhân váy đỏ. Hồng Vân sư muội, ta kêu sư muội tìm hiểu chuyện kia sao rồi? Bọn họ đã đến chưa? Nữ nhân váy đỏ đáp. Hỏi được rồi, bọn họ đã đến Kình Thiên Phong, giờ chỉ còn thiếu mấy sơn môn nguyệt long các chưa đến, chắc đang trên đường đi. Không ngờ lần này náo nhiệt vậy, toàn bộ thế lực trên đại lục đều tới. Lam Linh nói. Có vài chuyện sư muội không hiểu. Lam Linh nhìn Hồng Vân. Một bình ngọc xuất hiện trong tay nàng. Sư muội tặng cho muội bình hồn thần dịch này. Hồng Vân mừng rỡ reo lên. Đa tạ sư tỷ. Một bình hồn thần dịch lớn có lợi ích rất lớn với Hồng Vân, nàng vội nhận lấy ngay. Hồng Vân sư muội, ta cần nhờ sư muội làm giúp ít chuyện cho ta. Lam Linh nhìn Hồng Vân. Việc này không thể nói cho ai biết, phải là sư muội đích thân làm. Hồng Vân bảo đảm. Sư tỷ cứ nói đi. Tuyệt đối không thành vấn đề. Lam Linh do dự một chút nói. Đi Kình Thiên Phong mời môn chủ của Phi Linh Môn là Lục Lâm Thiên đến Linh Thú Phong, nói là đêm nay ta muốn gặp hắn. Linh Vũ Chiến Tôn Lục Lâm Thiên. Nữ nhân váy đỏ biến sắc mặt nói. Sư tỷ, ta không quen hắn. Lục Lâm Thiên có chịu nghe lời ta không? Lam Linh nói. Sư muội đưa thứ này cho hắn, chắc chắn hắn sẽ đi. Lam Linh tháo một thanh đoản kiếm tinh mỹ treo bên hông xuống giao cho Hồng Vân, lẩm bẩm. Nếu không đi, thì thôi. Hoàng hôn, mây mù dày nặng bàn cứ phía chân trời. Mặt trời chiều chỉ còn một khoảng trống nhỏ bắn ra từng dải sáng dạng mây đỏ. Mặt trời lặng, ánh sáng vụt tắt, vệt sáng cuối cùng buông lơi, thiên địa tối sầm. Lúc này đám người Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Lục Tâm Đồng, Tiểu Long mới về đình viện. Bọn họ đi dạo suốt buổi chiều nhưng không thấy mấy nữ nhân mệt mỏi gì. Lục Lâm Thiên cùng đám người về đình viện, chợt nhướng mày. Bóng người áo đỏ bên ngoài đình viện hấp dẫn Lục Lâm Thiên chú ý. Ngoài đình viện, nữ nhân váy đỏ thấy đoàn người Lục Lâm Thiên đến liền tiến lên, mắt nhìn chằm chằm Lục Lâm Thiên, dương quá, thiên độc yêu long, tuyết sư. Nữ nhân váy đỏ hỏi. Xin hỏi vị nào là lục trưởng môn của Phi Linh Môn? Lục Lâm Thiên lên tiếng. Là ta. Lục Lâm Thiên xem xét nữ nhân, khá trẻ tuổi, tu vi vũ xuất, vân tước trên vai nàng là yêu vân tước. Nhìn khí thế thì nó là yêu thú ngũ giai hậu kỳ, suy ra địa vị của nữ nhân trong vạn thú tông cũng khá cao. Nữ nhân nhìn Lục Lâm Thiên, không kiềm được tò mò nhìn hắn từ trên xuống dưới. Xin chào Lục trưởng môn. Lục Lâm Thiên hỏi. Vị cô nương này tìm ta có chuyện gì không? Hồng Vân đáp. Lục trưởng môn, có người nhờ ta mang lời nhắc đến, hy vọng gặp mặt lục trưởng môn. Lục Lâm Thiên nghi hoặc hỏi. Không biết ai muốn gặp ta. Hình như hắn không quen ai trong vạn thú tông, càng không có bằng hữu thân thiết gì. Hồng Vân đưa đoản kiếm tinh mỹ vào tay Lục Lâm Thiên. Người đó bảo thấy vật này là lục trưởng môn sẽ biết ngay. Lục Lâm Thiên cầm đoản kiếm tinh mỹ, nhíu mày, chợt nhớ đến. Lam Linh. Lục Lâm Thiên biết đoản kiếm tùy thân của Lam Linh, lúc trước ở trong sơn mạch Vũ Đô lâu như vậy dĩ nhiên hắn cực kỳ quen thuộc vật trên người Lam Linh mang. Lục Lâm Thiên nói, xin cô nương dẫn đường. Hiện tại Lam Linh là tông chủ tiếp theo của Vạn Thú Tông, lúc này nàng muốn gặp hắn, Lục Lâm Thiên không chút do dự. Thấy Lục Lâm Thiên định đi, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh lo lắng kêu lên. Lâm Thiên, Lục Lâm Thiên nói với mọi người. Các người vào trước. Ta đi rồi về. Lục Lâm Thiên ra hiệu nữ nhân váy đỏ dẫn đường. Màn đêm đã buông xuống như cái lưới lớn màu xám lặng lẽ trùng xuống, bao phủ toàn bộ khung trời. Trên bầu trời u lam điểm xuyết vô số ngôi sao nhỏ,
nhấp nháy tỏa ánh sao rực rỡ. Trong một đình viện bày ra một cấm chế, trong sảnh có khá nhiều người ngồi. Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai cũng có mặt. Ngoài ra Vi Băng Ngạn của Quy Nguyên Môn, trưởng môn Chu Hoành Viễn của Huyền Sơn, Nhâm Trường Thanh của Huyễn Hồn Môn, Âm Dương Huyền Linh của Địa Linh Môn cũng đến. Công Tôn Hóa Nhai nói, không ngờ Doãn Ngạc cũng mời đám Lục Lâm Thiên, Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường đến. Đồng Quy Tinh mắt lóe tia sáng bắn ra tia lạnh không ai thấy. Doãn Ngạc đang do dự, dường như chưa có quyết định cuối cùng. Công Tôn Hóa Nhai phất áo trắng, vết đao trên mặt run nhẹ. Doãn Ngạc đã hứa với ta, chẳng lẽ muốn đổi ý? Nhâm Trường Thanh mặc trường y màu đen, xem khí tức tu vi dường như gần đây tiến bộ nhiều. Doãn Ngạc còn chưa chính thức tuyên bố, có thể tùy thời lật lọng. Âm Dương Huyền Linh phất váy dài màu tím, nhìn mọi người. Nhóm Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn đã kết thành Đế Đạo Minh, rõ ràng là đối đầu với Thiên Địa Minh chúng ta. Lần này bọn họ đến Vạn Thú Tông nếu không ngoài dự đoán chắc chắn là cũng muốn lôi kéo Vạn Thú Tông. Vi Bang Ngạn vuốt lông mày trắng của mình, gã nhìn mọi người. Hiện giờ chỉ còn Vạn Thú Tông và Thiên Kiếm Môn là đứng ngoài cuộc. Ta nghĩ với tình huống của hai sơn môn chắc chắn sẽ tìm một phe để tham gia vào. Nếu Thiên Địa Minh chúng ta có thể lôi kéo Vạn Thú Tông, Thiên Kiếm Môn vào thì thực lực sẽ càng lớn hơn. Nhâm Trường Thanh nói. Nhưng bây giờ xem ra trong lòng Doãn Ngạc có ý tưởng, nếu phút cuối Vạn Thú Tông thay đổi thì hơi bất lợi cho chúng ta. Công Tôn Hóa Nhai nhìn Gia Cát Tây Phong, hỏi. Gia Cát Trang Chủ nói gì đi? Gia Cát Tây Phong lên tiếng. Nơi này không phải chỗ bàn chuyện, chúng ta chỉ có thể cố gắng tranh thủ một chút, ít ra hiện tại chúng ta vẫn chiếm ưu thế hơn. Doãn Ngạc đã hứa rồi, dù chỉ bằng miệng nhưng nếu không có tình huống đặc biệt gì thì Doãn Ngạc sẽ không lật lòng. Chờ đến lúc đó lại tính, có vài việc chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Âu Dương Huyền Linh hỏi ba người. Công Tôn Tông Chủ, Đồng Giáo Chủ, Gia Cát Trang Chủ, hỏi các người một chuyện được không? Gia Cát Tây Phong nói. Mời Âu Dương Tông Chủ. Âu Dương Huyền Linh ngần ngừ một lúc, nàng nhìn ba người, hỏi. Lục Lâm Thiên có thật sự cường đại như trong tin đồn không? Thực lực của hắn có thể gờ yêu ta ết tôn giả nhẹ như không? Ba người Gia Cát Tây Phong nghe vậy hơi biến sắc mặt, đây là vết sẹo lớn cho bọn họ. Ba người bị Lục Lâm Thiên bắt, rất nhiều cường giả trong môn bị hắn đánh chết. Mỗi khi nhớ đến việc này là lòng Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai như bị dao cắt. Gia Cát Tây Phong bình tĩnh lại sớm nhất, con người co rút, lặng lẽ hít sâu. Gia Cát Tây Phong nhìn mọi người, nói. Đúng là thực lực của Lục Lâm Thiên rất khủng bố, thân mang hai món thần khí. Cường giả tôn cấp bình thường không làm gì người này được. Âu Dương Huyền Linh chậm rãi nói. Tiểu tử này trưởng thành quá nhanh. Tin tức từ mọi mặt cho Âu Dương Huyền Linh hiểu biết thực lực của Lục Lâm Thiên, giờ nghe Gia Cát Tây Phong chính miệng chứng thực càng làm lòng nàng rung động hơn. Ban đêm, sơn mạch, ngọn núi, sâu trong dãy núi thỉnh thoảng vang tiếng thú giống. Ánh trăng chiếu rọi cây cối xanh biếc quanh ngọn núi vặn vẹo bóng đen, đá lởm chởm chồng lên nhau. Gió đêm mát lạnh. Lục trưởng môn, đây chính là Linh Thú Phong. Dọc đường đi Hồng Vân luôn đánh giá Lục Lâm Thiên, vị linh vũ chiến tôn nổi tiếng như cồn trong toàn Vạn Thú Tông thật trẻ trung và đẹp trai, làm nàng rất bất ngờ. Hồng Vân âm thầm suy đoán mối quan hệ giữa Lam Linh Sư Tỷ và linh vũ chiến tôn Lục Lâm Thiên. Thấy đoạn kiếm trên người Sư Tỷ là Lục Lâm Thiên biết ngay ai tìm mình, Hồng Vân cho rằng quan hệ của hai người sẽ không đơn giản. Hồng Vân cũng biết mình nên làm gì. Hai ngày nữa Sư Tỷ sẽ là tông chủ, nàng biết lời gì nói được, lời gì không nên. Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng đáp xuống ngọn núi, tinh thần quan sát bốn phía. Đa tạ cô nương. Xung quanh không có gì đặc biệt. Hồng Vân nói. Ta xin cáo từ trước. Hồng Vân lắc người, bóng dáng yểu điệu biến mất trong bóng đêm. Lục Lâm Thiên nhìn đàn sao trong trời đêm, luôn suy nghĩ lý do Lam Linh một mình hẹn hắn đến gặp mặt vì chuyện gì. Trong khi suy nghĩ Lục Lâm Thiên dương mắt nhìn không gian trước mắt. Lam Linh cô nương, nếu đã đến đây tại sao không lộ mặt? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một thanh âm dịu dàng vang lên. Lục trưởng môn, ta biết ngay không gạt được người. Nghe nói thực lực của Lục trưởng môn lại tiến bộ nhiều, gần đây rất nổi tiếng. Trong màn đêm một bóng dáng thướt tha phi hành ra, áo lam toát ra anh khí bao lấy eo thon màu da bánh mật.
cặp chân thon dài, cặp mông căng tròn. Vóc dáng nàng nóng bỏng hấp dẫn, trong màn đêm không khó thấy ánh sao trong đôi mắt nàng, người toát ra khí chất dã tính hoang dã. Lục Lâm Thiên nhìn bóng dáng yêu kiều xuất hiện, người đến chính là Lam Linh. Lam Linh cô nương, kêu ta đến chắc không phải chỉ để khen ta đi. Lam Linh bây giờ càng quyến rũ hơn ngày xưa, phong vận trưởng thành hấp dẫn càng lộ rõ ra. Cộng thêm khí chất dã tính hoang dã này, thật là dụ dỗ thị giác người. Nhưng Lục Lâm Thiên cũng biết Lam Linh không tầm thường, tâm trí thuộc hàng số một trong các nữ nhân hắn từng gặp. Thậm chí trong những người Lục Lâm Thiên gặp cũng ít ai có trí tuệ như Lam Linh. Nàng tiến bước cho đến hôm nay, mấy ngày nữa đã là tông chủ Vạn Thú Tông, có thể tưởng tượng tâm trí của Lam Linh mạnh cỡ nào. Trước kia Lục Lâm Thiên từng ăn bồ hòn trong tay Lam Linh nên bây giờ hắn càng cẩn thận hơn. Lam Linh bước tới trước mặt Lục Lâm Thiên, mắt nhìn thẳng vào hắn, mỉm cười hỏi. Lục trưởng môn vẫn còn so đo chuyện trước kia sao? Làm nam nhân thì nên rộng lượng một chút, ngày xưa ta không ngờ yêu ta ít Lục trưởng môn, sau sự việc Lục trưởng môn báo thù làm ta bị thương. Chẳng lẽ Lục trưởng môn vẫn còn muốn so đo? Lục Lâm Thiên nói. Ta không nhớ chuyện trước kia gì. Lục Lâm Thiên hơ đoạn kiếm nhẹ nhàng treo bên hông Lam Linh, hắn đã sớm không để bụng chuyện quá khứ. Tính ra thì Lam Linh đối xử với hắn không tệ, nàng không ngờ yêu ta ít Lục Lâm Thiên. Lam Linh nhìn Lục Lâm Thiên treo đoạn kiếm vào eo mình, mắt nàng chợt lóe sáng. Lam Linh mỉm cười nói. Vậy thì tốt, ta cứ tưởng Lục trưởng môn sẽ nhớ chuyện trước kia, đêm nay không chịu đến. Lục Lâm Thiên chắp tay nói. Lam Linh cô nương. Nên gọi là Lam Tông Chủ đã mời thì ta không dám không đến. Trước tiên xin chúc mừng Lam Linh cô nương. Lam Linh nói. Ngôi vị Tông Chủ Vạn Thú Tông với ta ngày xưa là xa xôi không thể với tới. Lam Linh xoay người nhìn trời đêm mênh mang trước ngọn núi. Lục Lâm Thiên phát hiện biểu tình của Lam Linh không mấy vui mừng, hỏi. Hiện tại đã thành công, chẳng lẽ Lam Linh cô nương còn có tiếc nuối gì sao? Lam Linh xoay người. Lần nữa nhìn Lục Lâm Thiên. Trước tiên xin chúc mừng Lục trưởng môn trở thành minh chủ đế đạo minh. Lục Lâm Thiên nói. Tin tức của Lam Linh cô nương nhanh thật. Sau 3 ngày thành lập đế đạo minh thì Lục Lâm Thiên luôn chạy đến Vạn Thú Tông. Lam Linh biết tin thì tất nhiên Vạn Thú Tông cũng biết. Tốc độ tin tức thật mau lẹ. Lam Linh trả lời. Ầm ĩ điệu như các người chẳng phải vì muốn cho một số thế lực nhanh chóng biết chuyện sao. Lam Linh nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Nếu ta không đoán sai thì Lục trưởng môn rất tò mò tại sao lúc này sư phụ của ta thoái vị. Tại sao gióng trống khua chiêng mời các đại sơn môn các người đến Vạn Thú Tông đúng không? Lục Lâm Thiên không hề thấy lạ trước câu hỏi của Lam Linh, nữ nhân này tuyệt đối không đơn giản. Lục Lâm Thiên ngước đầu nhìn Lam Linh. Chẳng lẽ Lam Linh cô nương hẹn ta đến vì muốn nói đáp án cho ta biết? Lam Linh nói. Nếu ngươi muốn biết đáp án thì ta có thể nói cho ngươi. Mắt đẹp nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói. Hãy nói ra điều kiện của Lam Linh cô nương đi. Lam Linh nói thẳng như thế, lại hẹn hắn gặp mặt một mình, Lục Lâm Thiên suy đoán ra muốn biết đáp án thì hắn phải trả giá. Lam Linh bật cười. Ha ha ha. Lam Linh nhìn Lục Lâm Thiên. Lục trưởng môn vẫn hiểu rõ ta như vậy. Điều kiện rất đơn giản, Lục trưởng môn cùng ta một đêm. Lục Lâm Thiên nhìn Lam Linh. Thụt lùi một bước. Cái gì, cùng cô nương một đêm? Biểu tình Lục Lâm Thiên nghi ngờ nói. Lam Linh cô nương, ta không phải loại người tùy tiện. Lam Linh xấu hổ chừng Lục Lâm Thiên, tức giận dậm chân. Ngươi nghĩ đi đâu, không phải loại cùng nhau mà ngươi nghĩ, ngươi xem ta là hạng người gì? Lục Lâm Thiên nhún vai. Thế thì ta yên tâm. Lục Lâm Thiên cười tủm tỉm. Ta không phải loại người tùy tiện. Lam Linh lườm Lục Lâm Thiên. Còn nói nữa. Mắt Lam Linh xoay tròn nói. Cho dù thật sự là vậy thì dường như Lục trưởng môn cũng không có tổn thất gì đi. Người chịu thiệt là ta. Lục Lâm Thiên gãi mũi cười tà. Vậy thì chưa chắc, nam nhân chịu thiệt hơn một chút, toàn làm chuyện mất sức. Lam Linh cười khanh khách. Vậy sao, nữ nhân cũng có thể làm chuyện mất sức này. Lục Lâm Thiên sửng sốt, không ngờ bị Lam Linh đùa giỡn ngược lại. Huống chi nữ nhân này không phải loại nữ nhân tầm thường. Lục Lâm Thiên ho khan nói. Lam Linh cô nương, hãy nói ra điều kiện của cô nương đi. Lam Linh nói.
Trên linh thú phong này bình thường không có người tới, cũng sẽ không ai chú ý. Ngươi cùng ta ngồi một đêm, ngươi muốn biết cái gì ta đều có thể nói cho ngươi. Lục Lâm Thiên không ngờ điều kiện của Lam Linh kỳ lạ như vậy, cười tủm tỉm hơi nghi ngờ hỏi. Cùng Lam Linh cô nương ngồi một đêm. Đương nhiên, nếu Lục trưởng môn muốn làm chuyện khác thì có lẽ ta sẽ không phản đối, phải xem Lục trưởng môn có dám làm không. Lam Linh bước gót sen đứng trước mặt Lục Lâm Thiên gần như dán sát người hắn, trong mắt đẹp chất chứa mong chờ. Khoảng cách kéo gần, mùi thơm xộc vào mũi. Lục Lâm Thiên nhìn Lam Linh trước mắt, đường cong nhấp nhô, trang phục chỉ che phần ngực và nửa cái bụng trên, lộ ra eo nhỏ màu bánh mật, thân dưới bao bọc đôi chân thon dài, cặp mông cong vểnh. Vóc dáng toát ra nóng bỏng hấp dẫn, khí thế kiệt ngạo tựa như con sói trong rừng rậm, khiến người nhìn muốn chinh phục nàng ngay. Lục Lâm Thiên công nhận lúc này hắn hơi bị ảnh hưởng, tâm tính như hắn còn bị dụ dỗ. Đôi mắt đẹp kia nhìn chăm chú tựa như con mèo ngoan ngoãn, hoặc báo cái kiêu ngạo làm tâm hồn Lục Lâm Thiên dục dịch. Nhưng Lục Lâm Thiên biết nữ nhân tràn đầy dã tính này không dễ chọc, người mang đầy gai nhọn. Lục Lâm Thiên nhìn nữ nhân trước mắt, đến gần một chút, ngửi mùi hương khiến hắn muốn chinh phục nàng. Nếu ta thật sự làm thì sẽ có hậu quả gì? Mắt Lam Linh như làn nước. Răng hé mở đến gần vành tai Lục Lâm Thiên, thổi luồng hơi nhẹ. Nếu Lục trưởng môn dám làm thì, ta dám đi theo ngươi. Cái này, Lục Lâm Thiên cười cười thì thầm vào tai Lam Linh. Lam Linh cô nương, chúng ta hãy nói việc chính đi, nếu không ta thật sự sẽ làm chuyện gì đó. Lục Lâm Thiên dứt lời di chuyển bước chân, thân hình lặng lẽ thụt lùi một bước. Lam Linh nhìn Lục Lâm Thiên, mắt lóe tia thất vọng không ai thấy. Lam Linh nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Ta nói thật, Lục trưởng môn ngồi cùng ta một đêm, trò chuyện là được. Sáng mai Lục trưởng môn muốn biết cái gì ta đều nói hết, nếu Lục trưởng môn không muốn thì xem như ta chưa nói gì. Mắt Lục Lâm Thiên hấp háy, nói. Được rồi, muốn tán gẫu cái gì? Lam Linh cười khúc khích. Ha ha ha, xem ra Lục trưởng môn rất muốn biết mục đích lần này của Vạn Thú Tông. Lam Linh nhìn Lục Lâm Thiên, nói. Đêm nay ta còn có thể giống như ngày xưa gọi Lục trưởng môn là Lâm Thiên đệ đệ được không? Lục Lâm Thiên ngồi khoanh chân tại chỗ. Tùy ý. Lam Linh cười cười, cũng không kiêng dè ngồi xuống đất bên cạnh Lục Lâm Thiên. Đốm sao lấp lánh, trăng sáng hướng Tây. Một đêm chậm rãi trôi, hai người ngồi trên ngọn nói trò chuyện thời gian qua rất nhanh. Đối với Lục Lâm Thiên thì khoảng thời gian này không quá khó khăn, đêm nay Lam Linh nói rất nhiều chuyện. Từ ngày xưa ở Sơn Mạch Vũ Đô đến Vạn Thú Tông. Nhiều năm qua gia tộc của Lam Linh dựa vào Lam Linh chống đỡ trong Vạn Thú Tông, nàng kể lại con đường tu luyện của mình, nói làm sao từng bước bò lên vị trí hiện tại. Trong đó không thiếu thủ đoạn độc ác không thể cho ai biết nhưng Lam Linh hoàn toàn phô bày ra trước mặt Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên rất ít nói chuyện, hắn chỉ ngẫu nhiên gật đầu nghe Lam Linh nói. Nghe chuyện nàng kể làm Lục Lâm Thiên ngập tràn cảm xúc. Một nữ nhân ở trong thế lực khổng lồ như Vạn Thú Tông, trong nhiều thân truyền đệ tử đi tới bước này, nàng phải trả giá những điều người bình thường không tưởng tượng nổi. Trò chuyện một hồi không biết từ khi nào Lam Linh dựa lưng vào Lục Lâm Thiên, mắt đẹp nhìn trời sao trên cao. Ánh mắt chứa ý cười, khuôn mặt Lam Linh có chút ngọt ngào, miệng lại nhải mãi không ngừng. Từ khi nào chân trời nổi sương mù, làn khói trắng như hơi a nước bao phủ. Tia nắng thứ nhất từ lưng núi chậm rãi dâng lên xua tan sương trắng, chiếu rọi trên bầu trời. Lam Linh nói. Lâm Thiên đệ đệ, trời sáng rồi. Nàng đứng dậy. Lục Lâm Thiên thí vào không khí mới mẻ, nhúc nhích người. Phù. Ngọn núi xung quanh dần tan sương mù, trong bụi cây, lùm cỏ đọng ẩm ướt, những giọt nước li ti lấp lánh ánh sáng xinh đẹp dưới ánh nắng chiếu rọi. Lam Linh nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt đã thay đổi cảm xúc. Trở nên lạnh lùng kiêu kỳ. Ngại quá, Lục trưởng môn, làm trưởng môn mất một đêm nghe ta nói. Bây giờ Lục trưởng môn có thể hỏi ta hai câu, ta chỉ trả lời hai chuyện. Lục Lâm Thiên xoay người lại, hắn nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt. Lát sau Lục Lâm Thiên hỏi. Vạn Thú Tông kêu các đại sơn môn chúng ta đến chắc không đơn giản chỉ để xem lễ. Ta muốn biết mục đích thực sự. Lam Linh nhìn Lục Lâm Thiên, mắt lóe tia sáng. Thiên Địa Minh và Vạn Thú Tông đã bàn bạc gần xong, đưa ra điều kiện đủ làm tông ta động lòng. Nhưng trong tông còn đang suy xét lần cuối, ta không rõ cụ thể. Lục trưởng môn nên biết trong tông có vài chuyện ta cũng không thể biết được.
Lòng Lục Lâm Thiên chìm xuống, hắn không ngờ Thiên Địa Minh đã nói chuyện với Vạn Thú Tông đến mức này, hắn hỏi. Không biết Thiên Địa Minh cho Vạn Thú Tông điều kiện gì? Cái này xem như vấn đề thứ hai sao? Lam Linh nói. Nếu ta trả lời câu này thì ngươi không thể hỏi thêm chuyện khác. Ánh mắt Lục Lâm Thiên thay đổi, hắn nói. Đổi câu khác, dù Vạn Thú Tông tham gia vào Thiên Địa Minh thì lệnh sư của Lam Linh cô nương, Vạn Thú Vương không cần thiết phải thoái vị đi. Ta muốn biết nguyên nhân trong đó. Lam Linh nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Lục trưởng môn thật sự muốn biết. Lục Lâm Thiên gật đầu, nói. Đúng vậy. Việc này khá quan trọng, Vạn Thú Vương thoái vị là hành động không bình thường. Được rồi, ta cho Lục trưởng môn biết. Lam Linh nhìn Lục Lâm Thiên. Bởi vì tông này cảm thấy nợ ta, cũng vì Vạn Thú Tông tham gia vào Thiên Địa Minh. Sau khi ta lên ngôi thì Vạn Thú Tông sẽ tuyên bố liên nhân cùng Hóa Vũ Tông, người liên nhân chính là ta, còn người khác là đệ tử của Công Tôn Hóa Nhai, tông chủ Hóa Vũ Tông. Cho nên trong tông mới đồng ý để ngôi tông chủ cho ta. Lục Lâm Thiên kinh ngạc hỏi. Lam Linh cô nương và Hóa Vũ Tông liên nhân. Lục Lâm Thiên nhớ đến những lời đêm qua Lam Linh nói, hèn gì tán gẫu nhiều vậy. Hóa ra Lam Linh một lần nữa trả giá đắt cho vị trí tông chủ, lần này càng thảm hơn, nàng làm quân cờ cho Vạn Thú Tông. Đúng vậy. Lam Linh nhẹ gật đầu, nói. Ta đã trả lời xong hai chuyện, việc ta hứa với Lục trưởng môn đã làm được. Đa tạ Lục trưởng môn ngày hôm qua cùng ta. Lục Lâm Thiên nói. Chúng ta chỉ là giao dịch, Lam Linh cô nương không cần cảm tạ ta. Lam Linh ngước mắt nhìn Lục Lâm Thiên, hỏi. Nếu hôm qua ta không nói điều kiện thì Lục trưởng môn còn ở lại cùng ta không? Lục Lâm Thiên nhìn nữ nhân trước mắt. Nói thật thì ta cũng không biết, nhưng ta nghĩ hơn một nửa là không. Tuy nhiên sau đêm qua, ta nghĩ về sau chắc chắn sẽ. Lam Linh hỏi. Tại sao sau đêm qua thì khác đi? Lục Lâm Thiên trả lời. Trước đêm qua ta cảm thấy ít tiếp xúc với Lam Linh cô nương thì tốt hơn, không chừng có ngày bị nàng bán. Sau đêm qua ta cảm thấy Lam Linh cô nương không mang nhiều tâm tư như ta đã tưởng, mọi thứ của nàng đều là lớp vỏ bọc bên ngoài. Tối qua ta đã thấy nàng chân thật nhất. Lam Linh cất gót sen đứng bên cạnh Lục Lâm Thiên, mắt lấp lánh nói. Đa tạ Lục trưởng môn đã nói thật với ta. Trong Vạn Thú Tông này đã lâu rồi ta không được nghe lời thật lòng, cũng chưa từng nói nhiều lời thật như vậy. Lam Linh nói xong chợt ôm xiết Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên sửng sốt, sau đó đứng im không nhúc nhích, không nói chuyện. Lam Linh lên tiếng. Có lẽ một ngày nào đó chúng ta đã định trước sẽ thành kẻ thù, nếu gặp nhau trên chiến trường thì Lục trưởng môn sẽ thế nào? Hy vọng không có ngày đó. Lục Lâm Thiên thầm thở dài. Nếu Vạn Thú Tông thật sự tham gia vào Thiên Địa Minh, Lam Linh và Hóa Vũ Tông liên nhân thì đã định trước sẽ có ngày thành kẻ thù, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lục Lâm Thiên nói. Nếu ngày đó đến thật, ta nghĩ Lam Linh cô nương sẽ thông cảm. Lam Linh nói. Có vài chuyện đến trình độ nhất định thường làm người ta thân bất do kỷ. Chúng ta không thể lựa chọn, có lẽ vô hình chung đây là vận mệnh sắp đặt. Khi Lam Linh nói chuyện đã vùng khỏi ngực Lục Lâm Thiên. Chân khí dưới chân chợt lóe lên, lùi nhanh ra sau. Nếu ngày nào đó đến thật, hai ta gặp nhau trên chiến trường, chúng ta đều không chiến đấu vì bản thân. Dù ta không đánh lại nhưng cũng không nương tay, có những chuyện thân bất do kỷ như vậy đấy. Lam Linh nói xong đã phi hành lên không trung, lướt nhẹ biến mất. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm hướng Lam Linh mất hút, thở dài. Lục Lâm Thiên cúi đầu nhìn lùm cây phía xa, lên tiếng. Nhìn lén lâu vậy còn chưa chịu ra. Xoẹt. Lục Lâm Thiên dứt lời, một vệt sáng màu vàng nhỏ xíu phi hành ra khỏi lùm cây biến thành thân hình thiếu niên. Trừ Tiểu Long ra không còn ai khác. Tiểu Long cười tủm tỉm nhìn Lục Lâm Thiên. Lão đại, không phải đệ muốn đến mà vì Hồng Lăng tỷ, Tiểu Linh tỷ thấy lão đại cả đêm chưa về nên sốt ruột kêu đệ đi tìm, không ngờ lão đại vui vẻ rồi, hì hì. Lục Lâm Thiên nhìn Tiểu Long. Ta trong sạch. Lục Lâm Thiên xoay tròn tròng mắt, nói với Tiểu Long. Sau khi trở về biết nói sao chứ? Tuy đệ biết rõ lão đại ta đây trong sạch nhưng có vài chuyện đệ cũng biết không thể nói ra đúng không? Tiểu Long trợn trắng mắt với Lục Lâm Thiên. Lão đại đang xúi đệ nói dối sao? Lục Lâm Thiên uy hát yêu ta ép. Cái này gọi là lời nói dối thiện ý, nếu đệ dám bán đứng lão đại của đệ thì đừng trách ta không khách sáo. Hừ! Tiểu Long hừ một tiếng.
không tôn trọng thú quyền gì hết. Quay về đình viện nơi cư trú, Lục Lâm Thiên không tránh khỏi bị hai nữ nhân kiểm tra. Đương nhiên lý do vì Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh lo lắng cho hắn, trong lòng Lục Lâm Thiên thấy ấm áp. Hai nữ nhân kiểm tra, Lục Lâm Thiên thoải mái cho kiểm, cái này quá dễ. Tuy đêm qua Lục Lâm Thiên và Lam Linh không làm gì nhưng nếu nói ra thì hậu quả sẽ khác đi. Lục Lâm Thiên đột nhiên cảm thấy có khi nam nhân không phải không nguyện ý nói thật mà vì thời thế nó ép, buộc lòng phải nói dối. Lát sau Lục Lâm Thiên tìm chủ các đại sơn môn, nói cho mọi người nghe tin moi từ miệng Lam Linh. Nguồn tin thì Lục Lâm Thiên nói dối một chút, bảo là lấy tin từ thám tử Phi Linh Môn nằm vùng trong Vạn Thú Tông. Nghe Lục Lâm Thiên nói, chủ các đại sơn môn hơi thay đổi sắc mặt. Phi Linh Môn có thể nhét thám tử vào nội bộ Vạn Thú Tông thì không dễ dàng gì, không biết Phi Linh Môn có giải thám tử trong sơn môn của bọn họ không? Mọi người đều có suy nghĩ sau khi trở lại phải điều tra kỹ càng. Về tin tức Lục Lâm Thiên chiếm được thì mọi người không nghiên cứu ra kết quả gì được, cuối cùng đành đi một bước tính một bước. Lục Lâm Thiên không thám thính được điều kiện cụ thể hóa vũ tông cho Vạn Thú Tông, mọi người không thể suy đoán. Nhưng chủ các đại sơn môn biểu tình suy tư, dường như có manh mối gì. Trong lúc bàn bạc, có người đề nghị tìm Vạn Thú Vương Doãn Ngạc bàn điều kiện, có lẽ có thể lôi kéo Doãn Ngạc. Nhưng Lục Lâm Thiên, Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Đạm Thai Tuyết Phi thấy không ổn. Doãn Ngạc mời người đế đạo minh, thiên địa minh đến Vạn Thú Tông chắc vì muốn chờ mọi người tìm đến gã. Lúc này nếu ai thiếu kiên nhẫn sẽ mất đi tiên cơ. Nếu đế đạo minh thiếu kiên nhẫn tương đương với bây giờ e ngại thiên địa minh, có lẽ Vạn Thú Tông sẽ vì thế mà tiếp tục chọn thiên địa minh. Mọi người cho rằng có lẽ đế đạo minh hoàn toàn phớt lờ việc này, khiến Vạn Thú Tông không dám đặt cược lung tung. Vạn Thú Vương Doãn Ngạc không dám tùy tiện sằng bậy cơ nghiệp vạn năm của Vạn Thú Tông. Phía chân trời tĩnh lặng có ba con yêu thú phi hành đập cánh lướt qua sơn mạch vô biên không giới hạn. Trên lưng ba con yêu thú phi hành có mấy chục người ngồi xếp bằng. Tất cả lưng cõng trường kiếm, xem tư thế thì trên đại lục chỉ có một mình Thiên Kiếm Môn, không còn ai khác. Trên lưng yêu thú phi hành đằng trước nhất, Cổ Kiếm Phong ngồi xếp bằng, lưng cõng thanh trường kiếm màu vàng. Nguyên Nhược Lan ngồi bên cạnh Cổ Kiếm Phong, trên đầu gối gác một thanh trường kiếm. Quy định của Thiên Kiếm Môn là kiếm không rời thân. Sắp đến Vạn Thú Tông rồi. Cổ Phong trưởng lão bên cạnh Cổ Kiếm Phong lên tiếng. Chắc các đại sơn môn đều đến đầy đủ, lần này Vạn Thú Tông sẽ rất náo nhiệt. Cổ Kiếm Phong mỉm cười nói. Đế đạo minh, thiên địa minh, lúc này Vạn Thú Tông lại làm chuyện như vậy thì đương nhiên sẽ rất náo nhiệt. Cũng tốt, chúng ta có thể từ từ nhìn xem thực lực đế đạo minh và thiên địa minh ai mạnh ai yếu. Cổ Phong trưởng lão nói. Phi Linh Môn, Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn, Thiên Vân Đảo kết thành đế đạo minh, để Lục Lâm Thiên làm minh chủ hơi làm người ta ngạc nhiên. Thật ra cũng không bất ngờ gì. Bọn họ không ai phục ai, Lục Lâm Thiên có tác dụng quan trọng trong đó. Quan trọng nhất là Phi Linh Môn ở cổ vực. Cổ Kiếm Phong tạm dừng một lúc, tiếp tục bảo. Tốc độ trưởng thành của Lục Lâm Thiên thật là khó tin. Mắt Nguyên Nhược Lan sáng ngời nhìn Cổ Kiếm Phong, hỏi. Sư phụ, Lục Lâm Thiên thật sự lợi hại như tin đồn sao? Cái này, Cổ Kiếm Phong mắt lóe tia sáng. Nhược Lan, đúng là Lục Lâm Thiên lợi hại nhưng ngươi đừng để bụng. Ngươi đã nhận truyền thừa kiếm tổ quán đỉnh, thực lực đã trên hắn. Nguyên Nhược Lan nói. Vậy sao, nhưng ta nghe nói Lục Lâm Thiên là linh vũ song tu, còn là vũ giả ngũ hệ, thiên phú thì trước nay không ai bằng. Ngày trước thi đấu thập đại cường giả thế hệ trẻ, Lục Lâm Thiên một hơi chiến 9 người tranh hạng nhất, còn ta chỉ được hạng 7. Cổ Kiếm Phong biến sắc mặt hỏi. Ai nói mấy chuyện này cho ngươi? Cổ Kiếm Phong sớm ra lệnh cấm không được nhắc đến bất cứ chuyện gì liên quan tới Đại hội Tam Tông Tứ Môn, chuyện trên đảo Bình Nham với Nguyên Nhược Lan. Dù là mấy chữ Lục Lâm Thiên cũng cố gắng ít nhắc tới, lỡ kích động đến Nguyên Nhược Lan thì hậu quả rất nghiêm trọng. Nguyên Nhược Lan nói. Sư phụ, ta không phải kẻ điếc, Tê Ất Nhiên nghe nói một ít, không ai nói cho ta. Thiếu nữ tên Hạ Liên bên cạnh Nguyên Nhược Lan thì đã sợ hãi mặt không chút máu. Cổ Kiếm Phong nói với Nguyên Nhược Lan. Nhược Lan, đây là những chuyện trước kia, đó là trước khi ngươi tiếp nhận truyền thừa kiếm tổ quán đỉnh, gọi ra ma kiếm. Hiện tại thực lực của ngươi có lẽ đã trên Lục Lâm Thiên, chỉ một Lục Lâm Thiên không đáng để ngươi quan tâm. Cổ Kiếm Phong có linh cảm không nên mang theo ái đồ đến Vạn Thú Tông,
không ngờ giữa đường mới biết tin Lục Lâm Thiên cũng đi Vạn Thú Tông. Cổ Kiếm Phong khẽ thở dài, gã không thể không nhớ kỹ lời Thái Thượng Trưởng Lão trong môn đã nói. Nhược Lan ở Không Minh Chi Cảnh nhận truyền thừa Quán Đỉnh đã xảy ra chút chuyện, tâm thức không hoàn toàn chặt đứt, dường như có chuyện gì không buông xuống được. Lấy thân nhập ma chỉ thành công một nửa, chỉ xem như bán ma. Tâm thức nguyên Nhược Lan bị tổn hại, mất nhiều ký ức trước kia. Điều này không ảnh hưởng tu vi, nhưng mất trí nhớ không phải chuyện tốt. Theo các Thái Thượng Trưởng Lão suy đoán thì Nhược Lan quyết định lấy thân nhập ma triệu hoán ma kiếm có lẽ vì tâm tình của mình. Ái đồ cực kỳ hiếu thắng, ở đảo Bình Nhan Tam Tông Tứ Môn đều gặp trắc trở, nên nguyên Nhược Lan quyết định lấy thân nhập ma triệu hoán ma kiếm. Có lòng hiếu thắng là chuyện tốt, nhưng khi hiếu thắng quá nặng chỉ trăm hại không một lợi cho việc tu luyện. Bây giờ nguyên Nhược Lan mất trí nhớ, quên hết những điều này sẽ tốt cho việc tu luyện. Có đế giả chi nguyên, thêm vào truyền thừa kiếm tổ Quán Đỉnh, chỉ cần nguyên Nhược Lan tĩnh tâm tu luyện thì tu vi tiến bộ là cái chắc, có lẽ sẽ đến trình độ kiếm tổ ngày xưa. Nhưng nếu Nhược Lan nhớ lại hết mọi chuyện sẽ ảnh hưởng tâm tình, hậu quả không thể tưởng tượng. Nguyên Nhược Lan nói, nếu có cơ hội thì ta rất muốn biết thực lực giữa ta và Lục Lâm Thiên rốt cuộc ai mạnh hơn. Nhược Lan, không thể. Cổ Kiếm Phong chưa nói hết câu thì không trung đằng trước có nhiều yêu thú phi hành lao tới. Một thanh âm vang lên. Cung nghênh cổ trưởng môn đại giá Quang Lâm. Hai ngày không dài, trong thời gian này Lục Lâm Thiên luôn cùng hai nữ nhân đi dạo trong Vạn Thú Tông. Cuộc sống thế này qua rất nhanh. Trong Vạn Thú Tông khắp nơi là không khí vui vẻ, rất náo nhiệt. Trừ chủ các đại sơn môn đến, các thế lực lớn nhỏ trên địa bàn Vạn Thú Tông cũng lần lượt đến dự. Thay đổi tông chủ Vạn Thú Tông quan trọng nhất với các thế lực lớn nhỏ trên địa bàn Vạn Thú Tông. Trong mấy ngày nay Vạn Thú Tông bài bố đâu ra đó, khiến người nhìn không khí vui mừng. Ba ngày chớp mắt đã qua, 19 tháng 4, sáng sớm, phương đông hừng sáng. Dưới bầu trời trắng, dãy núi sơn mạch đen xì, mặt trời đỏ ló lên, các ngọn núi lộ mình dưới ánh mặt trời, khoác ánh sáng đỏ nhạt. Dãy núi vây quanh, trong mây mù lộ ra đỉnh núi màu xanh. Sương mù bốc lên, nhìn từ xa là bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp. Trên Kình Thiên Phong, sáng sớm đã có nhiều đệ tử Vạn Thú Tông kéo đến. Bên ngoài đình viện các đại sơn môn, sáng sớm có đệ tử Vạn Thú Tông đứng chờ dẫn đường mang chủ các đại sơn môn đi đại điện trên đỉnh núi. Lúc đám người Lục Lâm Thiên ra khỏi đình viện đã có một nữ đệ tử Vạn Thú Tông đứng chờ. Nàng mặc áo đỏ, trên vai có một con yêu vân tước, là người hôm bữa đến tìm Lục Lâm Thiên đưa đi gặp Lam Linh. Nữ nhân thấy Lục Lâm Thiên nhưng không nhắc gì đến chuyện đêm đó. Lục trưởng môn, mời theo ta. Nữ nhân váy đỏ dẫn mọi người ra khỏi đình viện, phía trước gặp đám người Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lạc Kiến Hồng, Đạm Thai Tuyết Vi mới bước ra ngoài tòa viện. Dọc đường đi mọi người thấy nhiều đệ tử Vạn Thú Tông ra khỏi dãy kiến trúc. Bước lên con đường lát đá rộng rãi uốn lượn dọc theo một trong năm ngọn núi, từ trên nhìn xuống dưới bốn phía đều là dãy kiến trúc mênh mông vô bờ. Trên năm ngọn núi xây dựng nhiều kiến trúc cung điện quay quanh thế núi khổng lồ, ngoằn nghèo kéo lên trên, hùng vĩ mà đồ sộ, rung động như quỷ phủ thần công. Đi theo đệ tử Vạn Thú Tông, chốc lát sau mọi người đến đỉnh núi năm ngọn núi tụ lại. Một tòa sơn môn hùng vĩ đập vào mắt có, trên đỉnh núi có một con yêu thú to lớn giữ trợn dắt ngang ngọn núi. Yêu thú giữ trợn này là một con yêu thú viễn cổ đã tuyệt chủng, bên trên nó treo một tấm biển lớn cổ xưa khắc ba chữ lớn Vạn Thú Tông. Ba chữ bá khí ngút trời, nhìn chăm chú một lúc sẽ khiến người cảm giác thú uy ngày càng đậm từ ba chữ này, cực kỳ huyền ảo. Đám người Âm Dương Vương, Tiêu Giao Vương, Thiên Ưng Công Tử lần đầu tiên đến Vạn Thú Tông, nhìn sơn môn của Vạn Thú Tông đều lộ vẻ cảm thán. Lục Lâm Thiên thầm thán. Sơn môn của Vạn Thú Tông không tệ. Không uổng là một trong tam tông tứ môn, có truyền thừa hàng vạn năm. Đến đỉnh núi càng nhiều đệ tử Vạn Thú Tông qua lại hơn. Thấy đoàn người thì hành lễ. Không lâu sau đỉnh núi rộng mở hẳn ra, phía trước xuất hiện khối quảng trường to lớn. Lúc này trên quảng trường có nhiều bóng người, cực kỳ náo nhiệt siêu phàm. Trong tầm mắt ước chừng cũng phải 5-6 ngàn người. Nhìn quần áo thì nhiều người là đệ tử Vạn Thú Tông, còn lại là người của các thế lực lớn nhỏ xung quanh. Đến quảng trường, có đệ tử Vạn Thú Tông dẫn đường lớn tiếng tuyên bố. Vân Tông chủ Vân Dương Tông đến. Lữ trưởng môn Linh Thiên môn đến, Lục trưởng môn Phi Linh môn đến, Đạm Đài đảo chủ Thiên Vân đảo đến. Cùng với thanh âm,
mấy ngàn cặp mắt trên quảng trường chuyển sang nhìn chăm chú hướng đám người Lục Lâm Thiên, Vân Thiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Đạm Đài Tuyết Phi. Lúc này một thanh âm sang sảng vang lên. Các vị, Doãn Mỗ chiêu đãi chậm trễ, mong các vị tha thứ cho. Nhiều người đi ra đón, người đi đầu có mái tóc đen dài, trường bào hoa văn màu vàng, vóc dáng vạm vỡ. Người này cao hơn hai thước, mắt như chuông đồng, khí thế vô hình gây ết yêu ta ép người. Mấy lão nhân đi sau lưng người đó cũng có khí thế cực kỳ cường đại. Vũ Tôn. Lục Lâm Thiên biết người đến, là Vạn Thú Vương Doãn Ngạc. Xem khí thế Doãn Ngạc vô tình phát ra, Lục Lâm Thiên không khó nhận ra lúc này gã đã đến tu vi tôn cấp. 30 năm trước Vạn Thú Vương Doãn Ngạc xếp hạng 6, 7 trong thập đại cường giả thế hệ trước, cao hơn Gia Cát Tây Phong một chút. Lúc này Doãn Ngạc đột phá tôn cấp, Lục Lâm Thiên không thấy có gì lạ. Đám người Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lạc Kiến Hồng tự động đứng sau lưng Lục Lâm Thiên một chút. Đế Đạo Minh đã thành lập, lần này đến đây Lục Lâm Thiên làm minh chủ tất nhiên cần đảm đương một phía. Doãn Ngạc chú ý biến đổi nhỏ này, mắt lặng lẽ liếc qua mọi người. Lục Lâm Thiên cũng chú ý thay đổi nhỏ đó, bây giờ không phải lúc khách sáo. Lục Lâm Thiên phất tay vùng áo xanh phát ra khí thế tuyệt đối, chắp tay nói. Doãn Tông chủ bận rộn công việc trong tông, là chúng ta đã quấy rầy rồi. Chúc mừng Doãn Tông chủ đột phá tôn cấp, chúc mừng. Doãn Ngạc nghe vậy mắt lóe tia sáng, gã đã giấu khí tức nhưng vẫn bị Lục Lâm Thiên nhận ra ngay, đủ thấy thực lực của hắn thế nào. Ngược lại Doãn Ngạc không phát hiện khí tức trên người Lục Lâm Thiên. Nghe lời Lục Lâm Thiên nói, đám người Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường mỉm cười. Vừa thấy mặt Lục Lâm Thiên đã thắng Doãn Ngạc một bậc. Doãn Ngạc đổi đề tài. Ha ha ha, trước tiên xin chúc mừng Lục trưởng môn trở thành minh chủ Đế Đạo Minh. Trước kia Doãn Ngạc còn xem Lục Lâm Thiên như hậu bối nhưng giờ này ngày này địa vị, thực lực của hắn buộc gã phải xem trọng. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Cùng vui, hôm nay Doãn Tông chủ cũng trở thành Thái Thượng trưởng lão đúng không? Sau này yên tâm tu luyện, mai sau sẽ có thực lực kinh người. Doãn Ngạc nhường vị trí tất nhiên sẽ làm Thái Thượng trưởng lão của Vạn Thú Tông, theo như đêm qua Lam Linh nói thì Lục Lâm Thiên dễ dàng đoán ra trong thời gian ngắn quyền to trong Vạn Thú Tông vẫn nằm trong tay Doãn Ngạc. Lam Linh chỉ có cái tiếng, sẽ không được nhiều thực quyền. Đám người Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lạc Kiến Hồng tiến lên nói. Doãn Tông chủ, chúc mừng. Doãn Ngạc cười nói với mọi người. Ha ha ha, mời các vị vào trong. Gia Cát Trang chủ, Đồng Giáo chủ, Công Tôn Tông chủ, Nhâm Trưởng Môn, Âu Dương Tông đều đã ở trong đại điện. Đám người Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo đến thì mọi người biết từ lâu rồi. Mỗi người cười tươi đi theo Doãn Ngạc vào đại điện phía trước. Mấy ngàn cặp mắt nhìn chăm chú, có người cúi đầu nhỏ giọng xì xầm. Đi đằng trước là trưởng môn Phi Linh Môn, Linh Vũ Chiến Tôn Lục Lâm Thiên. Người bên cạnh là Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, toàn là nhân vật danh chấn một phương. Không ngờ Lục Lâm Thiên trẻ tuổi vậy. Người đi bên trái thứ ba là Đạm Thai Tuyết Phi, cũng trẻ tuổi đã làm đảo chủ đảo Thiên Vân, xem như ngang hàng với Lục Lâm Thiên, nhưng thực lực không mạnh bằng Lục Lâm Thiên. Mới rồi đám Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai cũng tới đúng không? Ta nghe nói ba người này trước kia bị Lục Lâm Thiên trực tiếp bắt trong Thiên Môn Cốc, lần này gặp mắt có khi nào sẽ đánh nhau dữ dội không? Đâu chỉ có thế, mấy hôm trước ta quen thêm vài thương khách Đông Hải, nghe nói trong Đông Hải thì Lục Lâm Thiên gợi yêu ta ít hết các chủ Nguyệt Long Các, đảo chủ đảo Khôn Dương, các chủ thần Kim Các. Lục Lâm Thiên còn gợi yêu ta ít nhiều cường giả tôn cấp, gây ra mối thù sâu nặng. Mới rồi các chủ mới của Nguyệt Long Các đã đến, kẻ thù gặp lại hết sức đỏ mắt. Ta e rằng sẽ có đánh nhau. Có lẽ sẽ không xảy ra trong Vạn Thú Tông, nhưng ta vẫn mong chờ. Trong tiếng bàn tán khe khẽ của mọi người, Lục Lâm Thiên đi theo Doãn Ngạc bước vào một tòa đại điện khổng lồ nằm trước quảng trường. Lục Lâm Thiên trước tiên nhìn lướt qua trong đại điện. Lúc này không khí bên trong khiến Lục Lâm Thiên hơi ngạc nhiên, nhiều cường giả tôn cấp các đại sơn môn tuy giấu khí tức nhưng tỏa ra áp lực vô hình bao phủ. Lục Lâm Thiên quét mắt qua. Bên trái đại điện ngồi một số người quen cũ. Gia Cát Tây Phong, Gia Cát Tử Vân, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai, Nhâm Trường Thanh, Âu Dương Huyền Linh, Vi Bang Ngạn, Chu Hoành Viễn. Các chủ các đại sơn môn đều có mặt, Lục Lâm Thiên cực kỳ quen thuộc những người này. Lục Lâm Thiên quét qua các đại sơn môn, thấy vài người quen khác.
Đám người Giản Tâm Nhi của Địa Linh Tông cũng có mặt, là người cùng thế hệ với Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngừng lại trên người thanh niên mặc trường sam màu tím bên cạnh Công Tôn Hóa Nhai một lúc. Đây là Công Tôn Xuân Thu sao? Lục Lâm Thiên quan sát thanh niên lâu một chút, nghe Lam Linh nói phải liên nhân với Hóa Vũ Tông. Trong trận thế Hóa Vũ Tông chỉ có thanh niên áo tím là bộ dáng giống một chút. Lúc ở Đào Hoa Yến trong Linh Thiên Môn thì Lục Lâm Thiên từng gặp người này, giờ nhìn kỹ tuổi chừng 30, bề ngoài không tệ, toát ra khí thế vũ vương nhị trọng. Cuối cùng Lục Lâm Thiên ngừng lại ở ba người ngồi ngay ngắn bên cạnh Chu Hoành Viễn. Người thứ nhất thân hình chắc khỏe, khoảng 50 tuổi, biểu tình lạnh băng, khí tức ẩn giấu nhưng không thoát khỏi Lục Lâm Thiên quan sát. Người này có tu vi đến tôn cấp nhất trọng. Người thứ hai là phụ nhân trung niên áo xám, khoảng 30 mấy tuổi. Nhưng với tu luyện giả thì bề ngoài không đại biểu cho tuổi tác. Người này rất đẹp nhưng đôi mắt âm trầm, búi tóc bới cao, khí thế là linh tôn nhị trọng. Đại hán trung niên thứ ba thể hình gần giống Doãn Ngạc, hơi thô kệch, mặc áo vàng. Xem cơ bắp trên tay đại hán thô còn hơn đùi người bình thường, khí thế cỡ tôn cấp nhất trọng. Trong đầu Lục Lâm Thiên nhớ ra thân phận của ba người. Đảo chủ đảo Khôn Dương, Dương Vũ Tôn giả Dương Tề Thiên, các chủ Nguyệt Long Các, Tuyết Linh Tôn giả Vương Đan Đan, các chủ Thần Kim Các, Toái Cương Tôn giả Tôn Khai Long. Trong ám đường của Phi Linh Môn cho Lục Lâm Thiên biết đảo Khôn Dương, Thần Kim Các, Chu Hoành Viễn từ sau khi Lục Lâm Thiên gợi Iota Ết Dương Tề Thuyên, Bối Hải Linh, Thần Bộ Tiêu thì lại chọn lựa ra các chủ, đảo chủ mới. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm ba người, đã hiểu rõ. Nghe đồn Dương Vũ Tôn giả Dương Tề Thiên là ca ruột của Dương Tề Thuyên. Tuyết Linh Tôn giả là sư thúc của Thu Thủy Vương Bối Hải Linh. Toái Cương Tôn giả Tôn Khai Long là một sư huynh của Địa Cương Vương Thần Bộ Tiêu. Hậu bối ba môn hầu như không có hậu nhân, cộng thêm biến cố lớn cho ba môn, hậu bối không thể gánh vác được tất cả, nên không chọn chủ sơn môn từ hậu bối. Trong khi Lục Lâm Thiên đánh giá mọi người thì đám Vân Thiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lạc Kiến Hồng cũng quan sát người trong đại điện. Người đế đạo minh đến, các cặp mắt trong đại điện nhìn chằm chằm nhóm Lục Lâm Thiên. Nhưng ánh mắt hơn một nửa chất chứa lạnh lùng, căm hận. Phản ứng của mọi người nằm trong dự đoán nên Doãn Ngạc không lộ vẻ gì, ra hiệu mọi người ngồi vào hàng bên phải. Các vị, mời sang đây. Bên phải đại điện rộng lớn đã đặt sẵn ghế cho mọi người. Lục Lâm Thiên mỉm cười chậm rãi đi theo Doãn Ngạc tiến lên trước. Vì Lục Lâm Thiên là minh chủ đế đạo minh nên theo nhóm Vân Thiếu Thiên, Lạc Kiến Hồng ra hiệu, hắn ngồi vào hàng ghế đầu bên tay phải. Nhâm trưởng môn đến sớm thật. Âu Dương Tông Chủ, đã lâu không gặp. Chu trưởng môn, gần đây thực lực lại tinh tiến. Lúc này nhóm Vân Thiếu Thiên, Lữ Chính Cường và Nhâm Trường Thanh, Âu Dương Huyền Linh, Chu Hoành Viễn chào hỏi nhau. Tuy bây giờ hai minh đối địch nhưng mặt ngoài thì không ai muốn trở mặt. Tất cả chỉ dự phòng chứ không muốn thật sự đánh nhau. Đặc biệt là nhóm Huyễn Hồn Môn, Địa Linh Tông không thật sự muốn đánh. Đương nhiên với các sơn môn Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo, Nguyệt Long Các thì chưa chắc. Nếu bây giờ có thể đánh nhau với Lục Lâm Thiên, nắm chắc làm thịt được hắn thì bọn họ sẽ không đắn đo nhiều, không chút do dự ra tay ngay. Trong khi mọi người chào hỏi, người các sơn môn Nguyệt Long Các, đảo Khôn Dương, Thần Kim Các châu đầu ghé tai xì xầm. Cuối cùng các cặp mắt chứa hận thù nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Nếu ánh mắt có thể gợi Iota ết người thì e rằng Lục Lâm Thiên đã chết hơn trăm lần. Tại Lục Lâm Thiên mà danh vọng của ba môn bọn họ tụt dốc không phanh ở Đông Hải, thành trò cười cho Đông Hải. Chủ ba môn bị Lục Lâm Thiên trực tiếp đánh chết, hiện tại ba môn lại không thể xuống tay với Phi Linh Môn. Ba môn không dám đụng chạm vào Thánh Linh Giáo, một mặt vì bốn thiên tôn đời thứ nhất Thánh Linh Giáo còn sống. Nghe đồn ngay cả thánh thủ linh tôn vẫn còn thể linh hồn, sao ba môn dám làm gì? Còn có chuyện đảo Địa Viêm bị diệt trong một đêm, Lục Lâm Thiên hợp tác với Nhật Sát Các, đảo Thiên Vân, thế là ba môn càng không dám dục dịch. Lục Lâm Thiên cảm nhận được ánh mắt từ ba môn Nguyệt Long Các, mặt ngoài không lộ vẻ gì. Lục Lâm Thiên biết suy nghĩ của ba môn đối với hắn, nếu có cơ hội thì bọn họ tuyệt đối không tha cho hắn. Nhưng những người này nếu có dịp nào rơi vào tay Lục Lâm Thiên thì đừng trách bọn họ xui xẻo. Trong nhiều cặp mắt theo dõi, Lục Lâm Thiên đứng lên chậm rãi bước tới trước mặt đám người Gia Cát Tây Phong, chắp tay hành lễ. Gia Cát Trang Chủ, Đồng Giáo Chủ, Công Tôn Tông Chủ, đã lâu không gặp, ba vị có khỏe không? Mặt Lục Lâm Thiên cười tươi, bộ dạng như bằng hữu cũ gặp nhau.
Ba người ra Cát Tây Phong, Công Tôn Hóa Nhai, Đồng Quy Tinh nhìn Lục Lâm Thiên, lòng bùng lên mối hận. Nhưng ba người không phải hạng người tầm thường, cưỡng ép dìm oán hận xuống. Mắt ra Cát Tây Phong thậm chí lộ ý cười nhìn Lục Lâm Thiên. Đã lâu không gặp, cảm tạ Lục trưởng môn trước kia chiêu đãi trong Phi Linh Môn, sau này có dịp mời đến Lan Lăng Sơn Trang ở chơi, để ta tận tình địa chủ. Lục Lâm Thiên cười cười, lòng thầm than ra Cát Tây Phong không uổng là một nhân vật, hơn hẳn Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai. Lục Lâm Thiên cười nói, nếu rảnh chắc chắn sẽ đến, nghe nói các vị thành lập Thiên Địa Minh, có ngày nào muốn đối phó ta thì các vị nhớ đừng để ta biết, nếu không chờ ta chuẩn bị sẵn sàng thì e rằng các vị lại không có phần thắng. Lục Lâm Thiên nói rất lớn tiếng, mọi người trong đại điện đều nghe thấy. Đám người nghe xong sắc mặt đều thay đổi. Lục Lâm Thiên đột nhiên thốt ra lời gai góc này khiến mọi người thầm suy đoán hắn có ý gì. Còn với Gia Cát Tây Phong, Đồng Quy Tinh, Công Tôn Hóa Nhai là sát muối vào vết thương. Không khí trong đại điện lại rơi vào lúng túng. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Ha ha ha, sao mọi người thận trọng vậy? Chẳng lẽ không nghe ra ta đang nói đùa? Ta nghĩ Thiên Địa Minh chắc không phải thành lập để đối phó Đế Đạo Minh của ta chứ? Ngoài miệng Lục Lâm Thiên cười tủm tỉm nhưng trong lòng nghĩ khác, Thiên Địa Minh không đối phó hắn mới là lạ. Ha ha ha, nghe Lục Lâm Thiên nói, Nhâm Trường Thanh, Âu Dương Huyền Linh, Chu Hành Viễn đang ôn chuyện với đám Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lạc Kiến Hồng cười lúng túng hỏng làm dịu bớt không khí. Lục Lâm Thiên lại lên tiếng. Nhưng ta và các vị chủ sơn môn thành lập Đế Đạo Minh vì dự phòng đối phó Thiên Địa Minh của các vị, nếu các vị có rảnh thì chúng ta có thể luận bàn thử. Lục Lâm Thiên thốt lời, bên Thiên Địa Minh lại biến sắc mặt. Hôm nay Lục Lâm Thiên làm bọn họ không hiểu ra sao, không biết hắn có ý gì. Trong lời nói hơi chứa ý upsilon. Trong các đại sơn môn có nhiều người biểu tình thay đổi, vẻ mặt tức giận nhưng không người dám mở miệng tiếp lời. Mọi người đều biết tính tình của Lục Lâm Thiên, nếu chọc vào hắn thì hậu quả quá rõ ràng. Lúc trước Phi Linh Môn không đáng một đồng còn dám upsilon các đại sơn môn. Hiện tại với thực lực của Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo, cộng thêm Đế Đạo Minh, Lục Lâm Thiên còn có gì không dám làm. Nên không ai muốn trêu chọc vào Lục Lâm Thiên, tiểu tử này hiện đang rất nổi bật. Lục Lâm Thiên xoay người nhìn chằm chằm vào Doãn Ngạc luôn đứng ngoài xem náo nhiệt. Doãn Tông Chủ, hay là để Đế Đạo Minh cùng Thiên Địa Minh luận bàn, Doãn Tông Chủ làm trọng tài. Lục Lâm Thiên biết ý đồ của Doãn Ngạc, hắn nói câu đó vô hình chung cho gã nghe. Nếu tranh thủ được Vạn Thú Tông sẽ tốt hơn là để Vạn Thú Tông tham gia vào Thiên Địa Minh. Lục Lâm Thiên biết lúc này Doãn Ngạc còn chưa có quyết định cuối cùng, kêu đám người Lục Lâm Thiên đến Vạn Thú Tông vì muốn biết thực lực hai bên rồi mới có quyết định. Đám người Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lạc Kiến Hồng cười tủm tỉm nhìn Lục Lâm Thiên, trong mắt toát ra rung động. Biểu hiện hôm nay của Lục Lâm Thiên vượt ngoài dự đoán của bọn họ, chỉ nói vài câu đã đè ép khí thế của người phe Thiên Địa Minh thấp một khúc. Doãn Ngạc sửng sốt. Cái này. Doãn Ngạc không ngờ trong cuộc nói chuyện bị Lục Lâm Thiên kéo xuống nước, gã vốn chỉ định đứng xem kịch, muốn biết ý tưởng của đám người này nhưng không ngờ sẽ bị Lục Lâm Thiên kéo vào. Doãn Ngạc ho khan, buộc phải đứng ra hòa giải. Lục trưởng môn nói đùa, các vị ngồi đi. Hôm nay là ngày tông chủ mới Vạn Thú Tông đăng quang, Doãn Mỗ trước tiên xin cảm ơn các vị. Doãn Ngạc dứt lời lòng trùng xuống. Lục Lâm Thiên thật không đơn giản. Đáng sợ hơn trong tin đồn. Lục Lâm Thiên không chỉ có thực lực đáng sợ còn có tâm trí, hèn gì có thể gây tổn hại nặng nề cho các sơn môn Nguyệt Long Các, Lan Lăng Sơn Trang. Lúc này Doãn Ngạc chìm trong mâu thuẫn lớn. Mọi người có ân ý cười gượng nói. Doãn Tông Chủ khách sáo. Mấy cường giả tôn cấp trong Nguyệt Long Các, đảo Khôn Dương, thần kim các mắt lạnh băng cắn răng chịu đựng, bây giờ chưa phải lúc. Gia Cát Tử Vân ngồi cạnh Gia Cát Tây Phong trong mắt lạnh băng. Ngón tay trái của Gia Cát Tử Vân ngày trước bị Lục Lâm Thiên bẻ gãy giờ trông như đã phục hồi hoàn toàn lành lặn, Lan Lăng Sơn Trang có năng lực làm được chuyện nhỏ này. Nhưng lúc này Gia Cát Tử Vân không có can đảm nhìn thẳng Lục Lâm Thiên, lúc trước gã thật sự bị trấn NSIO ta ép. Nhưng oán hận trong lòng Gia Cát Tử Vân cũng ngày càng đậm đặc hơn. Bên ngoài đại điện, giọng một đệ tử Vạn Thú Tông vang lên. Cổ trưởng môn Thiên Kiếm môn đến. Doãn Ngạc và mấy trưởng lão Vạn Thú Tông bên cạnh mình tiến lên nghênh đón. Mọi người nhìn sang, ngoài đại điện có mấy chục người chậm rãi tiến đến. Mấy chục người đều mang theo trường kiếm, khí thế khá mạnh.
Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, hai người đi đầu đập vào mắt hắn. Cổ Kiếm Phong có mắt to, mày như đao, mắt như sao, mặc trường bào màu lam, toát ra khí thế bất phàm. Lưng Cổ Kiếm Phong cõng một thanh kiếm to bản màu vàng kim. Một nữ nhân đứng cạnh Cổ Kiếm Phong, váy dài màu tím, khí chất hơi thanh dã, vóc dáng cao kiều. Lục Lâm Thiên cực kỳ quen thuộc Nguyên Nhược Lan, nàng xem như đối thủ cũ của hắn, thiên phú vũ giả tứ hệ rất hiếm thấy. Khi Lục Lâm Thiên muốn tìm hiểu đẳng cấp tu vi hiện tại của Nguyên Nhược Lan chợt lộ biểu tình khó hiểu, mặc cho hắn nhìn ngó cỡ nào cũng không rình ngó được khí tức tu vi thực lực chính xác của Nguyên Nhược Lan. Nguyên Nhược Lan ngước mắt đẹp, nàng cảm giác có người nhìn mình chăm chú nên theo hướng ánh mắt nhìn sang Lục Lâm Thiên. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt hơi thay đổi, bóng người này khiến nàng thấy rất quen thuộc. Lục Lâm Thiên nhìn Nguyên Nhược Lan, trong lòng mơ hồ nổi lên cảm giác kỳ lạ nhưng khó tả rõ chỗ nào lạ, tóm lại là thấy kỳ kỳ. A! À, chợt đùi Lục Lâm Thiên đau nhói, hắn suýt hét lên chói tai. Lục Lâm Thiên quay đầu lại, Vân Hồng Lăng đang nhéo đùi hắn, mắt chứa ý cười làm người ngoài không nhận ra được gì. Vân Hồng Lăng truyền âm vào tai Lục Lâm Thiên. Cho chàng nhìn chằm chằm này. Mới rồi Lục Lâm Thiên luôn nhìn kỹ Nguyên Nhược Lan, nàng cũng nhìn thẳng hắn, bộ dáng nhìn người ta chằm chằm của hắn khiến Vân Hồng Lăng khó chịu. Trong đại điện, Doãn Ngạc tiến lên nghênh đón, chào hỏi Cổ Kiếm Phong. Cổ trưởng môn, tiếp đãi không chu đáo, đã chậm trễ. Doãn tông chủ khách sáo. Đám người Gia Cát Tây Phong, Nhâm Trường Thanh, Âu Dương Huyền Linh đứng dậy chào nhóm Cổ Kiếm Phong. Đám người Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường cũng vậy, Lạc Kiến Hồng, Kỷ Diệu Tông trên đại lục Linh Vũ ít khi giao thiệp nên không quen thuộc như thế. Mọi người chào hỏi xong ánh mắt Nguyên Nhược Lan luôn cố ý vô tình nhìn hướng Lục Lâm Thiên, bóng dáng quen thuộc này lại khiến nàng không nhớ ra được gì. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Có gì đó kỳ lạ. Cổ Kiếm Phong đến gần Lục Lâm Thiên, hành lễ ngang hàng trước tiên. Lục trưởng môn, chúc mừng ngài trở thành minh chủ đế đạo minh. Thân phận. Thực lực hiện tại của Lục Lâm Thiên khiến Cổ Kiếm Phong không thể xem như hậu bối. Lục Lâm Thiên đứng dậy chắp tay. Cổ trưởng môn khách sáo. Lục Lâm Thiên cảm giác khí tức trên người Cổ Kiếm Phong, chắc chắn đã đến tôn cấp. Chủ các đại môn đại phái như có hẹn trước, trong vòng 2 năm lần lượt đột phá tôn cấp. Nguyên Nhược Lan đến gần Cổ Kiếm Phong, nàng nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt tò mò và ngạc nhiên luôn nhìn hắn. Ngươi chính là Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cười hỏi lại. Chẳng lẽ Nguyên cô nương không nhận ra ta sao? Câu hỏi của Nguyên Nhược Lan làm Lục Lâm Thiên thầm lấy làm lạ. Doãn Ngạc lên tiếng. Các vị, mời ngồi. Bên ngoài đại điện có đệ tử Vạn Thú Tông mặc hỉ trang nối đuôi nhau tiến vào, bọn họ bưng lên nhiều điểm tâm, mỹ tử, tiên quả. Cổ Kiếm Phong nhẹ gật đầu với Lục Lâm Thiên rồi mang theo đệ tử trong môn ngồi xuống. Mọi người ngồi xuống ghế, ngẫu nhiên cúi đầu nói chuyện. Suy nghĩ trong lòng mỗi người khác nhau, có tính toán riêng. Các phương thế lực trong đại điện này không đơn thuần như Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Thiên Độc Yêu Long, Tuyết Sư chỉ hứng thú nhất với điểm tâm, tiên quả. Bùm! Thời gian trôi qua, bên ngoài đại điện, trên quảng trường vang 3 tiếng nổ như tiếng pháo hoa. Mọi người cùng nhìn hướng đại điện. Bên ngoài đại điện vang lên giọng đệ tử Vạn Thú Tông. Nghi thức tông chủ mới lên chức bắt đầu. Ngoài đại điện rất náo nhiệt. Các tiếng reo hò truyền vào. Doãn Ngạc đứng dậy nói. Các vị, mời rời bước đi quảng trường xem lễ. Mọi người đứng dậy, lòng bia nghi thức tông chủ mới lên ngôi đã bắt đầu. Đoàn người ra khỏi đại điện, thấy trên quảng trường đã tụ tập hàng vạn người, hơn 50% là đệ tử Vạn Thú Tông, còn lại là một số thế lực trên địa bàn Vạn Thú Tông. Chính giữa quảng trường dựng một đài cao, mọi người đứng vây quanh đài cao. Doãn Ngạc chắp tay nói với mọi người. Các vị, thứ lỗi cho Doãn mỗ vắng mặt một lúc. Chân khí dưới chân Doãn Ngạc chợt lóe lên, gã lao lên đài cao quảng trường. Mấy trưởng lão cũng phi hành lên đứng sau lưng Doãn Ngạc. Các đệ tử xung quanh hành lễ. Tham kiến tông chủ. Doãn Ngạc phất trường bào ra hiệu, các đệ tử đứng lên. Trên đài cao, giọng trưởng lão râu bạc truyền ra. Giờ lành đã đến, mời tông chủ đời tiếp theo lên đài. Vù vù vù. Lão nhân dứt lời, cung điện mé bên sau lưng mọi người có nhiều người chậm rãi bước ra. Mọi người xoay lại nhìn, nhiều nữ đệ tử Vạn Thú Tông vây quanh một nữ nhân tiến lên trước như sao quanh trăng sáng. Nàng có vóc dáng rong ròng cao,
mặc hoa y màu lam bao bọc người, quanh cổ hiện lên đường cong yêu mỹ, thấy rõ xương quai xanh. Váy nếp gấp như ánh trăng chuyển động trải dưới đất, vạt váy dài ba thước, dùng dây lưng màu vàng nhạt cột lại cái eo nhỏ một bàn tay ôm trọn, tôn lên vóc dáng xinh đẹp. 3000 tóc tơ cột cao, vài sợi tóc bị gió thổi phi hành lên. Mặt hao da phấn, trong kiệt ngạo có vài phần khí chất xuất trần, mắt đẹp lưu chuyển sóng mắt sáng ngời. Lục Lâm Thiên ngây người nhìn nữ nhân trước mắt, không ngờ Lam Linh diện đồ lên làm Lục Lâm Thiên không nhận ra, dã tính biến mất, tăng phần quyến rũ. Trong đám đông, một thanh niên 30 tuổi đứng cạnh Công Tôn Hóa Nhai thấy Lam Linh thì đôi mắt lộ tia tham lam, mắt sáng rực, sắp chảy nước miếng. Lúc này Lam Linh bước ra làm mọi người cực kỳ kinh diễm, mắt nhìn nàng chằm chằm. Quan trọng nhất là mọi người biết sau này Lam Linh chính là tông chủ của Vạn Thú Tông. Lam Linh chậm rãi bước lên đài cao, gót sen nhẹ nhàng, tư thế yểu điệu. Lam Linh lướt qua bên cạnh Lục Lâm Thiên nhưng không thèm nhìn hắn cái nào, hờ hững như người xa lạ. Mãi khi Lam Linh bước lên đài cao, bao nhiêu cặp mắt nhìn chăm chú, ánh mắt nàng vẫn không thay đổi gì. Trên đài cao Doãn Ngạc nói gì đó với Lam Linh nhưng Lục Lâm Thiên không chú ý nghe, có lẽ toàn những lời sáo rỗng, tuyên bố này nọ. Trên quảng trường rất náo nhiệt. Trong đầu Lục Lâm Thiên suy nghĩ cuối cùng Doãn Ngạc sẽ ra quyết định thế nào, có lẽ gã không thể toàn quyền quyết định thay Vạn Thú Tông. Bây giờ xem ra xác suất Vạn Thú Tông tham gia Thiên Địa Minh đã rất lớn. Lục Lâm Thiên đang suy nghĩ chợt quanh quảng trường yên lặng. Lục Lâm Thiên lấy lại tinh thần, lần nữa đưa mắt nhìn lên đài cao. Doãn Ngạc phất tay ra hiệu mọi người yên lặng. Doãn Ngạc nhìn đệ tử Vạn Thú Tông xung quanh, giọng nói hóa thành sóng âm quanh quẩn trên cao. Có ai phản đối Lam Linh tiếp nhiệm tông chủ Vạn Thú Tông không? Đây chỉ là câu hỏi cho có, bên trên đã sắp xếp hết, dù có đệ tử phản đối cũng không làm nên chuyện gì. Các đệ tử Vạn Thú Tông im lặng, tất nhiên không ai ngốc mở miệng phản đối. Khi Doãn Ngạc định lên tiếng thì trong đám người vang tiếng hắng giọng. Khụ. Lục Lâm Thiên ung dung bước ra, hắn nhìn đài cao. Doãn tông chủ, ta có thể hỏi Lam Linh cô nương một chuyện được không? Vù vù vù. Lục Lâm Thiên lên tiếng hấp dẫn mọi người, các cặp mắt cùng nhìn hắn. Đám người Vân Tiếu Thiên, Lư Khâu Mỹ Vi nghi hoặc nhìn Lục Lâm Thiên. Đám người Hóa Vũ Tông hơi căng thẳng, bọn họ hy vọng Lam Linh làm tông chủ Vạn Thú Tông nhất, bọn họ không mong sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trên đài cao. Ánh mắt Lam Linh bình lặng, chậm rãi nhìn hướng Lục Lâm Thiên. Không ai phát hiện khi Lục Lâm Thiên lên tiếng thì người Lam Linh khẽ run rẩy một thoáng. Không khí hơi kỳ dị, ánh mắt Doãn Ngạc lộ tia ngạc nhiên. Trước mắt bao người Doãn Ngạc khó thể từ chối. Lục trưởng môn có lời gì cứ nói. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Đa tạ Doãn tông chủ. Ánh mắt của mọi người không ảnh hưởng được Lục Lâm Thiên, hắn nhìn Lam Linh. Trong lòng Lục Lâm Thiên biết rõ về công về tư hắn đều không mong nàng leo lên ngôi tông chủ. Lam Linh ngồi vào ghế tông chủ thì liên nhân giữa Hóa Vũ Tông và Vạn Thú Tông cũng nước chảy thành sông, Vạn Thú Tông đương nhiên tham gia vào trận thế Thiên Địa Minh. Nếu hôm nay Lam Linh không ngồi vào ghế tông chủ thì còn cơ hội thay đổi, Lục Lâm Thiên phải cố gắng làm ra biến cố, có lẽ sẽ khiến Vạn Thú Tông đổi ý. Lục Lâm Thiên do dự một lúc, nói. Lam Linh cô nương có cần suy xét thêm nữa không? Lam Linh nhìn thẳng vào mắt. Suy xét cái gì? Lục Lâm Thiên nhìn nữ nhân trên đài cao, nói. Lam Linh cô nương biết rõ, nếu Lam Linh cô nương không muốn thì hiện tại còn kịp. Lam Linh nói. Lục trưởng môn chỉ có mấy câu này sao? Không ai hiểu hai người đang nói gì, mỗi người vô cùng khó hiểu nhìn Lục Lâm Thiên và Lam Linh chằm chằm. Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh theo dõi Lục Lâm Thiên chặt chẽ. Lục Lâm Thiên tạm ngừng một lúc, nói. Hiện tại vẫn còn thời gian, đây là cơ hội cuối cùng. Lam Linh bật cười nói. Ha ha ha, Lục trưởng môn, hôm nay người nói chuyện thật thú vị, khiến ta hơi khó hiểu. Đa tạ Lục trưởng môn tiến đến xem lễ, lát nữa ta sẽ kính Lục trưởng môn thêm vài ly. Lam Linh vờ như không nghe hiểu Lục Lâm Thiên nói gì. Doãn Ngạc nói. Lục trưởng môn còn chuyện gì khác không? Lục Lâm Thiên chậm rãi lùi lại. Đã quấy rầy. Mời Doãn tông chủ tiếp tục. Lục Lâm Thiên muốn thay đổi nhưng không làm được gì. Lục Lâm Thiên lui xuống, không ai thấy trong mắt Lam Linh lóe tia bất đắc dĩ. Chuyện đã đến nước này thì Lam Linh không cách nào dứt ra được, nàng không thể phản bội Vạn Thú Tông, không thể phản bội gia tộc của mình,
hậu quả rất nghiêm trọng, Lam Linh không gánh nổi. Trong tay Doãn Ngạc xuất hiện một ấn chương bằng ngọc bóng loáng to cỡ bàn tay, bên trên có mấy hoa văn hình thú. Doãn Ngạc đưa đến bên cạnh Lam Linh. Lam Linh, nhận vạn thú ấn, từ nay về sau ngươi là tông chủ của vạn thú tông, lời nói cử chỉ đại biểu cho vạn thú tông. Nhớ kỹ tông quy của vạn thú tông, sau này vạn thú tông nhờ vào ngươi. Lam Linh quỳ xuống hành lễ. Đa tạ sư phụ. Lam Linh nhận lấy vạn thú ấn, một tay nâng ấn nhìn bốn phía quảng trường. Khi Lam Linh nhận vạn thú ấn thì mấy trưởng lão hành đại lễ. Bái kiến tông chủ. Bái kiến tông chủ. Tập thể đệ tử vạn thú tông trên quảng trường cùng hành lễ, thanh âm quanh quẩn bốn phía, không khí náo nhiệt lên đến đỉnh. Người hóa vũ tông nở nụ cười, thành viên thiên địa minh đều cười. Lúc này việc đã định sẵn, vạn thú tông đã có quyết định. Lục Lâm Thiên bất đắc dĩ, hắn không thể thay đổi được gì. Nhóm Lan Lăng Sơn Trang, hóa vũ tông hết sức lôi kéo vạn thú tông, có thể tưởng tượng ý đồ của bọn họ. Bất ngờ ngay lúc này, Lục Tâm Đồng khẽ kêu lên. Nếu ngươi còn nhìn nữa ta sẽ móc đôi mắt của ngươi ra. Lục Tâm Đồng nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng đứng gần đó. Tiếng quát hấp dẫn nhiều người chú ý. Thanh niên áo trắng khoảng 27, 8 tuổi bị Lục Tâm Đồng nhìn chằm chằm thì mắt chấp chấp, gã liếc những người bên cạnh, cứng cổ cãi lại. Ai nhìn nàng, nhiều người như vậy nàng dựa vào cái gì bảo là ta nhìn nàng. Lục Tâm Đồng lạnh lùng quát. Nếu ngươi còn dám nhìn ta thêm lần nữa thì tự gánh lấy hậu quả. Thứ trộm cướp nhát gan, dám nhìn không dám thừa nhận. Lục Lâm Thiên liếc thanh niên kia, gã đứng trong đảo Khôn Dương. Tâm Đồng, sao vậy? Lục Tâm Đồng nói. Ca ca, tên trộm đảo Khôn Dương kia luôn nhìn lén Tâm Đồng, thật đáng ghét. Nghe vậy một lão nhân khoảng 60 tuổi đứng cạnh thanh niên áo trắng hét lên. Hừ, nữ oa nhi này thật kiêu căng. Coi khinh đảo Khôn Dương ta không có người sao. Lão nhân hơi mập mạp, tai to mặt lớn, bụng to, khá giống Phật Di Lặc. Tuy nhiên ánh mắt lão nhân âm trầm nhìn Lục Tâm Đồng. Lục Lâm Thiên ngước lên nhìn chằm chằm lão nhân lên tiếng, tu vi của lão không yếu, cỡ vũ tôn ngũ trọng, hơn nữa không phải vũ tôn ngũ trọng tầm thường. Lục Lâm Thiên cúi đầu nói với Lục Tâm Đồng. Tâm Đồng, lần sau gặp chuyện này cứ trực tiếp gỡ yêu ta ết, đừng nói nhảm với bọn họ làm gì. Cái loại người hạ lưu này làm gì có lá gan thừa nhận. Chuyện này rất dễ suy đoán, có lẽ vì Lục Tâm Đồng quá đẹp nên thanh niên cứ liếc trộm nàng. Lục Tâm Đồng lẩm bẩm. Ca ca, Tâm Đồng biết rồi, lần sau sẽ trực tiếp gỡ yêu ta ết chết. Lục Tâm Đồng nhìn thanh niên áo trắng, trong mắt đã nổi lên sát ý. Nghe đối thoại của Lục Lâm Thiên và Lục Tâm Đồng như trốn không người, chẳng thèm để đảo Khôn Dương vào mắt, làm sắc mặt người đảo Khôn Dương lúc xanh lúc trắng. Dương Vũ Tôn giả Dương Tề Thiên không nhịn được nữa hét to. Hai huynh muội quá cuồng vọng, người ra tay thử xem. Người đến từ đảo Khôn Dương ai nấy mắt lạnh băng nhìn. Lục Lâm Thiên nhìn thẳng sang, lòng trùng xuống. Hắn không kiếm chuyện với đảo Khôn Dương lẽ ra bọn họ nên mừng thầm, không ngờ người đảo Khôn Dương quá ngu ngốc. Lục Lâm Thiên thẳng Dương Tề Thiên, mắt lóe tia lạnh lẽo. Người cảm thấy ta không dám ra tay sao? Dù gì ta không chỉ gỡ yêu ta ít một, hai người của đảo Khôn Dương các ngươi, ta không ngại gỡ yêu ta ít thêm vài người nữa. Nghe lời Lục Lâm Thiên nói thế, đám người đảo Khôn Dương lòng càng oán hận. Ở thiên đảo, Lục Lâm Thiên đã gỡ yêu ta ít nhiều cường giả đảo Khôn Dương. Mắt Dương Tề Thiên tóe lửa, đệ đệ Dương Tề Thuyên của gã cũng bị Lục Lâm Thiên gỡ yêu ta ít chết. Làm sao Dương Tề Thiên không muốn trả mối thù gỡ yêu ta ít đệ được? Nhưng Dương Tề Thiên tự lượng sức mình, nghe đồn thực lực của Lục Lâm Thiên có thể gỡ yêu ta ết cả vũ tôn tứ trọng. Dương Tề Thiên không cách nào dựa vào thực lực của bản thân gỡ yêu ta ết Lục Lâm Thiên báo thù được. Lão nhân mập mạo lúc trước lên tiếng âm trầm nhìn Lục Lâm Thiên không tha. Tiểu tử thật ngông cuồng, ỷ vào có thiên phú thì trong mắt không người. Ngươi cho rằng đảo Khôn Dương ta không có ai sao? Thấy có người không nhịn được muốn lao ra, Lục Lâm Thiên sẽ không khách sáo. Lão già, bản tôn không nói là đảo Khôn Dương của ngươi không có ai, nhưng tuyệt đối không phải là lão. Lão chưa có tư cách kêu gào trước mặt ta, ta không nói chuyện với lão thì tốt nhất ngoan ngoãn một chút. Gọi một tiếng lão già là đã cho mặt mũi, nếu không đã gọi ngươi là chó già. Ở trước mặt ta dù ngươi là rồng cũng phải khoanh tròn lại cho ta, là chó thì phải kẹp cái đuôi lại.
Lục Lâm Thiên vốn không có cơ hội gây sự, bây giờ cơ hội tự đưa lên cửa. Nghe lời Lục Lâm Thiên nói, nhiều người hút ngụm khí lạnh. Phù! Nhiều cặp mắt nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Cuồng vọng, quá cuồng. Đối với người Huyễn Hồn Môn, Vạn Thú Tông, Thiên Kiếm Môn chưa tham gia đại chiến Thiên Môn Cốc thì cho rằng lời Lục Lâm Thiên vừa nói là cực kỳ ngông cuồng. Tuy bọn họ biết thực lực của Lục Lâm Thiên rất bất phàm nhưng tai nghe chưa chắc là thật, mắt thấy mới rõ ràng. Người đảo Khôn Dương thì những cường giả có mặt đều quen. Phú Quyết Tôn giả, cường giả tôn cấp ngũ trọng, Lục Lâm Thiên có thực lực cuồng vọng, đây là điều chắc chắn, nhưng không thèm để Vũ Quyết Tôn giả vào mắt thì hơi quá. Nhưng các đại sơn môn đã qua cuộc chiến Thiên Môn Cốc thì không ngạc nhiên gì. Lục Lâm Thiên vốn rất cuồng như thế, hắn cũng có thực lực ngông cuồng. Hơn 2 năm trước trong Thiên Môn Cốc, Lục Lâm Thiên đã có thể trực tiếp đánh chết Phú Tôn tứ trọng. Hiện tại Lục Lâm Thiên đột phá tôn cấp, đối phó một Phú Tôn ngũ trọng tuyệt đối không thành vấn đề. Huống chi chưa chắc có đánh nhau, dù gì thì vẫn còn đang trong Vạn Thú Tông. Đám người Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường hơi bất ngờ, theo bọn họ hiểu biết Lục Lâm Thiên thì hành động của hắn chắc chắn có ẩn ý gì. Bọn họ suy nghĩ một lúc liền nhận ra chút manh mối. Không khí lặng đi. Đột nhiên lão nhân mập tức giận đến tột độ chợt bật cười. Ha ha ha! Tiếng cười xuyên thấu không gian, đặc biệt chói tai với địa vị, thực lực của lão nhân bị một hậu bối nhục mạ thế này, nếu hôm nay không lấy lại mặt mũi thì về sau lão không còn mặt mũi gặp ai. Danh tiếng đảo Khôn Dương vốn đã tụt dốc không phanh, nếu lúc này nén giận thì người đảo Khôn Dương sau này khỏi phải đi ra làm gì để mất mặt. Lão nhân mập hét to. Tiểu tạp chủng! Ngươi ỷ vào có một ít thực lực và thiên phú liền dám nói năng lỗ mãng. Ngươi có gan hãy đánh nhau với ta thử xem. Nếu không có gan thì ngoan ngoãn về nhà uống sữa thêm vài năm đi. Đôi mắt lão nhân mập âm trầm nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, ai đều cảm nhận được lạnh lẽo ngập trời từ lão. Dương Vũ Tôn giả Dương Tề Thiên vốn muốn ngăn cản, nhưng lời đến bên môi nuốt ngược về. Nếu đảo Khôn Dương không dám đứng ra vì chuyện này thì còn mặt mũi nào? Vũ Quyết Tôn giả có thực lực mạnh nhất trong đoàn người đến đây, có Vũ Quyết Tôn giả ra tay chắc không sao. Chó giả muốn đánh nhau với ta, nhưng ta nói trước, tử thương tự phụ, nghe theo thiên mệnh. Chó giả có dám không? Lục Lâm Thiên há mồm ngậm miệng toàn bảo chó giả khiến người đảo Khôn Dương mặt xanh mét, trắng bệch. Trên đài cao, Doãn Ngạc và cường giả Vạn Thú Tông không ngăn cản hai người lại. Doãn Ngạc nhìn mọi chuyện. Trong những ngày đặc biệt này của Vạn Thú Tông thì gã vui lòng nhìn cảnh này. Phú Quyết Tôn giả đã tức xì khói, mắt nổi lên tia sáng đỏ lạnh lùng nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Chỉ sợ tiểu tạp chủng nhà ngươi không dám. Lục Lâm Thiên nhìn hướng Doãn Ngạc, khóe mắt chưa từng rời khỏi gã. Doãn Tông chủ, ngại quá, có thể giúp đỡ cho mượn một chỗ được không? Để ta và chó già đảo Khôn Dương giãn gân cốt, xem như chúc mừng Lam Tông chủ. Trong ngày hôm nay của Vạn Thú Tông, Lục Lâm Thiên và người đảo Khôn Dương tranh chấp vậy mà Doãn Ngạc không hề ngăn cản, không chừng gã còn lo là hắn và người đảo Khôn Dương không đánh nhau. Nghe Lục Lâm Thiên yêu cầu, Doãn Ngạc lúng túng ấp úng. Cái này, nếu Doãn Ngạc đồng ý thì tương đương cũng xem Vũ Quyết Tôn giả là chó già. Doãn Ngạc mắt lóe tia sáng nhìn Lam Linh. Lam Linh, hiện tại đã là tông chủ Vạn Thú Tông vậy Lam Linh hãy lo giải quyết việc này đi. Lam Linh nhìn mọi người, chậm rãi nói. Nếu hai vị có chút mâu thuẫn, thật sự muốn luận bàn giải quyết thì xin hãy điểm đến liền ngừng, xem như cho ta chút mặt mũi. Sau núi có chỗ đất trống thích hợp cho hai vị luận bàn. Lam Linh hiểu ý của sư phụ, nàng sẽ không phản đối. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Có chỗ trống đương nhiên là tốt nhất. Lòng Lục Lâm Thiên chìm xuống. Vạn Thú Tông đúng là sợ hắn và Vũ Tôn ngũ trọng của đảo Khôn Dương không đánh nhau. Mong xung đột càng nghiêm trọng hơn. Mới rồi Lam Linh nói rất mịt mờ, điểm đến mới thôi, cho nàng mặt mũi. Lam Linh có mặt mũi gì? Tuy mới ngồi vào ghế tông chủ Vạn Thú Tông nhưng người sáng suốt tại đây đều biết trong thời gian ngắn thực quyền vẫn nằm trong lòng bàn tay Doãn Ngạc. Thiên địa minh càng rõ ràng hơn. Lam Linh sắp liên nhân với Hóa Vũ Tông, tuy hiện tại có lẽ chỉ mới treo danh nghĩa nhưng đến lúc thành hôn thì vị trí tông chủ của Lam Linh sẽ có chút biến đổi. Vì vậy đối với một số cường giả tại đây mặt mũi của nàng không nặng bao nhiêu. Lục Lâm Thiên thầm suy tư, ngoài mặt không lộ vẻ gì. Mới rồi Lam Linh nói nể mặt Vạn Thú Tông, điểm đến mới thôi thì tình huống lại khác đi, Lục Lâm Thiên sẽ phải kiêng dè một chút. Lam Linh nói,
hai vị đã có nhã hứng vậy mời theo ta. Lam Linh phất váy dài, chân khí chợt lóe, bóng người thướt tha đã đến giữa không tùng. Doãn Ngạc ra hiệu mời mọi người. Các vị, mời. Doãn Ngạc phi hành lên cao, nhiều trưởng lão đạp gió lướt đi. Vù vù vù. Lục Lâm Thiên và cường giả đảo Khôn Dương sắp đánh nhau, điều này hấp dẫn chú ý hơn việc Lam Linh nhận chức tông chủ Vạn Thú Tông. Nhiều người đi theo góp vui. Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh lo lắng nói. Lâm Thiên, cẩn thận chút. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Không sao. Có Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lạc Kiến Hồng chỉ nhìn Lục Lâm Thiên một cái, không nói gì. Mọi người biết đại khái thực lực của Lục Lâm Thiên, ít nhất sẽ không chịu thiệt. Bọn họ nhiều ít đoán được mục đích của Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nói. Đi đi. Lục Lâm Thiên lắc người phi hành lên cao. Trong quảng trường không thích hợp đánh nhau, Vạn Thú Tông cũng tiếc Kình Thiên Phong lỡ bị hủy hoại thì không hay. Vù vù vù. Các bóng người phi hành lên, trong các thế lực lớn nhỏ, đệ tử Vạn Thú Tông chỉ tu vi giả đẳng cấp xuất cấp mới đi xem náo nhiệt được. Một số vũ giả phong hệ cũng theo đuôi. Những đệ tử thân truyền không có năng lực phi hành đành phải gọi ra tòa kỵ đuổi theo, bọn họ sẽ không bỏ qua trò hay này. Bọn họ sớm nghe nói danh tiếng Linh Vũ Chiến Tôn Lục Lâm Thiên, lúc này có cơ hội tận mắt nhìn hắn ra tay là chuyện khiến người hưng phấn đối với các đệ tử trẻ của Vạn Thú Tông. Dương Tề Thiên nói với Vũ Quyết Tôn giả. Vũ Quyết trưởng lão cẩn thận chút, nghe đồn Lục Lâm Thiên không tầm thường. Lục Lâm Thiên nổi tiếng như cồn, thực lực của Vũ Quyết Tôn giả tuy cũng khá mạnh nhưng Dương Tề Thiên vẫn thấy lo lắng. Vũ Quyết Tôn giả lạnh nhạt nói. Yên tâm. Ta chờ xem tiểu tạp chủng kia có bản lĩnh gì. Tin đồn thường sẽ phóng đại. Đây là cơ hội, Vũ Quyết Tôn giả muốn thừa dịp này gieo ta ết Lục Lâm Thiên, vậy là trả được thù. Trong đám người đảo Khôn Dương, ai cũng nghiến răng, nghiến lợi. Lục Lâm Thiên này quá ngông cuồng, tuyệt đối không thể tha cho hắn. Người đảo Khôn Dương cực kỳ hận Lục Lâm Thiên, nguyền rủa xong vội vàng chạy theo. Trong nhóm người Thiên Kiếm Môn, Cổ Kiếm Phong nói. Chúng ta cũng đi xem. Trong trường hợp này Cổ Kiếm Phong không kiềm được lòng tò mò, rất muốn biết thực lực của Lục Lâm Thiên đến bước nào. Nguyên Nhược Lan lẩm bẩm. Đối chiến với Vũ Tôn Ngũ Trọng, thực lực của Lục Lâm Thiên sẽ đến bước này sao? Chốc lát sau, các cường giả bỏ xa đám người thực lực kém. Lam Linh đáp xuống một sơn mạch. Trong sơn mạch hoàn toàn yên lặng, xung quanh thậm chí không có khí thức của yêu thú, linh thú. Địa thế rất bằng phẳng, diện tích rất rộng rãi. Lam Linh đáp xuống một đỉnh núi hơi nhô ra. Vù vù vù. Các bóng người lần lượt đáp xuống, khi Lục Lâm Thiên cũng đáp xuống thì người trong các đại sơn môn đều có mặt đầy đủ trong sơn mạch. Dương Quá đứng cạnh Lục Lâm Thiên, dặn dò. Nhị đệ, dường như người đảo Khôn Dương khá chắc chắn, sẽ không nương tay với đệ, nhớ đừng khinh địch. Lục Lâm Thiên gật đầu, người đảo Khôn Dương làm sao mà tha cho hắn được. Nếu có cơ hội, người đảo Khôn Dương hận không thể gỡ yêu ta ết Lục Lâm Thiên mới sướng. Nhưng Lục Lâm Thiên cũng sẽ không khách sáo, một khi có cơ hội là hắn tuyệt đối không nương tay. Cái này phải xem thực lực của ai mạnh hơn. Trong Vân Dương Tông, Thiên Phong Tôn giả truyền âm vào tai Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, Vũ Quyết Tôn giả của đảo Khôn Dương đó thực lực e rằng đã đến gần Vũ Tôn Ngũ Trọng Đỉnh Phong, mấy trăm năm trước đã thành danh. Tuy thực lực của ngươi mạnh nhưng người này là vũ giả hệ mộc, công kích xảo quyệt quỷ dị, cần phải chú ý. Trong chuyến đi này, người thực lực mạnh nhất Vân Dương Tông chính là Thiên Phong Tôn giả. Mắt Lục Lâm Thiên lóe tia sáng, đáp lời Thiên Phong Tôn giả. Ánh mắt hắn quét qua, mọi người đã đáp xuống đất. Người thiên địa minh tự động đứng chung với nhau, trong các sơn môn Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Huyễn Hồn Môn cũng có nhiều người đang thì thầm nói gì đó với Vũ Quyết Tôn giả. Lam Linh nhìn Lục Lâm Thiên và Vũ Quyết Tôn giả, nói. Lục trưởng môn, Vũ Quyết tiền bối, tại đây chắc hai vị có thể thoải mái phát huy. Nhưng hy vọng hai vị điểm đến liền ngừng, tuyệt đối đừng để tổn thương hòa khí. Doãn Ngạc và nhiều trưởng lão đã đứng sau lưng Lam Linh, có vẻ không muốn đứng ra can thiệp gì. Vù vù vù. Vũ Quyết Tôn giả lắc người, chớp mắt lơ lửng trong không trung, trường bào phi hành phần phật, khí thế khuếch tán ra xa. Cùng với khí thế lan tràn trong không trung lặng lẽ tụ tập năng lượng thiên địa, khí thế bàng bạc không gì sánh được lặng yên xuất hiện. Nhiều người có mặt cũng biến sắc. Khí thế thật mạnh. Vũ Quyết Tôn giả không uổng là người nổi tiếng mấy trăm năm, thực lực tuyệt đối cường đại.
Vũ Quyết Tôn giả lên sân, trong thiên địa minh không ai ngăn cản. Mỗi sơn môn có cách nghĩ riêng, làm sao ngăn được. Gia Cát Tây Phong phe phẩy quạt, hai người này đánh nhau đối với Gia Cát Tây Phong là trăm lợi không một hại, tốt nhất là Lục Lâm Thiên gợi yêu ta ết luôn Vũ Quyết Tôn giả. Khi đó đảo Khôn Dương sẽ càng hận Lục Lâm Thiên, mà càng hận hắn thì đảo Khôn Dương sẽ càng ngoan ngoãn cho Gia Cát Tây Phong sử dụng, loại minh hữu này mới càng đáng tin. Nếu Vũ Quyết Tôn giả có thể gợi yêu ta ết Lục Lâm Thiên thì càng tuyệt vời hơn, nhưng Gia Cát Tây Phong không ôm nhiều hy vọng vào điều này. Theo Gia Cát Tây Phong hiểu biết về Lục Lâm Thiên thì hắn sẽ không chết dễ dàng như thế. Đối với đám người Nhâm Trường Thanh, Âu Dương Huyền Linh thì có kẻ đi thử thực lực của Lục Lâm Thiên cũng tốt, dù sao không phải người trong sơn môn của mình. Vũ Quyết Tôn giả lơ lửng trên cao, lạnh lùng nhìn Lục Lâm Thiên, giọng ồm ồm truyền xa. Tạp trùng, sinh tử bất luận, đây là lựa chọn của ngươi. Để bản tôn nhìn xem ngươi có bản lĩnh gì mà dám cản rỡ trước mặt bản tôn. Tiểu Long lạnh nhạt nhìn chằm chằm Vũ Quyết Tôn giả trên cao, cũng tỏ vẻ không thèm để lão vào mắt. Lão đại, con chó già này sủa dữ quá. Lục Lâm Thiên nhìn lên trời, hắn cười cười. Ánh sáng bạc lóe dưới chân Lục Lâm Thiên, bóng người lướt qua chớp mắt nhảy lên trời cao. Chân khí bừng lên, áo xanh phi hành phần phật. Vù vù vù. Hai người nhảy lên không trung, đám khán giả lục tục kéo đến tự động dừng lại ở phía xa. Đảo Khôn Dương muốn đánh nhau với Lục Lâm Thiên, nhiều người mong chờ điều này rốt cuộc cũng đến. Phía xa, Nguyên Nhược Lan luôn nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên không rời một giây. Vũ Tôn nhị trọng. Lục Lâm Thiên hờ hững liếc Vũ Quyết Tôn giả trước mắt. Chó già, ra tay đi. Ngươi hãy nhớ kỹ, nếu chết thì chỉ có thể trách tự mình đi tìm chết. Lục Lâm Thiên chưa bao giờ để bụng Vũ Tôn ngũ trọng. Với thực lực bản thể Lục Lâm Thiên thì tu vi Vũ Tôn nhị trọng. Lần trước thực lực bản thể đã thử với hai người thiên địa nhị tôn, đủ sánh bằng Vũ Tôn tứ trọng đỉnh phong. Vũ Quyết Tôn giả là Vũ Tôn ngũ trọng, thực lực rất mạnh nhưng Lục Lâm Thiên có cơ hội đánh lại, có lẽ không quá khó khăn, cùng lắm chảy chật một chút. Vũ Quyết Tôn giả không kiềm chế cơn tức giận được nữa, hở chút là kêu chó già, làm sao lão nhịn được. Vũ Quyết Tôn giả lạnh lùng quát. Buông lời ngông cuồng, hôm nay bản tôn sẽ cho ngươi biết tay. Chân khí phô thiên cái địa tuôn ra quanh thân Vũ Quyết Tôn giả, dẫn theo năng lượng thiên địa bàng bạc. Uy áp năng lượng thuộc tính mộc hùng dũng đột nhiên giáng xuống, làm cả bầu trời gió mây vần vũ, sóng không gian bắt đầu dao động. Người thực lực thấp không kiềm được lòng run rẩy. Đám người Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường không biết nên nói cái gì trước việc Lục Lâm Thiên Upsilon đối thủ. Đám người Doãn Ngạc, Cổ Kiếm Phong nhìn chằm chằm không trung. Chó già, tới đi. Lục Lâm Thiên hoàn toàn vì kiếm chuyện, dù sao đảo Khôn Dương và hắn sẽ không có chuyện hòa thuận, hắn chẳng cần khách sáo trước cơ hội này. Trong khi nói chuyện chân khí quanh thân Lục Lâm Thiên bắt đầu dâng lên, mắt bắn ra tia sáng lạnh. Hôm nay gỡ yêu ta ép một người, ngày sau sẽ giảm bớt một uy hát yêu ta ép cho hắn. Vũ Quyết Tôn giả tức điên, đôi mắt âm trầm bắn ra sát ý. Tiểu tạp trùng tìm cái chết. Trường bào vung lên, năng lượng vô hình khuếch tán. Vũ Quyết Tôn giả chợt vươn tay phải ra, không gian khẽ run rẩy, năng lượng thuộc tính mộc phô thiên cái địa tuôn ra. Xoẹt! Một chảo ấn ngưng tụ bằng năng lượng thuộc tính mộc trong không trung chụp xuống không gian trước mặt Lục Lâm Thiên, năm khe nứt không gian đen thui lộ ra, uy thế cây ết yêu ta ép hồn người. Lục Lâm Thiên không khách sáo, hét lên. Để xem ai chết! Lục Lâm Thiên kết thủ ấn, thân thể giữa không trung của hắn làm trung tâm, không gian trong mấy ngàn thước chớp mắt đông lại. Năng lượng thiên địa dâng trào bị cuốn lấy, khí thế ngút trời lan tràn. Trong một giây khí thế trên người Lục Lâm Thiên biến khủng bố. Cùng lúc đó, trường bào của Lục Lâm Thiên phi hành phần phật, năm ngón tay co thành nắm đấm tụ tập ánh sáng vàng. Đằng trước nắm tay có khe nứt không gian đen thui bao bọc, ánh sáng vàng ngút trời bắn ra từ bên mép. Lục Lâm Thiên đột ngột hét to một tiếng. Long ản tí. Growl. Trong chớp mắt tiếng rồng ngâm vang lên trong không trung. Thanh âm động trời cao. Một hư ảnh hình rồng to màu vàng gầm giống phi hành ra khỏi nắm đấm của Lục Lâm Thiên, hư ảnh hình con rồng màu vàng chớp mắt va chạm vào chảo ấn to trên bầu trời. Bùm bùm bùm. Chảo ấn đè hư ảnh hình cự long, hai năng lượng va chạm vào nhau. Không gian xung quanh vỡ nát, bão năng lượng khủng bố như gió lốc quét qua. Lực lượng to lớn làm không gian hỗn loạn, nhưng khi những kình khí đáng sợ lan tràn đến phạm vi nhất định thì lặng lẽ tan biến hết.
Cộp cộp cộp. Hàng loạt động tác qua đi, Lục Lâm Thiên bị lực lượng mạnh mẽ chấn thụt lùi. Một kích vừa rồi Vũ Quyết Tôn giả không nương tay, thực lực bản thể Lục Lâm Thiên khoảng Vũ Tôn tứ trọng đỉnh phong cộng thêm vận chuyển Long Ảnh tí cũng khó thể đối kháng Tôn cấp ngũ trọng, đây là chênh lệch tu vi không thể thay đổi. Lục Lâm Thiên thụt lùi mười mấy bước mới ổn định thân hình, trường bào vung lên. Hắn không bị tổn thương gì, chỉ có cánh tay bị chấn hơi tê. Nhìn cảnh tượng trên bầu trời, nhiều người không kiềm được hút ngụm khí lạnh. Thực lực của Lục Lâm Thiên đã đến mức này, nhiều cường giả đều nhìn ra đòn vừa rồi của Vũ Quyết Tôn giả không hề nương tay. Rõ ràng Lục Lâm Thiên chỉ là Vũ Tôn nhị trọng nhưng có thể miễn cưỡng đối kháng, tuy rằng bị đẩy lùi mười mấy bước lại không bị vết thương gì, lực phòng ngự quá đáng sợ. Nghe đồn ngày xưa Huyền Thiên Yêu Tôn có Tử Lôi Huyền Đỉnh, lực phòng ngự siêu mạnh. Nghĩ đến đây nhiều người mắt lóe tia sáng tham lam không ai thấy. Người Vũ Quyết Tôn giả chỉ run nhẹ, trong lòng thì cực kỳ giật mình. Tiểu tạp chủng đúng là có bản lĩnh lớn, Vũ Tôn nhị trọng đã có thể đối kháng lại đòn công kích vừa rồi của lão. Vũ Quyết Tôn giả không kéo dài lâu, lạnh lùng quát. Tiểu tạp chủng, để xem ngươi có thể đối kháng lại ta mấy lần. Vũ Quyết Tôn giả lấp người vượt không gian đến trước mặt Lục Lâm Thiên. Không gian thuộc tính. Không gian thuộc tính thổ phát ra từ người Lục Lâm Thiên, mảng lớn không gian bị ánh sáng xanh bao phủ. Thân hình Vũ Quyết Tôn giả bị ngăn cản, Lục Lâm Thiên thừa dịp nhanh chóng thụt lùi. Vũ Quyết Tôn giả cảm nhận lực lượng thuộc tính không gian quanh thân Lục Lâm Thiên thì lòng lại chìm xuống. Hừ! Không gian thuộc tính thổ làm Vũ Quyết Tôn giả bị lực lượng dày nặng bao phủ. Bốn phương tám hướng đều có áp lực lớn không chỗ nào không có, khiến thân hình lão bị ảnh hưởng. Vũ Tôn nhị trọng có thể bản lĩnh thuộc tính thổ đến mức này, đặc biệt có thể ngưng tụ ra thuộc tính không gian, Vũ Quyết Tôn giả một lần nữa xem xét lại Lục Lâm Thiên. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc người Vũ Quyết Tôn giả phát ra ánh sáng xanh ngút trời. Năng lượng thuộc tính mộc quanh quẩn xóa bỏ áp lực, Vũ Quyết Tôn giả sớm kết thủ ấn. Cùng lúc đó chân khí thuộc tính mộc phô thiên cái đại quanh người Vũ Quyết Tôn giả phối hợp năng lượng thiên địa tựa như bạch tuộc bắn ra vô số xúc tu dây leo màu xanh rậm rạp quanh thân lão. Mỗi dây leo màu lục có lực lượng xuyên thủng không gian. Các mảnh nhỏ không gian li ti nứt ra, dây leo như thực vật bao trùm không gian to lớn, phô thiên cái địa chụp xuống Lục Lâm Thiên. Công kích này kèm theo năng lượng thuộc tính mộc hùng hậu chụp xuống, Lục Lâm Thiên cảm giác chân khí quanh người bị đông lại. Hiệu quả công kích của thuộc tính mộc có chút hiệu quả tương tự với ám nhiên tiêu hồn trưởng của Lục Lâm Thiên. Nhìn công kích dây leo rậm rạp xuyên qua không gian ập đến, ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, đoàn huyết quang hiện ra trong tay hắn. Tiếng rồng ngâm đao minh vang lên. Grao! Nhiều yêu thú xung quanh liền quỳ rạp xuống. Huyết lục xuất hiện trong tay Lục Lâm Thiên, không gian quanh thân hắn vặn vẹo. Dây leo đầy trời đã xuyên qua không gian đến trước mắt, phô thiên cái địa bắn ra. Cả không gian run rẩy. Lực công kích này khiến đám người phía xa giật mình vì thực lực của Vũ Quyết Tôn giả, không uổng là cường giả thành danh mấy trăm năm. Trong khoảnh khắc Lục Lâm Thiên mắt lóe tia sáng, huyết lục vạch một đường, mũi đao yêu mỹ vẽ vòng tròn giữa không trung. Vòng tròn được vẽ ra, sự kỳ dị khuếch tán. Không gian trước mắt Lục Lâm Thiên kéo một vòng sáng đường kính vài trăm thước dài ra, mép vòng sáng to lớn lộ ra khe nứt không gian đen thui bao bọc toàn bộ không gian đằng trước. Dây leo rậm tạp phi hành đầy trời ập đến bị bao lại. Lục Lâm Thiên hét to một tiếng. Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm. Huyết lục nhanh chóng vạch từng đường cong quái dị huyền ảo, tổng cộng vạch 7 đao. Nhát đao cuối cùng xẹt qua, huyết lục kéo đường hoàn mỹ, huyết quang như cơn lũ đột nhiên tràn ra. Trong các cường giả huyền hồn môn, thiên kiếm môn, vạn thú tông có mặt thấy cảnh này thì giật mình kêu lên. Hình như đây là Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm của Nhật Sát Các. Sao Lục Lâm Thiên cũng tu luyện? Vù vù vù. Một giây ngắn ngủi, trong không gian đao quang nở rộ ánh sáng đỏ mênh mông, cùng với tiếng nổ chói tai cực kỳ sắc nhọn, nơi ánh sáng đỏ xẹt qua, cả không gian to lớn đột nhiên nứt ra. Chốc lát sau các dây leo trong phạm vi bị bao bọc đều bị đao quang nghiền nát. Các cường giả Nhật Sát Các kinh sợ. Mạnh quá. Không ngờ Lục Lâm Thiên tu luyện Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm của Nhật Sát Các bọn họ đến tình trạng khủng bố như vậy. Phối hợp huyết đao bất phàm thi triển ra uy lực kinh khủng không gì sánh bằng. Đao chiêu yêu mỹ, lực lượng bá đạo sắc bén, cả hai kết hợp hoàn mỹ càng kinh người. Trong Nhật Sát Các trừ một số lão nhân chưa đi ra, không ai có thể làm ra uy lực cỡ này. Vù vù vù. Trong không gian hỗn loạn, đao quang phô thiên cái địa bắn ra,
không ngừng va chạm với dây leo rậm rạp. Đao quang và dây leo va chạm cắt vỡ các khe nứt không gian. Những cái khe lan nhanh, nơi khe nứt không gian xẹt qua mọi thứ thành mảnh nhỏ. Bên dưới, Nguyên Nhược Lan hoàn toàn bị đại chiến của hai người trên cao hấp dẫn, mắt nhìn đăm đăm. Rất mạnh, thật sự rất mạnh. Mọi người trong Thiên Kiếm Môn đều nhìn chằm chằm bầu trời, không ai chú ý thấy quanh người Nguyên Nhược Lan lặng lẽ dâng lên chiến ý, nó đến từ sâu bên trong lòng nàng, không thể che giấu. Răng rắc. Tất cả chỉ trong chớp mắt, không gian xung quanh bị phá hủy, ánh sáng chói mắt từ trên trời rơi xuống, bão kình khí khủng bố đến cực độ tràn ra từ không gian tan vỡ. Không gian vỡ tan rồi khép lại. Trên bầu trời, đao quang màu đỏ và dây leo phô thiên cái địa chớp mắt biến mất trong không gian vỡ nát. Vũ Quyết Tôn giả phát ra tiếng cười nhạt. Tiểu tạp chủng, thiên mộc khốn của ta đâu dễ phá như vậy. Xoẹt xoẹt xoẹt. Cùng giây phút đó, trong không gian lại có mấy cái dây leo xuyên qua không gian, tốc độ sấm sét đụng vào người Lục Lâm Thiên. Bùm bùm bùm. Trong tiếng va chạm kịch liệt, Lục Lâm Thiên bị đẩy mạnh ra sau, từ giữa không trung văng ra ngoài. Vũ Quyết Tôn giả quát to. Tiểu tạp chủng, Vũ Tôn nhị trọng và bản tôn cách biệt quá xa, hôm nay rơi vào tay bản tôn thì ngươi cũng hết thời. Lục Lâm Thiên bị đẩy lùi, Vũ Quyết Tôn giả như mãnh thú vồ mồi xẹt qua không trung. Nhanh như tia chớp vượt không gian đến trước mặt Lục Lâm Thiên, tay kết thủ ấn. Bàn tay phải hơi múc khuấy động năng lượng thiên địa, đột nhiên Vũ Quyết Tôn giả đẩy ra trường ấn. Trường ấn bắn ra một cột sáng màu lục từ trên cao chiếu xuống. Vũ Quyết Tôn giả lạnh lùng quát. Kình Thiên Mộc ấn quyết. Cột sáng màu lục trong tay Vũ Quyết Tôn giả bắn ra, mắt thường có thể thấy. Năng lượng thuộc tính mộc phô thiên cái địa tụ tập, cột sáng màu lục đột nhiên hóa thành một cây cột to dài ngàn thước. Đường kính 50 thước. Uy áp khuếch tán, từng luồng sáng lấp lánh. Nó như ngọn núi to từ trên trời giáng xuống, bao trùm lên Lục Lâm Thiên. Cột trụ như thiên thạch đập xuống, bề mặt không gian vặn vẹo, bốn phía lộ ra khe nứt đen thui. Không ngờ vì đối phó Lục Lâm Thiên mà mới chiêu thứ ba Vũ Quyết Tôn giả đã sử dụng tuyệt chiêu Kình Thiên Mộc ấn quyết, ngó bộ dáng là đã động sát ý với Lục Lâm Thiên. Vũ Quyết Tôn giả động sát tâm, Lục Lâm Thiên gặp rắc rối đây. Các cường giả ngạc nhiên bàn tán. Trong đảo Khôn Dương, các cường giả nhếch môi cười nhạt. Vũ Quyết Tôn giả đã dốc hết sức, Lục Lâm Thiên chết chắc. Liệt không cửu kích. Lục Lâm Thiên còn đang thụt lùi, tay lại vận chuyển huyết lục liên tục chém ra 9 nhát đao. Không gian run rẩy, đao quang màu đỏ phô thiên cái địa mang theo tiếng nổ cực kỳ chói tai sắc nhọn. 9 luồng sáng với thế đâm thủng không gian ghép thành một, tụ thành một đao xẹt qua đâu là không gian nơi đó tan nát. Cùng lúc đó, mọi người cảm giác có sát khí ngút trời mãnh liệt lan tràn. Trong đao quang, sát khí ngút trời khiến người thực lực thấp hơn chút như đứng trong hầm băng. Cảm giác này đến từ tận sâu trong đáy lòng chứ không phải mặt ngoài. Vù vù vù. Một đao màu máu với thế khủng bố như trẻ che chém vào cột trụ to lớn từ trên trời giáng xuống. Hai người với thực lực như thế ra tay đều nhanh như tia chớp, một đao một cột trụ đụng vào nhau. Đao quang chém vào cột trụ. Mà cột trụ mang theo lực lượng nghiền nát không trung đập mạnh vào đao quang. Cú va chạm khiến không gian run rẩy. Răng rắc. Chớp mắt đao quang chém vào cột trụ, trên cây cột nổi vầng sáng màu lục chặn đao quang lại. Chỉ rằng có giây lát rồi nhát đao trường đao để lại vết nứt trên cột trụ, nhưng chỉ đơn giản là vết nứt, không thể chém nát nó. Đao quang màu đỏ chớp mắt tan vỡ, dường như bị lực lượng ngập trời dưới cột trụ đè ép. Ngươi tiêu đời rồi. Các ngươi làm sao có thể đối kháng lại bản tôn? Chớp mắt trên bầu trời, Vũ Quyết Tôn giả vỗ một trường ấn xuống, cột trụ to đập xuống. Trong mắt mọi người chứng kiến cột trụ đụng mạnh vào người Lục Lâm Thiên. Bùm! Trọng kích làm mặt Lục Lâm Thiên tái nhợt, không gian xung quanh lộ ra một vòng khe nứt đen thui. Vang tiếng nổ điếc tai trong không trung. Bùm bùm bùm, một vòng không gian liên tục nổ tung, cột trụ to đều đè xuống người Lục Lâm Thiên. Cùng với lực lượng không gian va chạm nổ đi đùng. Khi mảnh cuối cùng của cây cột nổ, lực lượng ngút trời đều nhập vào người Lục Lâm Thiên, bão năng lượng khủng bố như dông tố thổi quét. Sóng không gian sốc lên đến mức khủng cây S.I.O.T.A. ép. Mọi người thấy rõ thân hình Lục Lâm Thiên rách thành mấy mảnh theo không gian nổ tung. Tất cả những điều khủng bố này đến nhanh, đi cũng mau. Chỉ trong khoảnh khắc bão năng lượng đáng sợ khuếch tán đến phạm vi nhất định chợt khựng lại. Lặng lẽ biến mất trong thiên địa. Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh hét to. Lâm Thiên.
Hai nàng chính mắt nhìn Lục Lâm Thiên thành mảnh vụn, đang định lao lên thì bị Vân Thiếu Thiên, Lữ Chính Cường kéo lại. Không ai chú ý thấy ánh mắt Lam Linh cũng thay đổi, người run rẩy, sốt ruột không thua gì Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh. Chỉ có Tiểu Long, Tuyết Sư nhìn bầu trời là khóe môi cong lên nụ cười lạnh lùng. Chết rồi sao? Trong không gian, Lục Lâm Thiên thành mây khói, không còn mẩu xương. Chỉ có thanh huyết đao vô chủ xoay quanh trong không trung, bên cạnh huyết đao có một cái đỉnh nhỏ màu tím vàng xoay tròn toát ra khí tức kỳ dị. Tử Lôi Huyền Đỉnh, là Tử Lôi Huyền Đỉnh. Mọi người nhìn tiểu đỉnh chợt mắt sáng rỡ lên, mặc kệ người đó đã từng thấy Tử Lôi Huyền Đỉnh hay chưa đều không khó đoán ra đây chính là Tử Lôi Huyền Đỉnh. Tử Lôi Huyền Đỉnh vốn là vật của Lục Lâm Thiên, lúc này hắn bị Giotaết thì Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng thành vật vô chủ. Nhiều cường giả mắt lộ tia tham lam, không tôn cấp nào cưỡng lại được Tử Lôi Huyền Đỉnh hấp dẫn. Phú Quyết tôn giả nhìn Tử Lôi Huyền Đỉnh lơ lửng, lão không chút do dự. Đây là Tử Lôi Huyền Đỉnh. Lục Lâm Thiên đã bị đánh chết, Tử Lôi Huyền Đỉnh thành vật vô chủ. Trọng bảo thế này sao có thể để nó rơi vào tay người khác? Phú Quyết tôn giả lập tức lao vào Tử Lôi Huyền Đỉnh, lão phải có được nó. Xoẹt! Phú Quyết tôn giả thoáng chốc lao hướng Tử Lôi Huyền Đỉnh, năm ngón tay vung lên, chảo ấn đã chộp Tử Lôi Huyền Đỉnh ngay. Tử Lôi Huyền Đỉnh là của ta. Phú Quyết tôn giả chân chân nhìn tiểu đỉnh màu tím vàng, lòng kích động run rẩy. Lão được đến trọng bảo thế này, là trời đang giúp lão. Lúc này một thanh âm lạnh nhạt vang lên sau lưng Vũ Quyết tôn giả. Chó già, Tử Lôi Huyền Đỉnh thế nào? Cũng khá đúng không? Trong cặp mắt bao người, cách sau lưng Vũ Quyết tôn giả khoảng 50 thước lặng lẽ xuất hiện một quả cầu ánh sáng màu xanh cỡ 2 thước. Quả cầu ánh sáng xanh nổi lên luồng sáng xanh lưu động kèm theo chuỗi tia điện xèo xèo, uy áp đè ép không gian, ngưng tụ ra năng lượng đáng sợ. Vô hình chung năng lượng này làm mọi người thầm run rẩy. Khi tiếng nói vừa dứt thì quả cầu ánh sáng xanh rung rung. Ong ong ong. Tiếng sấm nổ mạnh vang vọng, mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú. Quả cầu ánh sáng xanh lộ ra hai cánh ở hai bên, không gian xung quanh vặn vẹo kịch liệt. Chỉ giây lát ngắn ngủi đôi cánh dương ra, không gian đông lại. Không gian vặn vẹo tựa như thủy tinh yếu ớt bóc một tiếng vỡ thành vô số mảnh nhỏ li ti. Trời, đây là cái gì? Ngay sau đó đập vào mắt mọi người là đôi cánh chim màu xanh hoàn mỹ vô khuyết. Rìa cánh chim lan tràn ánh sáng xanh như tia điện chạy dọc, đôi cánh có đường cong nửa vầng trăng hoàn mỹ. Một vầng sáng đen vòng cung yêu mỹ xuất hiện, đẹp làm tim người đập nhanh. Khí tức áp lực đáng sợ cùng với vòng cung sóng không gian lan tràn bốn phía. Trong đôi mắt kinh sợ của mọi người, chủ nhân đôi cánh chim hoàn mỹ chính là Lục Lâm Thiên mới rồi tan thành mây khói. Lục Lâm Thiên lại sống sờ sờ xuất hiện. Đôi cánh không vỗ nhưng ánh sáng xanh nổ tiếng sấm. Lực lượng thiên địa bàng bạc khiến người tim đập chân run dâng cao. Khí tức bàng lạc làm người ta lạnh run, khiến người trong lòng cảm giác ức chế tuyệt đối. Thần khí, đây là thần khí. Thần khí phi hành, nghe đồn là huyễn ảnh thanh vũ dực của Lục Lâm Thiên. Chỉ giây lát trong các môn các phái có nhiều người biết hàng lộ ánh mắt rung động. Uy áp bàng bạc từ đôi cánh chim màu xanh khiến người rung động. Chắc chắn là đẳng cấp thần khí. Phú Quyết tôn giả nghe thanh âm đến từ sau lưng lập tức vọt lên trước tránh né, cùng lúc đó ngoái đầu nhìn ra sau. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Vũ Quyết tôn giả, Lục Lâm Thiên nhếch môi cười nhạt, nụ cười giễu cợt như mèo vờn chuột. Sâu trong linh hồn Vũ Quyết tôn giả thấy rét run. Phú Quyết tôn giả thật sự không hiểu, rõ ràng Lục Lâm Thiên đã chết vì sao chết rồi sống lại được. Huyễn ảnh thanh vũ rực dương rộng sau lưng Lục Lâm Thiên. Mép cánh kéo dài ra các tia khe nứt không gian nhỏ bé không thể trông thấy. Mắt Lục Lâm Thiên bắn ra tia sáng lạnh, ánh sáng lạnh lẽo thổi quét không gian như vào hầm băng. Nụ cười lạnh băng giễu cợt thu về, sát khí tuôn ra từ Lục Lâm Thiên. Chó già, để xem lần này ai chết. Dứt lời, Lục Lâm Thiên đột nhiên kết thủ ấn quái dị, hét to một tiếng. Thần vũ diệt không. Giây lát huyễn ảnh thanh vũ rực mở rộng thể tích. Cánh chim khổng lồ ngàn thước cùng với đường cong hoàn mỹ động lòng người. Dao động năng lượng cực kỳ đáng sợ mãnh liệt dâng trào, tiếng sấm nổ mạnh như cửu thiên kinh lôi vang vọng. Vù vù vù. Không gian run lên, từng tầng cánh chim xanh như các thanh loan đao mang theo khí tức cổ xưa dây lát bắn ra. Từng tầng, tầng tầng lớp lớp, vạn lông chim cùng bắn, mang theo uy áp kinh người. Mỗi cọng lông chim hóa thành vũ khí Giotaết người loan đao cắt vỡ không gian.
Mọi người kinh thán. Vũ Quyết Tôn giả gặp rắc rối to. Đôi mắt kinh tâm động phách nhìn chăm chú. Vạn vũ cùng phát cắt vỡ không gian, hóa thành hình cung từ giữa không trung trùng xuống. Cả không gian bao phủ Vũ Quyết Tôn giả với tốc độ mà lão khó chạy thoát khỏi. Linh hồn Vũ Quyết Tôn giả cứng lại. Nguy rồi. Uy áp kinh người khiến Vũ Quyết Tôn giả cảm giác tử thần đang kêu gọi. Vào phút cuối này, trong không gian vạn vũ cùng bắn phá nát tất cả, mọi người nhìn quanh thân Vũ Quyết Tôn giả bày ra vũ linh khí giống cái chuông to. Ánh sáng xanh chói mắt bắn ra. Xoẹt. Không gian gấp khúc biến hình, chỉ một giây ngắn ngủi, phương không gian trên bầu trời này vỡ nát nứt nẻ. Sóng gợn kinh khí ngút trời tuôn ra từ trung tâm không gian vặn vẹo to lớn. Vạn vũ nghiền nát không gian, thoáng chốc sóng gợn kinh khí năng lượng như sóng thần từ trên cao ập xuống. Chính giữa không gian vỡ nát bùng nổ ánh sáng xanh chói mắt, sụp xuống cái lỗ sâu to lớn như lỗ không gian, bên trong làm ảo đen sâu thẳm làm tim người đập nhanh. Mọi người ngước đầu, lạnh lẽo thấm tận xương. Khí thế khủng bố làm người cực kỳ sợ hãi. Xoẹt. Không gian tan vỡ trong khoảnh khắc phục hồi lại như thường. Mọi người vội nhìn kỹ, trong không gian vỡ nát vừa rồi có cái chuông cổ kính to vài trăm thước xoay tròn dâng lên. Sau lưng Lục Lâm Thiên một lần nữa dương huyễn ảnh thanh vũ rực. Chẳng lẽ đã chặn lại được? Rất nhiều cường giả khó hiểu, ở trong cái chuông đó là ngăn cản được. Răng rắc. Trong khi mọi người khó hiểu chợt nghe tiếng vỡ rụn, giây lát người ta thấy cái chuông to vài trăm thước nứt rạn từ trong ra ngoài bò đầy cái chuông như mạng nhện. Từng luồng sáng chói mắt bắn ra. Chuông to vài trăm thước hóa thành mảnh nhỏ rơi xuống, Vũ Quyết Tôn giả ló người ra từ trong chuông. Mặt Vũ Quyết Tôn giả không còn chút màu, biểu tình kinh hoàng nhìn Lục Lâm Thiên. Rõ ràng ngươi đã chết nhưng tại sao? Sao ngươi không chết? Sao có thể như vậy? Các luồng sáng bắn ra từ mặt Vũ Quyết Tôn giả, một cái, hai cái, ba cái. Rậm rạp. Bùm bùm bùm. Vũ Quyết Tôn giả mới hỏi xong chợt thấy bên cạnh Lục Lâm Thiên ngưng tụ thêm một Lục Lâm Thiên, đây là lần cuối cùng. Cơ thể Vũ Quyết Tôn giả hóa thành mảnh nhỏ nổ tung, mưa máu rơi xuống, hồn anh tan nát. Mọi người giật mình thấy Lục Lâm Thiên mới rồi thành mây khói lại ngưng tụ, biến thành luồng sáng tím vàng chui vào trán hắn. Tử lôi huyền đỉnh khiến người ta tham lam, còn có huyết đao đều biến mất trong tay Lục Lâm Thiên, huyễn ảnh thanh vũ rực trên người hắn cũng ẩn đi. Xung quanh không gian, những người chứng kiến tất cả đều rợn tóc gáy. Trời, Vũ Quyết Tôn giả bị gỡ ta ết. Thực lực của Lục Lâm Thiên làm người ta kinh sợ khó tin, khủng bố đáng sợ như tin đồn. Doãn Ngạc, Cổ Kiếm Phong, Âu Dương Huyền Linh, Nhâm Trường Thanh toát mồ hôi lạnh, lòng cực kỳ giật mình khó tả. Thực lực của Lục Lâm Thiên đã đến tình trạng này, trong vòng ba chiêu gỡ ta ết Vũ Quyết Tôn giả. Nhiều cường giả nhìn nhau, lòng nổi lên một ý tưởng. Lục Lâm Thiên này không phải con người. Không phải không có người có thực lực như Lục Lâm Thiên, nhưng không ai bắt kịp tốc độ trưởng thành của hắn. Mới qua mấy năm mà đã đến mức khủng cây S.I.O. ta ép thế này. Lục Lâm Thiên hoàn hảo vô khuyết, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh yên tâm. Sắc mặt Lam Linh, Đạm Thai Tuyết Vi cũng hơi thay đổi. Phù! Vân Thiếu Thiên, Lữ Chính Cường đã đoán được trước nhưng vẫn rất rung động. Thực lực của Lục Lâm Thiên lạnh mạnh hơn 2 năm trước. Tốc độ tiến bộ thế này thật yêu nghiệt. Tuyết sư, Tiểu Long thì biểu tình chưa từng thay đổi. Giờ phút này, đám người Dương Tề Thiên của đảo Khôn Dương mặt xám xịt. Vũ Quyết trưởng lão. Cả đám ngây như phỗng, tựa như mất đi hồn phách, không biết vì bị chấn NSIO ta ép hay bị hù sợ. Bọn họ cứ cho rằng Vũ Quyết trưởng lão thắng chắc, ai ngờ cuối cùng không còn mẩu xương, hồn anh cũng không trốn thoát. Dương Tề Thiên quát to. Lục Lâm Thiên. Người gỡ yêu ta ết Vũ Quyết trưởng lão, đảo Khôn Dương ta không tha cho ngươi. Mắt Dương Tề Thiên đầy tơ máu trừng Lục Lâm Thiên, cường giả Vũ Tôn ngũ trọng mất đi là tổn thất nặng nề cho đảo Khôn Dương dưới thiên đảo. Bất cứ Vũ Tôn nào đều vô cùng quan trọng với một môn phái, huống chi còn là cường giả Vũ Tôn ngũ trọng. Lục Lâm Thiên ngoái đầu lại, lạnh lùng nhìn đám người đảo Khôn Dương. Mọi người đều nghe thấy, sinh tử bất luận, lỗ tai người bị điếc sao. Nếu không phục, các ngươi có giỏi thì cứ tìm ta báo thù, không dám thì im miệng, đừng lấy đảo Khôn Dương ra khoe trước mặt bản tôn. Tất cả ngây như phỗng, người đảo Khôn Dương không ai dám xông lên báo thù, bọn họ hiểu rằng Lục Lâm Thiên không sợ đảo Khôn Dương, hiện tại đảo Khôn Dương ở trước mặt hắn không có chút sức chân NSIO ta ép. Nếu bọn họ dám xông lên,
Lục Lâm Thiên tuyệt đối dám gợi yêu ta ít hết. Gia Cát Tây Phong phẩy quạt. Lại mạnh hơn. Mọi chuyện không khiến Gia Cát Tây Phong bất ngờ, nhưng tốc độ tiến bộ thực lực của Lục Lâm Thiên làm gã rung động, đây là điều gã không muốn thấy nhất. Xa hơn chút, đệ tử Vạn Thú Tông thực lực thấp, nhiều thế lực lớn nhỏ trên địa bàn Vạn Thú Tông đứng xa xem mọi thứ, vẻ mặt vô cùng rung động. Bọn họ đã hiểu thực lực của Lục Lâm Thiên trong tin đồn. Lục Lâm Thiên nhìn xuống dưới, khóe môi nhếch cao. Lục Lâm Thiên sớm tính đến khi đánh nhau thì Vũ Quyết Tôn giả sẽ không tha cho hắn, Lục Lâm Thiên cho lão cơ hội đó. Khi thi triển Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm xong, Lục Lâm Thiên triệu đại hồn anh ra ngay, bản thể thì bao trong huyễn ảnh thanh vũ rực trốn khỏi tầm mắt mọi người quan sát, lặng lẽ xuất hiện xung quanh. Lục Lâm Thiên lợi dụng Vũ Quyết Tôn giả tham lam tử lôi huyền đỉnh bỗng nhiên thi triển đòn công kích tuyệt kỹ thần vũ diệt không của huyễn ảnh thanh vũ rực. Tuy tiêu hao rất khủng cây S.I.O.T.A. ép nhưng rốt cuộc G.I.O.T.A. ép chết Vũ Quyết Tôn giả. Một cường giả vũ tôn ngũ trọng gần đến đỉnh phong bị G.I.O.T.A. ép chết xem như lại tổn hại nặng đảo Khôn Dương. Lục Lâm Thiên nhìn Doãn Ngạc bên dưới, nói. Doãn Tông Chủ, ngại quá, không ngờ Vũ Quyết hơi yếu, vào hôm nay để máu đổ trong Vạn Thú Tông. Nhưng cũng tốt, ta chúc Vạn Thú Tông sau này hồng hồng hỏa hỏa. Lục Lâm Thiên G.I.O.T.A. ép Vũ Quyết Tôn giả chỉ nói một câu cho qua, dù gì hắn G.I.O.T.A. ép người trong Vạn Thú Tông vào hôm nay, nên có lời với họ. Doãn Ngạc và nhiều trưởng lão đứng bên cạnh chỉ biết cảm thán. Bọn họ đồng ý rồi nên không dám cào nhau cái gì, kết quả này tuy vượt dự đoán nhưng bọn họ cũng từng suy nghĩ về nó, chẳng qua lòng vẫn rất giật mình. Trong khi mọi người rung động, chưa hoàn hồn thì một thanh âm yểu điệu bình tĩnh nói. Lục Lâm Thiên, ta muốn khiêu chiến với ngươi. Thanh âm bình tĩnh nhưng vang rõ mồn một trong tai mỗi người. Xoẹt. Tiếng nói dứt, một bóng người lao ra khỏi đám đông, không kèm theo bất cứ dao động không gian nào. Bóng người vượt không gian, lơ lửng trên bầu trời. Mọi người nghe tiếng nhìn qua, bóng dáng yêu kiều đứng trên cao là Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn. Váy tím bay bay, khí chất hơi thanh nhã, toàn thân phát ra khí tức quái dị như có như không. Lục Lâm Thiên đang định đáp xuống, thấy Nguyên Nhược Lan thì ánh mắt hơi thay đổi. Nguyên cô nương dường như không cần thiết khiêu chiến với ta. Khí thế từ người Nguyên Nhược Lan làm Lục Lâm Thiên ngạc nhiên, nó rất quái dị, có chút giống với sát khí của đại hồn anh của Lục Lâm Thiên nhưng cũng khác biệt rất lớn. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Lâm Thiên, mắt tràn ngập chiến ý. Chỉ đơn thuần khiêu chiến, ta rất muốn biết hiện tại thực lực của ngươi mạnh hay ta mạnh hơn. Vài lũ tóc bay bay. Váy dài phất phới, bàn tay Nguyên Nhược Lan siết chặt trường kiếm. Trong Thiên Kiếm Môn, Cổ Kiếm Phong và mấy trưởng lão tôn cấp biến sắc mặt hét lớn. Nhược Lan, mau lui ra. Điều bọn họ không mong nhất là Nguyên Nhược Lan gặp Lục Lâm Thiên, lỡ nàng nhớ lại chuyện trước kia thì hậu quả rất nghiêm trọng. Hiện tại Nguyên Nhược Lan là hy vọng trong tông, nàng không thể xảy ra điều gì được. Nguyên Nhược Lan muốn khiêu chiến Lục Lâm Thiên liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Ban đầu không nhiều người chú ý đến Nguyên Nhược Lan nhưng lúc này nhiều người sắc mặt nghi ngờ. Khí thế trên người Nguyên Nhược Lan không ai nhìn thấu được, nó quái dị làm người ta vô hình chung lòng hơi rung động. Thiên Phong Tôn giả đứng sau lưng Vân Tiếu Thiên nhíu mày nói. Hơi kỳ lạ. Khí tức trên người Nguyên Nhược Lan làm Thiên Phong Tôn giả thầm nghi ngờ, suy tư điều gì đó. Đám người Doãn Ngạc, Gia Cát Tây Phong nhìn chằm chằm hai người đứng trên trời. Mắt lóe tia sáng nhưng không lộ vẻ gì. Nguyên Nhược Lan ngoái đầu nhìn Cổ Kiếm Phong, sư phụ, đệ tử đã quyết định, đừng nói nhiều. Sau khi đệ tử và Lục Lâm Thiên luận bàn sẽ thỉnh tội với sư phụ sau. Từ khi Nguyên Nhược Lan triệu hoán ra ma kiếm thì thân phận trong môn nâng cao nhiều, lúc này nàng dâng trào chiến ý càng không thèm nghe lời Cổ Kiếm Phong. Nghe lời Nguyên Nhược Lan nói, Cổ Kiếm Phong muốn khuyên nhủ thêm nhưng bị một trưởng lão tôn cấp bên cạnh ra hiệu đừng nói nữa. Lúc này chiến ý bốc lên từ người Nguyên Nhược Lan, nếu cưỡng ép kéo nàng lại cũng sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Tuy trong lòng không muốn Nguyên Nhược Lan và Lục Lâm Thiên đụng độ nhưng cường giả trong Thiên Kiếm Môn hơi mong chờ. Sau khi Nguyên Nhược Lan nhận truyền thừa kiếm tổ quán đỉnh, triệu hoán ra ma kiếm, thực lực hiện tại của nàng so với Lục Lâm Thiên, chẳng biết hai người ai mạnh hơn ai. Lục Lâm Thiên nhìn Nguyên Nhược Lan, hắn không hề xa lạ gì nàng, nhưng hai lần trước hắn có thể nhìn thấu một chút. Hiện tại Lục Lâm Thiên chỉ lờ mờ thấy được Nguyên Nhược Lan, hoặc nên nói là sâu không lường được. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, chiến ý trào dâng trong mắt. Lục Lâm Thiên,
nếu ngươi không dám thì hãy tháo danh hiệu đứng đầu thập đại cường giả trẻ tuổi xuống đi. Chiến ý đến từ sâu trong lòng Nguyên Nhược Lan, có lẽ chính nàng cũng không biết tại sao chiến ý lại đậm đặc như vậy. Lục Lâm Thiên nói, nếu Nguyên cô nương thích danh hiệu đứng đầu thập đại cường giả trẻ tuổi thì cứ lấy. Lục Lâm Thiên không sợ đánh nhau với Nguyên Nhược Lan nhưng không cần thiết. Hiện tại Thiên Kiếm Môn giữ trung lập, Lục Lâm Thiên và Nguyên Nhược Lan đánh nhau, dù ai thắng ai thua đều ảnh hưởng đến thái độ của Thiên Kiếm Môn. Nguyên Nhược Lan ngước mắt đẹp, đôi mắt tràn ngập chiến ý nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Ngươi đang khinh thường ta sao? Lục Lâm Thiên không muốn đánh nhau với Nguyên Nhược Lan, vẫn cố từ chối. Nguyên cô nương, nơi này dù sao ở trong Vạn Thú Tông, nếu muốn luận bàn thì chúng ta chờ ngày khác đi. Trong Vạn Thú Tông không phải nơi tốt. Nguyên Nhược Lan nghe vậy nhìn xuống chỗ Doãn Ngạc. Lam Linh cô nương, cho mượn chỗ này dùng một chút được không? Doãn Ngạc cười tủm tỉm gật đầu, tranh nói. Đương nhiên không thành vấn đề. Nghe Doãn Ngạc nói, Cổ Kiếm Phong chửi thầm. Vô sỉ. Rõ ràng Doãn Ngạc muốn nhìn thêm trò hay. Nguyên Nhược Lan lại nhìn hướng Lục Lâm Thiên, vung trường kiếm, khí thế tăng lên, vỏ kiếm biến mất. Ong ong ong. Trường kiếm ra khỏi vỏ kêu vù vù, dọc rìa thân kiếm sóng không gian vặn vẹo quái dị. Mũi kiếm chỉ thẳng vào Lục Lâm Thiên, Nguyên Nhược Lan hỏi. Lục Lâm Thiên, ngươi chiến hay không? Nguyên Nhược Lan lúc này khí thế tăng cao, năng lượng thuộc tính bốn hệ thủy, hỏa, mộc, phong bàng bạc quanh quẩn, cả không trung run rẩy. Khí thế từ Nguyên Nhược Lan làm mọi người kinh thán. Mạnh quá! Bao nhiêu người có mặt ở đây mấy ai phát ra được khí thế hùng hồn như vậy? Lư Khâu Mỹ Vi thu về tầm mắt nhìn trên cao, nói với Lữ Chính Cường. Nguyên Nhược Lan dường như có chút là lạ. Lữ Chính Cường nhíu mày, mắt lóe tia nghi hoặc. Lữ Chính Cường là linh giả, phát hiện rõ ràng hơn khí tức quái dị thay đổi trên người Nguyên Nhược Lan. Lữ Chính Cường đồng ý. Đúng là hơi lạ, thực lực quá mạnh. Lục Lâm Thiên đứng trên cao, hít sâu. Phù. Lục Lâm Thiên nhìn Nguyên Nhược Lan, trong tình huống này dù hắn không muốn cũng phải chiến. Lục Lâm Thiên nói. Nguyên cô nương muốn chiến cũng được nhưng ta có một điều kiện. Nghe Lục Lâm Thiên đồng ý chiến thì đôi mắt to của Nguyên Nhược Lan dịu lại, chỉ có chiến ý vẫn tăng lên. Ngươi nói đi. Chiến ý này như đã dồn nén trong lòng Nguyên Nhược Lan nhiều năm, một khi có đường thoát thì sẽ liên miên bất tận tuôn ra. Lục Lâm Thiên nói. Chúng ta điểm đến liền ngừng, Nguyên cô nương thấy được không? Giọng Nguyên Nhược Lan rõ ràng chui vào tai mọi người. Đương nhiên. Ta chỉ đơn thuần muốn đánh một trận với ngươi, muốn biết hiện tại ngươi mạnh hay ta mạnh. Trong cùng thế hệ bây giờ chỉ có mình ngươi là đủ sức đấu với ta. Nhiều người thầm nghĩ. Giọng điệu lớn lối thật. Trước kia mọi người đã thấy thiên phú của Nguyên Nhược Lan ở Đại hội Tam Tông Tứ Môn, so tài đại tái thập đại cường giả trẻ tuổi tại đảo Bình Nham. Giờ Nguyên Nhược Lan nói câu đó đúng là tự tin quá đáng. Lục Lâm Thiên nhìn Nguyên Nhược Lan, tay kết thủ ấn. Xem ra hôm nay Nguyên cô nương rất có tự tin. Ánh sáng vàng lóe sáng quanh thân Lục Lâm Thiên, thanh linh khải giáp phủ lên người. Toàn thân Lục Lâm Thiên được vảy giáp che đậy, hắn cảm nhận khí thế trên người Nguyên Nhược Lan lúc này, hắn không dám coi thường chút nào. Tận lúc này Lục Lâm Thiên vẫn không nhìn ra đẳng cấp tu vi thực lực của Nguyên Nhược Lan, làm sao không khiến hắn ngạc nhiên cho được. Vì vậy Lục Lâm Thiên phủ thanh linh khải giáp trước. Từ khí tức quái dị trên người Nguyên Nhược Lan làm Lục Lâm Thiên cảm giác hiện tại nàng tạo thành áp lực cho hắn không thua kém Vũ Quyết Tôn giả mới rồi. Lục Lâm Thiên mơ hồ cảm thấy khí thế của Nguyên Nhược Lan mạnh hơn một chút. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, trường kiếm chĩa vào hắn. Ngươi ra tay trước đi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Ta chưa bao giờ ăn hát yêu ta ép nữ nhân, vì nàng là nữ nên mời Nguyên cô nương ra tay trước. Nghe Lục Lâm Thiên nói làm trong đầu Nguyên Nhược Lan hơi dao động, mắt nàng nhìn hắn, cảm thấy rất quen thuộc, câu nói rất quen. Vậy ta không khách sáo. Nguyên Nhược Lan khựng lại một lúc rồi dây sau váy dài vung lên, chân đạp hư không. Nguyên Nhược Lan bùng nổ khí thế cường đại, chân khí tuôn ra từ thân thể như vầng sáng bao người nàng lại. Chân khí cường đại phô thiên cái địa sinh ra áp lực lớn tuôn trào. Cùng lúc đó, mọi người theo dõi gắt gao. Hôm nay Nguyên Nhược Lan ăn nói đao to búa lớn, khí thế cực mạnh khiến bọn họ không nhìn thấu được. Không biết Nguyên Nhược Lan có đánh lại nổi với yêu nghiệt Lục Lâm Thiên không? Nhưng tại Đại hội Tam Tông Tứ Môn,
Đảo Bình Nham Nguyên Nhược Lan đều thua Lục Lâm Thiên, dù nàng có thắng yêu nghiệt biến thái này cũng sẽ rất vất vả. Khác với mọi người là cường giả trong Thiên Kiếm Môn lo cho tâm cảnh Nguyên Nhược Lan, bọn họ biết hiện tại nàng đã thay đổi, đụng phải Lục Lâm Thiên, không biết cuối cùng thắng thua thế nào. Nếu Nguyên Nhược Lan đánh bại được Lục Lâm Thiên thì Thiên Kiếm Môn sẽ nổi tiếng lên như diều gặp gió. Vù vù vù. Trong khi mọi người còn đang suy nghĩ, trên bầu trời, Nguyên Nhược Lan nhanh như tia chớp lắc người kéo theo tàn ảnh. Trường kiếm vung lên mang theo vài kiếm quang phong nhận mỏng manh. Trường kiếm rút khỏi vỏ trước, chớp mắt đâm về hướng Lục Lâm Thiên. Kiếm quang lấp lóe mấy cái đã đến không gian trước mặt Lục Lâm Thiên. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên giật mình, Nguyên Nhược Lan thể hiện thực lực đã không dưới Vũ Tôn tứ trọng, tốc độ tiến bộ khiến hắn rất ngạc nhiên. Nguyên Nhược Lan là đệ tử Thiên Kiếm Môn, tạo nghệ về kiếm cũng đến tình trạng rất khủng bố. Lục Lâm Thiên bước ra, thi triển phù quang lược ảnh chớp mắt biến mất tại chỗ. Thân hình Lục Lâm Thiên biến mất, mấy kiếm quang phong nhận chưa kịp chạm vào người hắn đã tan biến. Khi Lục Lâm Thiên lại xuất hiện cách trăm thước thì Nguyên Nhược Lan cũng hiện ra trước mắt hắn, thân hình yểu điệu đứng lơ lửng, tốc độ của ngươi rất nhanh nhưng dường như vẫn chưa đủ. Trong khoảnh khắc này quanh thân Nguyên Nhược Lan kéo năng lượng thuộc tính mộc bằng bạc, váy dài màu tím bị gió mạnh đè dán sát làn da vẽ ra eo liễu nhỏ, sợi tóc bay bay. Trong giây lát ngắn ngủi, Nguyên Nhược Lan đánh ra kiếm quyết, tay đâm trường kiếm vạch đường cong màu xanh giữa không trung. Kiếm quang bắn ra xuyên qua không gian, từng tàn ảnh kiếm quang như nụ hoa nở rộ. Năng lượng thuộc tính mộc chớp mắt tụ tập lại, kiếm quang bắn ra kéo theo năng lượng thiên địa. Ánh mắt Lục Lâm Thiên biến đổi. Lực lượng không gian mạnh quá. Tốc độ của Nguyên Nhược Lan rất nhanh, hoàn toàn khống chế lực lượng không gian. Nguyên Nhược Lan đánh ra kiếm quyết ức chế được Lục Lâm Thiên. Xoẹt. Cùng lúc đó, Lục Lâm Thiên buộc phải thúc dục thuộc tính không gian đối kháng lại lực lượng không gian trói buộc. Lục Lâm Thiên mới bày ra thuộc tính không gian thì giây lát sau tay Nguyên Nhược Lan vung trường kiếm. Vô số kiếm quang lấp lóe trong thuộc tính không gian của Lục Lâm Thiên, năng lượng thuộc tính mộc đậm đặc vặn vẹo năng lượng thuộc tính không gian của Lục Lâm Thiên. Kiếm quang rạch phá không gian như muốn xé rách không gian thuộc tính thổ, kiếm quang màu xanh nhạt bùng lên. Không gian thuộc tính thổ bị vặn vẹo ngày càng nhỏ dần. Trong lòng Lục Lâm Thiên đã vô cùng giật mình. Không ngờ mạnh đến mức này. Lục Lâm Thiên vốn xem trọng Nguyên Nhược Lan nhưng không nghĩ nàng sẽ lên mức cao như vậy, thực lực hiện tại của nàng quá mạnh. Cửu chuyển thiên linh bí pháp, nhất chuyển. Lục Lâm Thiên không chút do dự lập tức tuôn linh lực ra, thi triển cửu chuyển thiên linh bí pháp. Lục Lâm Thiên kết các thủ ấn phức tạp, năng lượng thiên địa bàng bạc vô hình ù tập lại. Một vầng sáng trắng trong suốt tỏa sáng bao trùm, đột nhiên khí thế trên người Lục Lâm Thiên tăng vọt, mãi đến đệ bát chuyển, thì khí thế từ linh tôn nhất trọng đến tam trọng. Đệ cửu chuyển. Lục Lâm Thiên cắn răng một hơi lên tới đệ cửu chuyển. Lần đầu tiên Lục Lâm Thiên thúc giục cửu chuyển thiên linh bí pháp tới đệ cửu chuyển, khí thế của hắn gần như tăng lên gấp đôi. Trong ánh mắt ngạc nhiên của bao người, khí thế của Lục Lâm Thiên trong khoảnh khắc đã ngang ngửa linh tôn tứ trọng. Mọi người kinh ngạc kêu lên. Bí pháp mạnh quá. Mỗi sơn môn đều có một ít bí pháp tăng cường tu vi, nhưng đến đẳng cấp tôn cấp thì cơ bản không đem lại hiệu quả quá lớn. Có rất ít bí pháp nào tăng thực lực thời gian ngắn ngủi hiệu quả với tôn cấp. Lúc này Lục Lâm Thiên thi triển bí pháp từ linh tôn nhất trọng vọt lên tứ trọng, liên tục tăng ba trọng, quá khủng cây ết yêu ta ép nhiều linh tôn có mặt ánh mắt hâm mộ, nếu ai có thể tu luyện bí pháp này thì thực lực hiển nhiên sẽ mạnh mẽ hơn. Răng rác. Cùng lúc đó, kiếm quang thuộc tính mộc đầy trời trong tay Nguyên Nhược Lan đã cắt vỡ tất cả không gian thuộc tính thổ Lục Lâm Thiên để lại. Kiếm quang đầy trời bao phủ hắn. Lục Lâm Thiên kết thủ ấn. Huyền diễn đao trận. Chớp mắt một chuỗi đao ảnh huyền ảo quay quanh người Lục Lâm Thiên, đao ảnh cắt vỡ không gian, mấy ngàn đao quang huyền ảo xoay tròn. Khí gợn sóng vô hình nháy mắt khuếch tán lan tràn, khí thế cây ết yêu ta ép người làm không gian run rẩy. Đao quang xoay tròn cắt vỡ không gian, chỉ mình Lục Lâm Thiên biết đao quang này gồm 8.888 luồng. Thực lực của Lục Lâm Thiên đột phá tôn cấp phối hợp cửu chuyển thiên linh bí pháp lên đến linh tôn tứ trọng, khi vận chuyển huyễn diễn đao trận thì uy lực tăng nhiều. Huyễn diễn đao trận phối hợp với thiên địa âm dương, thuật dịch số, biến ảo vô cùng, thúc dục đến mức tận cùng sẽ có con số 9.999. Hiện tại chưa đến mức thúc dục mạnh nhất. 8.888 đao quang đã là cực hạn hiện tại Lục Lâm Thiên có thể vận dụng. Đao trận xoay tròn,
hơn 8.000 đao quang bắn lên cao, ẩn chứa thiên địa âm dương, thuật dịch số. Các luồng đao quang huyền ảo quét qua, xé rách từng đợt sóng không gian hóa thành các cột sáng đao quang to lớn chớp mắt va chạm cùng kiếm quang mà Nguyên Nhược Lan thúc giục. Vù vù vù. Đao quang cùng kiếm quang va chạm vào nhau, khí thế tăng vọt. Những người đứng gần và xa biểu tình ngạc nhiên. Két két két. Kiếm quang và đao quang tiếp xúc, tiếng nổ năng lượng va chạm kêu răng rắc vang trên bầu trời. Tiếng gió mãnh liệt làm tai người đau đớn, ánh sáng chói mắt bộc phát, người tu vi thực lực thấp buộc phải nhắm tịt mắt lại. Cả không gian lung lay sắp sụp. Bùm bùm bùm. Không gian nứt ra, như bị xé rách. Năng lượng hủy diệt lan tràn, trong đao trận, Nguyên Nhược Lan thúc giục đao quang bị phá hủy hết. Từng cột sáng đao quang bao trùm Nguyên Nhược Lan, những cột sáng mang theo năng lượng hủy diệt khuếch tán, quay quanh nàng như LNG giam. Nhìn huyễn diễn đao trận mà Lục Lâm Thiên vận chuyển, nhiều cường giả rất ngạc nhiên. Đao trận thật kỳ dị. Đao trận như vậy khi vận chuyển đối phó với Vũ Quyết Tôn giả cũng dư sức xử lý, không cần dùng huyễn ảnh thanh vũ dực làm chi. Nên Lục Lâm Thiên Giota ết Vũ Quyết Tôn giả tuyệt đối là cố ý, thực lực của hắn rất đáng sợ. Nguyên Nhược Lan bị nhốt trong đao trận, cường giả thiên kiếm môn không mấy lo lắng. Đao trận như LNG giam đè xuống. Nguyên Nhược Lan quan sát bốn phía, khóe môi cong lên. Linh Vũ Chiến Tôn đúng là rất mạnh. Chốc lát Nguyên Nhược Lan kết thủ ấn, khí tức kỳ dị bắt đầu khuếch tán. Khí tức chất chứa yêu tà, khí tức yêu là đè ép không gian làm lòng người run rẩy, tim đập nhanh. Ong ong ong. Cùng với khí tức này khuếch tán, trường kiếm trên lưng người thiên kiếm môn run rẩy như bị lôi kéo. Thủ ấn cuối cùng được kết xong, trường kiếm trong tay Nguyên Nhược Lan đã biến mất. Kiếm quang tứ răng quanh thân Nguyên Nhược Lan, lấy nàng làm trung tâm, các thanh trường kiếm bắn ra khỏi người nàng. Các kiếm khí sắc bén đè ép bốn phía, tụ tập vô số kiếm quang. Kiếm quang quanh quẩn ngăn cách huyễn diễn đao trận, khó thể tiến thêm một bước, đè ép không gian kêu răng rắc. Lúc này cả không gian bỗng rung nhẹ, tiếng thần hú quỷ khóc vang khắp không gian. Trường kiếm rậm rạp quanh người Nguyên Nhược Lan, xuyên qua xuyên lại cơ thể nàng như dựa vào một loại quỹ tích nhất định. Ong ong ong, vô số trường kiếm cùng kêu tụ tạp tiếng kiếm ngân đinh tai nhức óc vang vọng trên bầu trời. Trong không gian vạn thú kinh khủng, phương xa vọng lại tiếng yêu thú, linh thú gầm giống không ngừng trong sơn mạch. Kiếm khí sắc bén bàng bạc tiết ra ngoài, vạn kiếm cùng ngân trong không gian, khí thế kinh người đè ép thiên địa. Lục Lâm Thiên kinh thán. Thật yêu tà, thực lực rất mạnh. Lúc này khí thế trên người Nguyên Nhược Lan lại tăng lên, các kiếm quang như vật hư ảo rồi lại tựa thực vật cắt vỡ không gian. Lúc này quanh thân Nguyên Nhược Lan bao phủ ma khí ngút trời. Khói đen lượn lờ làm người nhìn tim đập nhanh. Trên khuôn mặt tinh xảo trông lạnh lùng, diễm lệ mà yêu tà, có chút quái dị khó tả. Các tia năng lượng kỳ dị bao bọc Nguyên Nhược Lan lại. Răng rác, trước uy năng hùng mạnh này, cột sáng đao trận của Lục Lâm Thiên vây quanh Nguyên Nhược Lan bắt đầu nứt giạt, lực lượng không gian vô hình to lớn đè xuống, khó thể đối kháng lại. Dùng tâm ta làm kiếm, kiếm là tâm của ta, ngưng tụ. Nguyên Nhược Lan ở trong ngàn vạn trường kiếm hư ảo, mái tóc đen phi hành lên, váy tím bay bay, mười ngón nhúc nhích. Nguyên Nhược Lan dứt lời, không gian rung bần bật, muôn vạn trường kiếm ảo đã đến mức độ không thể ức chế. Trong khoảnh khắc vô số trường kiếm đột nhiên như sống lại, kiếm khí sắc bén bàng bạc tiết ra ngoài. Kiếm khí hùng hồn xé rách không gian, tệ như vòng xoáy. Vạn kiếm cùng ngân tụ thành thanh âm đinh tia nhức óc vang vọng trên bầu trời. Kiếm bén phô thiên cái địa run rẩy, cuối cùng trong các cặp mắt giật mình ngưng tụ thành một kiếm long khổng lồ ngàn thước. Kiếm long to lớn uốn lượn xoay quanh, thân thể cao lớn do vô số lợi kiếm ghép lại. Kiếm long tựa như vật sống, thậm chí phát ra long uy. Mọi người rung động. Trời ạ, đây là vũ khí gì? Trước uy áp to lớn này dù là những cường giả tôn cấp có mặt người cũng run rẩy. Không ai ngờ thực lực của Nguyên Nhược Lan sẽ cường đại đến mức này. Nguyên Nhược Lan đứng thẳng trên kiếm long to lớn, chân đạp đầu rồng, khí tức kỳ dị lượn lờ quanh thân, yêu tà khiến người run rẩy tim gan. Nguyên Nhược Lan quát, phá cho ta. Nguyên Nhược Lan nhìn chằm chằm cột sáng đao trận tụ tập quanh Lục Lâm Thiên, nàng vung hai tay từ xa. Năng lượng kỳ dị khuếch tán trong không gian. Kiếm long giống to. Growl. Thanh âm mênh mông truyền ra, kiếm long khổng lồ bộc phát khí thế hùng mạnh vọt tới đao trận xung quanh. Đụng mạnh vào các cột sáng đao trận. Bùm bùm bùm.
Các tiếng nổ điếc tai truyền ra khiến màng tia người đau nhức, kiếm long to lớn va chạm, các cột sáng đao quang bị phá hủy, năng lượng khủng bố biến thành vòng sáng khuếch tán, chấn động không gian nổi lên sóng gợn kịch liệt, xé rách khe hở không gian đen thui. Cộp cộp cộp, đao trận vỡ nát, Lục Lâm Thiên bị đẩy lùi trong không trung. Mặt Lục Lâm Thiên trắng bệch, khi không gian phục hồi thì Lục Lâm Thiên đã bị đánh bay cả trăm thước mới khựng giữa không trung, khóe môi dính chút vết máu. Trong không trung, Nguyên Nhược Lan chân đạp kiếm long, chiến ý trào dâng trong mắt, khí thế đè ép thiên địa. Thấy cảnh này, trong Thiên Kiếm Môn, Cổ Kiếm Phong nở nụ cười. Đệ tử của mình được truyền thừa kiếm tổ quán đỉnh, lại được đế giả chi nguyên, có ma kiếm trong người, thực lực như thế dù Lục Lâm Thiên yêu nghiệt đến mấy cũng sẽ bị ức chế. Lục Lâm Thiên rung động. Vũ Tôn Ngũ Trọng, không ngờ là Vũ Tôn Ngũ Trọng. Sao đột phá nhanh vậy được? Giờ phút này, Nguyên Nhược Lan hoàn toàn giải phóng khí thế, Lục Lâm Thiên mới nhìn ra thực lực thật sự của nàng, tu vi Vũ Tôn Ngũ Trọng. Tốc độ tu luyện thế này thật khó tin. Lục Lâm Thiên thầm suy đoán. E rằng được cơ duyên lớn. Thực lực hiện tại của Nguyên Nhược Lan cường đại đến mức này chỉ có một khả năng, đó là nàng được cơ duyên lớn. Không biết là cơ duyên khủng bố nào khiến thực lực của Nguyên Nhược Lan kinh khủng đến cỡ này. Trong đám người, Đạm Thai Tuyết Phi nhìn chằm chằm bầu trời, trong mắt tràn ngập khó tin. Sao Nguyên Nhược Lan mạnh vậy được? Cường giả các đại thế lực đều rung động vô cùng. Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn vượt qua Lục Lâm Thiên biến thái, mới rồi trông như nàng mạnh hơn hắn một chút. Mọi người không tin nổi. Tiểu Long nghiêm túc lên. Lão đại gặp đối thủ rồi. Vì có huyết khế nên Tiểu Long cảm nhận rõ ràng trong lòng lão đại trầm trọng cỡ nào. Trên kiếm long, Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Lâm Thiên, khí tức quanh thân cực kỳ bá đạo. Lục Lâm Thiên, ngươi phải dốc hết sức ra mới có thể đối kháng với ta được. Hãy dốc hết thực lực của ngươi ra đi. Nguyên Nhược Lan nói xong mũi nhân nhún nhẹ, thân thể mềm mại nhảy khỏi đỉnh đầu kiếm long. Kiếm long giống to. Growl. Kiếm long mang theo uy áp to lớn, thân hình tựa như dao long phá mây xé gió phi hành hướng Lục Lâm Thiên, khí thế ngút trời tuôn ra ồ ạt muốn xé nát hư không. Lục Lâm Thiên nhìn kiếm long to lớn ập đến, tinh thần liên kết trong trán, dùng khí tức linh tôn tứ trọng thúc dục thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ. Một luồng sáng xanh từ trán Lục Lâm Thiên bắn lên cao. Growl. Cùng với tiếng gầm, thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ thoáng hiện, vảy xanh toàn thân dựng đứng, tràn ngập tia điện. Lực lượng thú hồn bàng bạc tuôn ra khiến linh hồn người đau nhức. Thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ bát giai hậu kỳ. Nhìn thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ trước mặt Lục Lâm Thiên, nhiều người không xa lạ gì. Lục Lâm Thiên lòng máy động, thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ hành động trước. Thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ hùng hổ liệt thiên chảo xé rách không gian, khí thế kinh người mạnh mẽ lao hướng kiếm long. Lục Lâm Thiên dùng khí tức linh tôn tứ trọng thúc dục thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ tạo nên uy lực rất khủng gây Iota ép. Ầm ầm ầm. Chớp mắt thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ và kiếm long khổng lồ va chạm vào nhau. Kinh phong đáng sợ bao phủ, sóng không gian xung quanh bị đập nát, dao động lớn khuếch tán, không gian trực tiếp vặn vẹo. Hai con cự thú đối kháng, nhanh như tia chớp bắt đầu quấn lấy nhau. Bọn họ đang làm gì vậy? Mọi người nhìn kiếm và thú hồn cự hổ va chạm đánh nhau. Nguyên Nhược Lan, Lục Lâm Thiên đứng trên cao, mắt nhìn chằm chằm đối phương. Thiên Phong Tôn giả nhìn hai người trên bầu trời, kinh thán. Vô không chi cảnh, không ngờ hai người đã đến trình độ này. Ánh mắt Vân Hồng Lăng căng thẳng nhìn bầu trời, lòng rất lo âu. Thúc công, vô không chi cảnh là gì? Thực lực của Nguyên Nhược Lan mạnh mẽ như vậy làm Vân Hồng Lăng rất rung động. Thiên Phong Tôn giả mặc cảm nói, vô không chi cảnh là một loại ý cảnh, hiện tại ý cảnh của hai người đã đến vô không chi cảnh, quên đi tất cả, không ai có thể ngăn cản bọn họ đánh nhau. Hai người này không uổng là cường giả trẻ tuổi mạnh nhất, dù là ta cũng không thể làm được mức này. Lục Lâm Thiên đứng trên cao, khí thế quanh thân đến mức độ quái dị. Lục Lâm Thiên như ở trong không gian hư vô hỗn độn, như thể thế giới này chỉ còn lại một mình Nguyên Nhược Lan. Chiến ý. Trong lòng Lục Lâm Thiên cũng xuất hiện chiến ý tuyệt đối. Từ khi thực lực của Lục Lâm Thiên vượt qua chiến đao khuất đao tuyệt, Lam Thập Tam thì hắn không còn gặp đối thủ cùng thế hệ nữa. Mãi khi Lục Lâm Thiên gặp Lăng Thanh Tuyệt, nhưng giữa hai người là cuộc chiến sống chết. Giờ đây Nguyên Nhược Lan bị Lục Lâm Thiên xem là địch thủ tuyệt đối. Trong đầu Lục Lâm Thiên không suy nghĩ nhiều,
đã đánh nhau vậy hãy chiến đấu thật sảng khoái. Đã lâu rồi Lục Lâm Thiên không buông bỏ tất cả đại chiến đầm đìa, Giota ết chóc và đại chiến có ý nghĩa khác nhau. Xoẹt! Lúc này trong không trung, Nguyên Nhược lan động, váy tím không gió tự phi hành, mang theo khí thế sắc bén bá đạo, chân khí toàn thân nàng như bão ập đến. Nguyên Nhược Lan giơ tay lên, một thanh trường kiếm ảo bắn ra từ không gian, khí tức quái dị nhàn nhạt bao thân kiếm xé gió bắn tới. Lục Lâm Thiên cũng có hành động, hét to. Thiên Linh Diệt Hồn Chỉ. Năng lượng bàng bạc trong không trung phô thiên cái địa tuôn ra, một chỉ ấn hình thành tràn ngập khí tức khủng bố cực đoan, làm linh hồn run rẩy. Vù vù vù. Chỉ ấn tụ tập đâm ra, xuyên qua không gian, nháy mắt đụng vào nhau. Chỉ ấn và kiếm quang cùng tan biến giữa không trung, không gian xung quanh lộ ra khe hở đen thui, thoáng chốc đã mất. Vù vù vù. Hai tay Nguyên Nhược Lan vươn ra từ ống tay áo dài màu tím, năm ngón tay co thành chảo. Đột nhiên hai luồng kiếm quang hư ảo bắn ra từ đôi tay Nguyên Nhược Lan. Hai luồng kiếm quang đầu đuôi nối nhau kéo theo hai thất luyện kiếm quang vài trăm thước chém xuống. Long ảnh tí. Lục Lâm Thiên thu linh lực về, chân khí tuôn ra. Thanh linh khải giáp lại hiện. Hai nắm đấm duỗi ra, năng lượng thiên địa tụ tập. Ánh sáng vàng chói lòa trên đôi tay Lục Lâm Thiên, hắn khom lưng trùng người xuống. Đôi tay Lục Lâm Thiên vung lên, nắm đấm cùng đánh ra. Đằng trước hai quyền ấn bắn ra hai hư ảnh hình cự long màu vàng, tiếng rồng hú vang vọng trên cao. Growl growl. Cự long hư ảo cuộn người, khí thế đè ép thiên địa đụng mạnh vào thất luyện kiếm quang to lớn. Bùm bùm bùm. Bốn lực công kích va chạm, thanh âm như sấm nổ điếc tai. Khí thế cuồng bạo từ trung tâm lực lượng va chạm khuếch tán bốn phía, hóa thành vòng xoáy dòng khí to lớn kinh khủng rồi biến mất. Mạnh quá! Rất nhiều cường giả nhìn chăm chú cảnh tượng khủng bố trên bầu trời, cực kỳ rung động. Hai người này đều có thực lực làm người rung động. Lục Lâm Thiên Linh Vũ song tu, phối hợp linh lực chân khí cực kỳ biến thái. Cộp cộp cộp! Trên không trung Lục Lâm Thiên bị đẩy lùi. Trong lực công kích to lớn lúc này hắn chưa thể đấu lại Nguyên Nhược Lan. Lục Lâm Thiên cùng lúc vận dụng Long Ảnh Tí đủ sức đối kháng Vũ Tôn Ngũ Trọng bình thường, nhưng hiện tại thực lực Vũ Tôn Ngũ Trọng của Nguyên Nhược Lan rất kinh khủng. Vốn là Vũ Giả Tứ Hệ đã mạnh hơn Tu Vi Giả cùng đẳng cấp nhiều. Lục Lâm Thiên không thấy lạ gì, nhưng lúc này khí tức trên người Nguyên Nhược Lan làm hắn rất ngạc nhiên. Nguyên Nhược Lan ra tay khiến Lục Lâm Thiên rung động, mới rồi nàng không thi triển kiếm quyết vũ kỹ gì. Chỉ tùy ý đánh ra đã kèm theo uy lực rất cường đại. Lục Lâm Thiên bị đẩy lùi, luôn bị đè đầu đánh. Nhưng nhờ có bất diệt huyền thể, cộng thêm thanh linh khải giáp, ám ảnh mật bào phòng ngự, chân khí cuồn cuộn không dứt nên Lục Lâm Thiên không bị ảnh hưởng lớn. Lục Lâm Thiên ổn định người lại, hắn nhìn Nguyên Nhược Lan, đôi mắt nghiêm túc. Lúc này Nguyên Nhược Lan lại ra tay, nàng vung tay lên, lại một luồng kiếm quang hư ảo bắn ra. Vù vù vù. Luồng kiếm quang xé gió phi hành tới không gian trước mắt Lục Lâm Thiên ngay lập tức. Không biết sao Lục Lâm Thiên thử người không nhúc nhích. Không phải Lục Lâm Thiên thẫn thờ mà hắn đang tập trung nhìn Nguyên Nhược Lan ra tay. Nguyên Nhược Lan công kích khiến Lục Lâm Thiên xúc động linh quang, kiếm quang xé gió phi hành tới tựa tia chớp xẹt qua trong mắt hắn. Thứ Lục Lâm Thiên nhìn thấy là thanh trường kiếm vô hình lấp lóe trước mặt Nguyên Nhược Lan, các kiếm quang quanh quẩn bắn ra. Lấy tâm làm kiếm, kiếm là tâm ta. Hiểu rồi, ta đã hiểu. Khi kiếm quang gần đến trước mặt Lục Lâm Thiên thì hắn lấy lại tinh thần, mắt lộ tia không minh, ánh sáng vàng quanh thân biến mất. Đột nhiên gần người Lục Lâm Thiên xuất hiện một không gian ánh sáng màu lục, năng lượng thuộc tính mộc bàng bạc tụ tập lại. Trong không gian ánh sáng lục kiếm ảnh khựng lại, khí thế bị tiêu trừ. Xoẹt! Trong không gian ánh sáng lục một cột sáng màu lục đụng vào, kiếm quang biến mất. Vù vù vù! Kiếm quang bị xóa tan. Nguyên Nhược Lan lộ ánh mắt ngạc nhiên. Tay ngọc uốn lượn, Nguyên Nhược Lan lại giơ tay lên, bốn luồng kiếm ảnh xé gió bắn hướng Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Lục Lâm Thiên nghiêm túc chăm chú đằng trước, khóe môi nhếch cao, hắn phất tay. Không gian ánh sáng xanh quanh thân biến mất, không gian ánh sáng lam tụ tập quanh người Lục Lâm Thiên. Ánh sáng lam tụ tập, năng lượng thuộc tính thủy đậm đặc ngưng tụ. Trong một phương không gian gió mây vần vũ, cả không gian ẩm ướt như mới có mưa phùn rơi. Vù 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 vù. Bốn luồng kiếm quang mang theo thất luyện đột nhiên ghép thành hình vuông lao vào không gian ánh sáng lam. Thất luyện kiếm quang to lớn xé không gian ánh sáng lam thành bốn khe nứt to. Lục Lâm Thiên quát khẽ. Phá!
Lòng Lục Lâm Thiên máy động, ánh sáng lam xung quanh xoay tròn, lực lượng cuồng bạo cường đại chớp mắt khuếch tán. Trong khoảnh khắc ngưng tụ thành màn mưa xoay tít đằng trước bốn thất luyện kiếm quang. Bốn thất luyện kiếm quang ngay trước màn mưa nhưng không thể đâm sâu vào một ly. Lực lượng vòng xoáy gợn sóng dây dưa bám vào bốn thất luyện kiếm quang. Cả không gian dường như đang run rẩy, chỉ một giây ngắn ngủi màn mưa hóa thành sóng lớn. Sóng lớn cuồn cuộn gầm giống liên hồi, chớp mắt ngưng tụ với tốc độ siêu khủng cây Iota F, xoay nhanh. Khí tức khủng bố tràn ngập, uy thế sắc bén làm người kinh hoàng. Răng rác. Không gian vang một chuỗi tiếng nổ, vòng xoáy sóng nước to lớn run rẩy rồi đột nhiên xoay nhanh. Khí thế đáng sợ, uy áp sắc bén từ bên trong tràn ra. Khí lưu không gian xung quanh đều vặn vẹo, như vòi rồng quét qua. Bốn thất luyện kiếm quang đều bị phá diệt trong đó. Vù vù vù. Nguyên Nhược Lan lại vận dụng sáu luồng kiếm quang bắn nhanh hướng Lục Lâm Thiên. Hai người đánh nhau nhanh như tia chớp. Phương xa, kiếm long to lớn và cự hổ không ngừng va chạm, tiếng nổ đinh tai vang vọng trên bầu trời. Bên cạnh cổ kiếm phong có một thiếu nữ 18, 9 tuổi. Nàng cõng thanh trường kiếm màu trắng, váy dài hoa phục màu lục ôm đường cong thướt tha mỹ miều, ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm sư tỷ và Lục Lâm Thiên đánh nhau trên bầu trời. Thiếu nữ hỏi. Sư phụ, sư tỷ thi triển vũ kỹ gì vậy? Tại sao trước kia đệ tử chưa từng thấy? Cổ kiếm phong quay đầu nhìn thiếu nữ đứng cạnh mình, trả lời. Sư tỷ của ngươi thi triển đã vượt qua cảnh giới vũ kỹ bình thường. Thiếu nữ lại hỏi. Sư phụ, nếu không phải vũ kỹ thì đó là cái gì? Là kiếm ý, sư tỷ của ngươi đã bước vào trình độ lĩnh ngộ kiếm ý. Cổ kiếm phong dứt lời trong mắt lộ tia rung động, gã hướng tới bước này mấy chục năm nhưng không có tư cách bước vào, hiện tại đệ tử lại hoàn thành. Thiếu nữ lộ ánh mắt nghi hoặc, cái hiểu cái không hỏi. Sư phụ, vậy hiện tại Lục Lâm Thiên đang thi triển vũ kỹ sao? Cổ kiếm phong khẽ thở dài. Lục Lâm Thiên này cũng đến trình độ giống như sư tỷ của ngươi. Trong đám người đế đạo minh, Vân Hồng Lăng căng thẳng nhìn chằm chằm trên trời. Cuộc đối chiến làm tim Vân Hồng Lăng run rẩy, phập phồng lo sợ. Vân Hồng Lăng không kiềm được hỏi Vân Tiếu Thiên. Phụ thân, Nguyên Nhược Lan và Lâm Thiên, ai mạnh hơn? Vân Tiếu Thiên nói. Về tu vi thì Nguyên Nhược Lan mạnh hơn Lâm Thiên, nhưng về mặt thực lực thì chưa nhìn ra. Vân Hồng Lăng nghi hoặc hỏi. Sao ta cảm giác hai người đó thi triển vũ kỹ hơi kỳ lạ? Đôi mắt Thiên Phong tôn giả tràn ngập giật mình như mọi người khác. Hai người này thi triển đã vượt qua phạm vi vũ kỹ bình thường. Nguyên Nhược Lan lĩnh ngộ kiếm ý, Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ cái gì thì ta cũng không nhìn ra được. Dám chắc một điều Lục Lâm Thiên không yếu hơn Nguyên Nhược Lan, hai người trẻ tuổi này thật làm người ta rung động, là yêu nghiệt. Trong đám đông, Gia Cát Tây Phong nhìn chằm chằm bầu trời, mắt không rời Nguyên Nhược Lan. Nguyên Nhược Lan vung hai tay. Đi. Đột phá chín trường kiếm nóng rực mang theo thất luyện kinh người phi hành ra khỏi tay Nguyên Nhược Lan. Chín thất luyện kiếm quang hợp nhất hơi giống liệt không cửu kích của Lục Lâm Thiên. Chín luồng kiếm quang hợp nhất bộc phát thất luyện kiếm quang càng khủng cây Iota F hơn nữa. Kiếm quang khủng bố bắn hướng Lục Lâm Thiên, hai người ra tay đã nhanh như tia chớp. Lấy tâm làm kiếm, lấy kiếm làm tâm, kiếm ý nàng dùng giúp cho ta bỗng nhiên ngộ đạo. Kiếm quang khủng bố ập đến, khóe môi Lục Lâm Thiên cong lên, từ khi nào tay đã lặng lẽ kết thủ ấn. Đột nhiên quanh thân Lục Lâm Thiên dâng lên luồng sáng năng lượng thuộc tính ngũ hệ. Năng lượng thuộc tính ngũ hệ dẫn theo thiên địa như Phật quang. Năng lượng thuộc tính ngũ hệ hóa thành năm vầng sáng to lớn bao phủ quanh thân Lục Lâm Thiên. Răng rắc, kiếm quang khủng bố rơi xuống màn sáng thứ nhất, rằng có ý ấy lát rồi phá mở vầng sáng đó. Tiếp tục với vầng sáng thứ hai, thứ ba. Mỗi khi kiếm quang chém ra một vầng sáng là như cần vạn quân lực, khiến không gian xuất hiện vầng sáng đen, khí thế khủng bố làm lòng người run sợ. Răng rắc. Khi vầng sáng thứ bốn bị chém ra thì kiếm quang khủng bố biến mất trong không trung, không thể chém tiếp vầng sáng thứ năm thuộc tính thổ. Thật là khủng cây Iota F. Trong khoảnh khắc này mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, không biết vì cảm thấy lực công kích của Nguyên Nhược Lan mạnh hay lực phòng ngự của Lục Lâm Thiên cứng. Tất cả bị rung động tuyệt đối. Bốn phía yên tĩnh lại, Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, mắt đẹp lóe tia sáng. Không ngờ ngươi cũng đến mức này. Có thể đối kháng lại kiếm ý của ta, hèn gì trước kia ta thua trong tay ngươi hai lần. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Lấy tâm làm kiếm,
lấy kiếm làm tâm, kiếm ý của Nguyên cô nương cho ta thu hoạch rất nhiều trong hôm nay, giải khai khó khăn trước kia ta vắt óc nghĩ mãi mà không thể lĩnh ngộ, đa tạ. Bàn tay Lục Lâm Thiên âm thầm thay đổi thủ ấn. Nguyên Nhược Lan bật thốt. Vậy sao? Nguyên Nhược Lan dứt lời vung tay lên, kiếm long to lớn đang đối kháng với thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ gần đó lại gầm lên. Growl! Kiếm long gầm giống, ánh sáng chuyển động, cả bầu trời giấy lên từng tầng sóng không gian. Đột nhiên kiếm long lao về hướng thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ. Trong khoảnh khắc này Lục Lâm Thiên xuất hiện đằng trước thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ. Lui xuống đi! Thú hồn bôn lôi thiên hổ viễn cổ hóa thành luồng sáng biến mất trong trán Lục Lâm Thiên. Cùng lúc đó, thân hình Lục Lâm Thiên chấn mở không gian sau lưng, trượt ra sau. Không gian bên phải Lục Lâm Thiên phát sáng chói lòa, dưới không gian bên trái dâng lên ánh sáng đen rực rỡ. Trong đôi tay Lục Lâm Thiên mỗi bên xuất hiện hình con chim năng lượng phượng hoàng toàn thân rực lửa, một thú thể quái dị rắn rủa quấn nhau. Hai thú thể phát ra uy áp mạnh mẽ, không gian vặn vẹo. Thủ ấn của Lục Lâm Thiên thay đổi, hai thú thể năng lượng dễ dàng chồng lên nhau. Năng lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng kéo đến, từng đợt năng lượng kỳ dị tụ tập lại. Growl! Trong mắt kiếm long không thấy cự hổ, nó gầm giống cuộn người nhào vào Lục Lâm Thiên. Chu Tước Huyền Vũ quyết xoay quanh trong tay phải Lục Lâm Thiên, hắn nhìn kiếm long xé gió lao đến, tay trái lại kết thủ ấn, thúc giục bạch hổ quyết. Đột nhiên vầng sáng trắng chói mắt tuôn ra ồ ạt. Hình cự hổ màu trắng gầm giống trong vàng sáng. Thú ảnh bạch hổ ngửa đầu giống to. Growl! Thanh âm xuyên thấu hư không. Lục Lâm Thiên chấm dứt thủ ấn cuối cùng, Chu Tước Huyền Vũ quyết và bạch hổ quyết tràn ngập thú uy cường đại va chạm. Có lần trước thành công nên lần này Lục Lâm Thiên làm quen tay hơn nhiều. Cùng với ấn quyết dung hợp, chân khí tuôn ra từ đan điền khí hải, tràn ngập như dòng lũ trong kinh mạch. Chu Tước Huyền Vũ quyết và bạch hổ quyết chớp mắt dung hợp. Vầng sáng bảy sắc, ánh sáng màu đen, ánh sáng màu trắng luân phiên, rất là thần dị. Ánh sáng va chạm vào nhau bộc phát luồng sáng càng chói lòa. Cả không gian run rẩy, hư không cũng bắt đầu vặn vẹo. Vù vù vù. Ba ấn quyết hoàn toàn dung hợp, phượng hoàng bảy sắc, thú thể quy xà, thú ảnh bạch hổ dung hợp vào một vầng sáng, tựa phi long phi phượng vũ trôi nổi lên xuống, hoặc như ngọa hổ tàng long. Cảm nhận lực lượng khủng bố này, mọi người hoàn toàn biến sắc mặt. Cảm nhận vũ khí kỳ lạ đáng sợ Lục Lâm Thiên ngưng tụ, nhiều người đứng bên dưới kinh thán. Năng lượng thật khủng gây S.I.O.T.A. ép. Uy năng này khiến người cảm giác tuyệt đối nguy hiểm. Đối với người từng thấy Chu Tước Huyền Vũ Quyết thì chẳng xa lạ gì vũ khí này của Lục Lâm Thiên. Nhưng khó hiểu là sao trong vũ khí quái dị này có thêm một con bạch hổ, uy lực tăng lên đến tình trạng khủng bố. Chẳng lẽ là vũ khí địa cấp cao giai sao? Không thể nào, thực lực của Lục Lâm Thiên đã có thể tu luyện thành công vũ khí địa cấp cao giai sao? Đám người rất rung động, uy năng vũ khí quái dị này làm mọi người tim run rẩy. Kiếm long gầm giống chấn phá không gian. Growl! Kiếm long chớp mắt xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, mang theo uy lực đáng sợ va chạm. Lục Lâm Thiên nhìn kiếm long đè ép xuống, hắn ngước mắt lên, nhanh như tia chớp cất bước. Chu Tước Huyền Vũ Bạch Hổ Quyết. Cả không gian run rẩy, bàn tay Lục Lâm Thiên đẩy nhanh hướng kiếm long. Năng lượng cường đại kinh khủng tuôn ra tận chân trời, trong khoảnh khắc đụng vào kiếm long xé gió lao tới. Mọi người nhìn chằm chằm, hai lực công kích đáng sợ giao nhau, sóng không gian lăn tăn chớp mắt sụp đổ. Sóng không gian tan vỡ lộ ra vầng sáng đen đỏ khiến tim người đập nhanh. Chỉ giây lát mọi người thấy trong ấn quyết quái dị của mấy thú ảnh biến lớn. Phượng hoàng bảy sắc, thú thể quy xà. Thú ảnh bạch hổ hóa to ngàn thước, đè kiếm long khổng lồ bên trong. Cự hổ như hổ rình mồi, làm thế nhào lên. Phượng hoàng bảy sắc đốt cháy không gian lộ ra vầng sáng đen. Thú thể huyền vũ bao phủ không gian. Năm ngón tay Lục Lâm Thiên co lại, quát to. Chu Tước Huyền Vũ Bạch Hổ Quyết, phá cho ta. Bùm bùm bùm. Mấy thú ảnh khổng lồ đột nhiên nổ tung, tiếng nổ như sấm vang lên tựa bom nổ liên hồi. Tiếng nổ đi đùng làm màng tai người ù đặc. Có ba lực lượng kinh khủng cùng lúc đụng mạnh vào kiếm long. Năng lượng cuồng bạo trùng kích, kiếm long bị đụng nát. Không gian lan nhanh từng vòng sóng gợn đen đặc. Không gian này không chịu nổi năng lượng đáng sợ trùng kích, không gian tan vỡ trong tiếng nổ điếc tai, hóa thành lỗ sâu không gian to lớn cắn nuốt tất cả năng lượng kinh khí vào rồi trở về bình tĩnh. Cộp cộp cộp.
Cả hai người cùng bị văng ra, mặt trắng bệch, mặt Lục Lâm Thiên tái hơn, vận dụng Chu Tước Huyền Vũ Bạch Hổ Quyết tiêu hao rất đáng sợ. Hai yêu nghiệt, bốn phía tĩnh lặng, thực lực của hai người trẻ tuổi đã đặt chân lên hàng cường giả đỉnh cao, làm nhiều cường giả các đại sơn môn có mặt tại đây chỉ biết cảm thán như vậy. Hai thanh niên này ai thua ai thắng không quan trọng, điều quan trọng là hai người tuyệt đối là yêu nghiệt. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, mắt lóe tia sáng, khóe môi tràn vết máu. Sắc mặt Nguyên Nhược Lan hồng hào hơn Lục Lâm Thiên một chút nhưng thật ra trong người nàng không dễ chịu gì, nàng không có lực phòng ngự bản thể khủng bố như Lục Lâm Thiên. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Lâm Thiên, lòng rất rung động. Thực lực của Lục Lâm Thiên giống như nàng tưởng tượng nhưng rồi lại khác đi. Nguyên Nhược Lan dương mắt nhìn Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, thực lực của ngươi rất mạnh, mạnh hơn trong tưởng tượng của ta. Nhưng bây giờ ta sẽ đánh hết sức, ngươi hãy cẩn thận chút. Nguyên cô nương cứ ra tay đi, ta sẽ chống đỡ. Nhưng Nguyên cô nương nhớ cẩn thận, đừng để mình bị thương. Lục Lâm Thiên vung hai tay, vận khí âm dương linh vũ quyết, chân khí nhanh chóng phục hồi. Lòng Lục Lâm Thiên rất rung động, nghe giọng điệu của Nguyên Nhược Lan thì dường như nàng chưa đánh hết sức. Trời, còn chưa dùng hết sức sao? Mọi người giật mình, Nguyên Nhược Lan đã mạnh vậy mà còn chưa đánh hết sức, quá kinh người. Thực lực của Nguyên Nhược Lan dường như mạnh hơn chút, nhưng về lực phòng ngự thì kém hơn Lục Lâm Thiên một ít. Chưa chắc, Lục Lâm Thiên gợi yêu ta ết vũ quyết tôn giả nên tiêu hao cũng nhiều, ngay từ đầu đã yếu thế. Hai người đều là yêu nghiệt, không biết nếu đánh hết sức sẽ ra sao. Trong không trung mọi người nhỏ giọng xì xầm, ai nấy đều mong chờ hai người này đánh hết sức. Đa tạ, vậy ngươi hãy cẩn thận. Nguyên Nhược Lan nói nhẹ nhàng nhưng chiến ý trong mắt nàng không giảm đi ngược lại ngày càng đậm hơn. Khí tức quái dị ngày càng đậm đặc quanh thân Nguyên Nhược Lan, mái tóc phi hành lên, váy dài phần phật, ma khí lượn lờ. Chợt có trường kiếm ảo xoay quanh người Nguyên Nhược Lan, cực kỳ ma tà chui ra khỏi người Nguyên Nhược Lan. Khí thế mênh mông tràn ra từ cơ thể yểu điệu. Vù vù vù, gió nổi mây phun giữa không trung, thậm chí sấm chớp đì đùng, không khí cực kỳ áp lực. Ong ong ong, khí thế khuếch tán, trường kiếm trên lưng đám người Thiên Kiếm Môn run rẩy sắp ra khỏi vỏ, kiếm quang tứ tán. Lục Lâm Thiên nhướng mày, khí thế của Nguyên Nhược Lan lại lên cao, chứa chút khí ma tà. Hiện tại Lục Lâm Thiên chỉ còn cách vận dụng Tử Lôi Huyền Đỉnh, Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực đối kháng. Hai tiểu hoa nhi, ngừng tại đây đi. Lúc này trên bầu trời vang lên thanh âm già nua. Hai người trẻ tuổi đã đặt chân vào vô không chi cảnh. Không còn địch thủ trong thế hệ trẻ, cũng không mấy người thế hệ trước làm gì được các ngươi. Khi tiếng nói dứt thì giữa Nguyên Nhược Lan và Lục Lâm Thiên đột nhiên xuất hiện một thân hình già nua. Vóc dáng mảnh khảnh, mặc trường bào màu xám trắng, lông mày trắng tinh. Đôi mắt sâu thẳm cực kỳ sắc bén, tựa như chim ưng săn mồi, tuổi chừng 70, mái tóc dài rũ xuống vai hai màu trắng đen. Người này xuất hiện, trong không trung đột nhiên giáng xuống uy áp mạnh mẽ. Không gian trở nên nặng nề. Khí thế làm Lục Lâm Thiên giật mình kêu lên. Cường giả vũ tôn thuộc tính thổ. Thực lực của người này cường đại đến sợ, có thể tự dẫn động năng lượng thiên địa biến hóa, loại khí thế tu vi này đã không dưới thiên địa nhị tôn. Vạn Thú Tông đúng là nơi ngọa hổ tàng long. Trông thấy người này, Doãn Ngạc và đám trưởng lão Vạn Thú Tông quỳ một gối xuống đất hành lễ. Tham kiến Thao Ưng lão tổ. Lam Linh và các đệ tử Vạn Thú Tông cũng làm theo. Lão nhân liếc mắt xung quanh. Đứng lên đi. Lão nhân nhìn Nguyên Nhược Lan, nói. Nữ oa nhi, người định thi triển ma kiếm đúng không? Ma kiếm là tôn, vạn kiếm thần phục, người được truyền thừa kiếm tổ của Thiên Kiếm Môn ngươi, triệu hoán ra ma kiếm. Cường giả các đại thế lực nghe lời lão nhân nói thì cực kỳ rung động. Ma kiếm, thì ra Nguyên Nhược Lan được đến truyền thừa kiếm tổ của Thiên Kiếm Môn. Dường như các cường giả đều biết lai lịch của ma kiếm. Chỉ có Lục Lâm Thiên là ngu ngơ. Lão nhân nói chuyện với Nguyên Nhược Lan quay sang nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm. Chàng trai, thực lực của ngươi cũng cực kỳ đáng sợ, linh vũ song tu đã phối hợp tự nhiên, vượt dự đoán của ta. Nhưng nữ oa nhi này triệu hoán ra ma kiếm thì ngươi chỉ có thể dùng Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực và Tử Lôi Huyền Đỉnh đối kháng. Nếu chỉ luận bàn thì các ngươi ngang nhau, người này không thể làm gì người kia. Nếu là chiến đấu sống chết thì khó đoán hưu chết về tay sai, cho nên các ngươi có đánh tiếp cũng không ý nghĩa gì. Ánh mắt Lục Lâm Thiên hơi thay đổi,
Trong lòng suy đoán ma kiếm rốt cuộc là thứ gì, hắn thầm nghĩ. Nguyên Nhược Lan thật sự chưa đánh hết sức. Lão nhân tạm dừng một lúc, nhìn sơn mạch hoang tàn xung quanh. Nhưng các ngươi mà vận dụng ma kiếm và tử lôi huyền đỉnh là xung quanh vạn thú tông của ta sẽ gặp họa. Vì vậy hãy dừng tại đây đi, các ngươi thấy sao? Lục Lâm Thiên chắp tay, khom người. Vãn bối xin nghe theo tiền bối. Xem ra trận đấu này không đánh được nữa, như vậy cũng tốt, vốn Lục Lâm Thiên chỉ muốn luận bàn cùng Nguyên Nhược Lan. Nguyên Nhược Lan khom người nói. Nghe theo tiền bối. Khí thế thu về, chiến ý chậm rãi tan biến, khí tức ma tà trên người Nguyên Nhược Lan hoàn toàn biến mất. Trường kiếm trên lưng cường giả thiên kiếm môn lần thứ hai trở vào bao. Lão nhân nói. Tiểu nữ oa nhi còn nhỏ mà đã lĩnh ngộ kiếm ý, bước lên kiếm đạo, mai này tương lai không thể đo lường. Thiên kiếm môn có hậu bối như người thật khiến người hâm mộ. Lão nhân lắc người biến mất. Đám người Doãn Ngạc lại hành lễ. Cung tiễn Thao Ưng lão tổ. Bốn phía lần nữa yên tĩnh, mọi ánh mắt tập trung vào hai người đứng trên cao. Không ngờ Lục Lâm Thiên và Nguyên Nhược Lan đánh nhau kinh động cường giả trong vạn thú tông. Xoẹt. Lục Lâm Thiên thu về thanh linh khải giáp, âm dương linh vũ quyết liên tục vận chuyển trong người, chân khí nhanh chóng phục hồi. Nguyên Nhược Lan nhìn Lục Lâm Thiên, mắt đẹp lóe tia sáng. Lục Lâm Thiên, trận chiến này xem như chúng ta ngang tay. Ngươi thật sự rất mạnh, khiến ta khâm phục, hy vọng có cơ hội sẽ lại lần nữa đấu một trận, lần sau chắc chắn ta sẽ đánh bại ngươi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Thực lực của Nguyên cô nương cũng làm ta khâm phục, lần sau nếu có cơ hội tùy thời phụng bồi. Lục Lâm Thiên lắc người đến bên cạnh nhóm Tiểu Long, trong lòng hắn rất giật mình. Nguyên Nhược Lan đúng là kinh khủng, thực lực mạnh hơn Lăng Thanh Tuyệt 2 năm trước. Lục Tâm Đồng thân thiết hỏi. Ca ca có sao không? Lục Lâm Thiên lắc đầu, đây không phải cuộc chiến sống chết, hắn chỉ bị tiêu hao quá nhiều, một ít vết thương, điều dưỡng mấy ngày sẽ khỏe. Nguyên Nhược Lan lắc thân hình mềm mại phi hành vào thiên kiếm môn, sắc mặt tái xanh, nàng cũng nhét một viên đan dược vào miệng. Nguyên Nhược Lan từ xa liếc hướng Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Cổ Kiếm Phong quan tâm hỏi đệ tử của mình. Nhược Lan, có bị nghiêm trọng không? Nguyên Nhược Lan lắc đầu, nói. Không đáng lo. Nguyên Nhược Lan lau vệt máu dính bên khóe môi. Thực lực của Lục Lâm Thiên làm Nguyên Nhược Lan rung động, lần này nàng chính thức biết rõ sức mạnh của hắn. Nhưng nghe đồn Lục Lâm Thiên kiêu căng bá đạo, con người kiệt ngạo. Hôm nay Nguyên Nhược Lan không thấy vậy, nàng nhìn ánh mắt của Lục Lâm Thiên liền biết ít ra hắn tốt hơn rất nhiều người khác. Nguyên Nhược Lan uống đan dược, mắt cứ liếc trộm bóng người áo xanh đằng trước. Doãn Ngạc nhìn Lục Lâm Thiên và Nguyên Nhược Lan, thực lực của hai người làm gã vô cùng rung động. Thực lực của hai vị mạnh mẽ làm đám già chúng ta thấy xấu hổ. Lục Lâm Thiên nhìn sơn mạch xung quanh hỗn độn, chắp tay nói. Đã gây thêm rắc rối cho Doãn Tông Chủ. Doãn Ngạc nói. Không sao, biết được thực lực của Lục trưởng môn cho ta mở rộng tầm mắt. Trong lòng Doãn Ngạc cực kỳ mâu thuẫn, có vài điều gã ngày càng khó lựa chọn. Doãn Ngạc im lặng một lúc, rồi lên tiếng. Các vị, chúng ta hãy về đi. Có lẽ Nguyên cô nương và Lục trưởng môn đều cần thời gian điều tức, không thể chậm trễ được. Cũng tốt. Cường giả các đại sơn môn âm thầm liếc nhau, mỗi người một suy nghĩ theo nhóm vạn thú tông rời đi. Lục Lâm Thiên trở về đình viện nơi cư trú đã là hoàng hôn. Vì tiêu hao quá nhiều nên Lục Lâm Thiên về phòng ngay, nuốt vài viên đan dược sau đó điều tức. Trong vạn thú tông này Lục Lâm Thiên không dám tùy ý sử dụng thiên trụ giới, như thế không an toàn. Lục Lâm Thiên tiến vào trạng thái điều tức, quanh thân bừng lên vầng sáng màu vàng, khí tức dần bình ổn. Tiểu Long, Tuyết Sư hộ pháp ngoài phòng. Lục Lâm Thiên điều tức, trong vạn thú tông thì tông chủ mới lên ngôi sẽ tổ chức yến hội náo nhiệt. Nhưng vì Lục Lâm Thiên và Nguyên Nhược Lan, thêm chuyện vũ quyết tôn giả bị G.I.O.T.A.S. nên rời bữa tiệc sang đêm mai. Ban đêm, trong vạn thú tông hơi náo nhiệt, nhiều đệ tử ban ngày thấy đại chiến giữa Lục Lâm Thiên và Nguyên Nhược Lan đều cực kỳ kích động. Nguyên Nhược Lan càng nổi tiếng như cồn, vì đánh ngang tay với Lục Lâm Thiên là rất ghê gớm. Cường giả trong các đại sơn môn rung động rất nhiều về Nguyên Nhược Lan. Lục Lâm Thiên đã là biến thái yêu nghiệt, thực lực của Nguyên Nhược Lan không dưới hắn, lại có truyền thừa kiếm tổ thì càng rung động hơn. Ban đêm, trong một đình viện tinh xảo, khí tức kỳ dị lượn lờ quanh thân Nguyên Nhược Lan, trong thời gian ngắn khuôn mặt tái xanh đã hồng hào trở lại.
Nguyên Nhược Lan thở hắt ra. Phù. Nguyên Nhược Lan mở mắt, tia sáng lóe qua con ngươi. Nguyên Nhược Lan khẽ kêu. Hạ Liên. Két két két. Cửa phòng đẩy mở, một thiếu nữ mặc váy dài hao phục màu lục bước vào. Thiếu nữ hỏi. Sư tỷ thấy sao rồi? Không có gì nghiêm trọng. Nguyên Nhược Lan dương mắt nhìn ngoài khung cửa sổ. Sao các đại sơn môn đến đây? Hạ Liên đáp. Bọn họ đến tìm sư phụ, đang thảo luận gì đó với sư phụ và trưởng lão trong phòng khách, kêu muội đến hộ pháp cho sư tỷ. Nguyên Nhược Lan nhẹ gật đầu. Nguyên Nhược Lan mắt lóe tia sáng, không hỏi gì thêm. Mắt Hạ Liên sáng long lanh nhìn Nguyên Nhược Lan, chờ mong hỏi. Sư tỷ, thực lực của sư tỷ và Lục Lâm Thiên thật sự bất phân thắng bại sao? Sư phụ nói sư tỷ đã lĩnh ngộ kiếm ý là cái gì? Dạy cho sư muội được không? Hạ Liên cũng muốn có ngày sẽ có thực lực giống sư tỷ. Nguyên Nhược Lan nhếch môi cười nói. Lục Lâm Thiên đúng là rất mạnh, dù ta đánh hết sức cũng khó thắng hắn. Quan trọng nhất là Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ quá nhanh, tuy nhiên hắn cũng không dễ thắng được ta. Nguyên Nhược Lan nhìn Hạ Liên. Kiếm ý thì, có biết tại sao kiếm tổ bắt đệ tử thiên kiếm môn chúng ta kiếm không rời thân không? Chờ khi nào sư muội nghĩ thông vấn đề này sẽ hiểu kiếm ý là cái gì? Nhớ kỹ, phải suy nghĩ bằng trái tim. Ánh mắt Hạ Liên mơ hồ suy nghĩ thật lâu. Xin nhớ kỹ lời dạy của sư tỷ. Nguyên Nhược Lan thì thào. Lục Lâm Thiên. Ánh mắt Nguyên Nhược Lan đăm chiêu, không biết suy nghĩ cái gì, khóe miệng khẽ nhếch cao. Đôi mắt Nguyên Nhược Lan dần trong trẻo. Hạ Liên nghi hoặc hỏi. Sư tỷ đang cười gì vậy? Nguyên Nhược Lan cười cười. Không có gì. Nguyên Nhược Lan nhìn Hạ Liên, nói. Hạ Liên có thể kể thêm nhiều chuyện về Lục Lâm Thiên cho ta nghe không? Trong trời đêm vô tận, trời sao vũ trụ rực rỡ. Trong một dãy sơn mạch, núi liên miên chập trùng cao đâm thủng tầng mây. Một bóng dáng thướt tha đứng thẳng, váy trắng như tuyết, khuôn mặt tuyệt mỹ toát ra vẻ yêu mị như có như không. Nàng vừa có khí si ết ất lười biếng lạnh lẽo vừa uy nghiêm lạnh lũng, làm thiên địa cũng chao đảo. Xoẹt! Vô hình chung một tia khí tức dao động bên người nữ nhân xinh đẹp. Ánh mắt nữ nhân xinh đẹp trầm xuống, phát ra uy nghiêm. Thanh Ly, sao người lại đến đây? Không gian dao động, một thanh âm cực kỳ tà mị vang lên. Bạch Linh, không còn nhiều thời gian, nàng còn chưa có đáp án sao? Một nam nhân xuất hiện sau lưng Bạch Linh, bộ dạng cực kỳ đẹp trai, mặt như hoa xuyên hiểu, mày như chanh, mặt như cánh đào, mắt tựa thu ba. Đẹp trai đến khó tin, toát ra sức quyến rũ. Bạch Linh nhìn nam nhân tà mị trước mắt, nàng toát ra lạnh lùng ngăn cách người ngoài thế giới. Thời gian trong tộc quy định chưa tới, chuyện của ta không đến lượt ngươi xen vào. Nam nhân tà mị Thanh Ly nhìn Bạch Linh chằm chằm, ánh trăng chiếu xuống, váy trắng bao người Bạch Linh yểu điệu quyến rũ, đường cong linh lung làm tim người đập nhanh. Thanh Ly cười tà, nàng biết rõ đã không có lựa chọn nào khác, chỉ cần nàng đồng ý thì mọi chuyện dễ làm. Bạch Linh mím môi đỏ. Chuyện trong tộc không phải ngươi có thể một tay che trời, ngươi đi được rồi. Một đường cong quyến rũ chúng sinh, nhưng mày liễu lại toát ra uy nghiêm cao quý lạnh lùng. Yêu mị và uy nghiêm cùng tồn tại, đẹp làm người ta nghẹt thở, lạnh lùng khiến người như rơi vào hầm băng. Nam nhân tà mị hơi biến sắc mặt, giây sau trở về bình thường, cười tà mị. Ta có thể chờ, dù sao ta luôn có thời gian. Nam nhân tà mị lắc người biến mất. Trong trời đêm tĩnh lặng, trăng ngã về tây. Trong một phòng đá, Doãn Ngạc đang ở bên trong. Còn một người khác, là Thao Ưng lão tổ ban ngày đã xuất hiện. Thao Ưng lão tổ mở mắt ra, nhìn Doãn Ngạc. Doãn Ngạc, chế vậy tìm ta có chuyện gì sao? Doãn Ngạc trả lời. Mới rồi công tôn hóa nhai lại đến tìm đệ tử. Thao Ưng lão tổ ngước mắt lên hỏi. Ngươi định chọn thế nào? Doãn Ngạc do dự nói. Rất khó lựa chọn, thực lực của đế đạo minh nhìn như không mạnh bằng thiên địa minh. Nhưng trước đó đệ tử càng cảm thấy đế đạo minh đáng tin hơn. Đôi mắt Thao Ưng lão tổ vẫn bình tĩnh, lão hỏi. Tại sao thấy vậy? Doãn Ngạc nói. Lục Lâm Thiên không phải vật trong ao, sau này hắn sẽ có thành tựu. Nếu thiên địa minh đối đầu với Lục Lâm Thiên chắc chắn sẽ thua, tất cả thế lực sẽ gặp đả kích chí mạng. Theo tính cách của Lục Lâm Thiên chắc chắn sẽ nhổ cỏ tận gốc. Thao Ưng lão tổ than thở. Tiểu tử này chỉ có thể hình dung bằng từ yêu nghiệt,
thiên địa nổi gió mây, yêu nghiệt ra tứ phương. Thao Ưng lão tổ hỏi, ngươi muốn chọn bên Lục Lâm Thiên? Doãn Ngạc nói, đệ tử vẫn do dự, không dám cầm cơ nghiệp vạn năm của Vạn Thú Tông làm tiền cược, vốn có ý định đặt vào Lục Lâm Thiên. Nhưng hôm nay Thiên Kiếm Môn có Nguyên Nhược Lan xuất hiện, mọi chuyện lại có thay đổi. Thao Ưng lão tổ nói, nếu ta không đoán lầm thì ngươi muốn nói Thiên Địa Minh đã lôi kéo được Thiên Kiếm Môn. Doãn Ngạc kinh ngạc nói, lão tổ đoán chính xác, đúng là vậy. Thao Ưng lão tổ nói, không phải ta suy đoán chuẩn mà là đám Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông suốt đêm tìm Thiên Kiếm Môn bàn bạc hai canh giờ thì chỉ có thể vì việc này. Thiên Kiếm Môn có Nguyên Nhược Lan, đám Lan Lăng Sơn Trang đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thiên Kiếm Môn luôn chờ cơ hội, lần này vì Nguyên Nhược Lan đã được cái giá mình muốn, tham gia Thiên Địa Minh là chuyện nước chảy thành sông. Cổ vực vốn có nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang, hiện tại thêm vào Phi Linh Môn, về việc phân phối tài nguyên sẽ khó hơn nhiều. Doãn Ngạc hỏi, lão tổ, vậy hiện tại Vạn Thú Tông ta sẽ lựa chọn thế nào? Thao Ưng lão tổ nói, lựa chọn như thế nào, ta cũng đau đầu đây, nếu Thiên Kiếm Môn không xuất hiện, nếu Nguyên Nhược Lan không vươn lên thì dù liều bỏ điều kiện của Hóa Vũ Tông, ta cho rằng Đế Đạo Minh đáng tin hơn. Tiểu tử Lục Lâm Thiên không chỉ có thiên phú, thực lực cường đại, quan trọng nhất là tâm trí của hắn mạnh, trong Thiên Địa Minh ít ai sánh bằng hắn. Nhưng hiện tại Thiên Kiếm Môn xuất hiện, Nguyên Nhược Lan nổi lên, tất cả tràn ngập biến số, khó thể suy đoán xác suất thắng của hai người. Doãn Ngạc nói, mới rồi Công Tôn Hóa Nhai đến tìm ta nói là Lan Lăng Sơn Trang, Hắc Sát Giáo đồng ý tự lấy ra một danh ngạch giao cho Vạn Thú Tông ta, Hóa Vũ Tông đồng ý ở rể vào Vạn Thú Tông, thành hôn với Linh Nhi. Thao Ưng lão tổ mắt lóe tia sáng. Tăng thêm hai danh ngạch sao? Thao Ưng lão tổ do dự một lúc, chậm rãi nói. Cộng thêm hai danh ngạch này là Vạn Thú Tông ta sẽ có 12 danh ngạch, điều này quá quan trọng với Vạn Thú Tông, cho nên phải lựa chọn. Thao Ưng lão tổ lại khẽ thở dài. Hy vọng ta không chọn sai, chỉ tiếc, đáng tiếc. Doãn Ngạc khó hiểu hỏi. Lão tổ, tiếc cái gì? Thao Ưng lão tổ buông tiếng thở dài. Đáng tiếc hài tử Lam Linh một lòng hướng trăng nhưng trăng sáng về tình, nếu không cũng dễ làm. Sáng sớm, trong không khí chứa chút mát lạnh, thao ủy mái vô cùng. Trong phòng, lúc này thủ ấn của Lục Lâm Thiên vạch qua từng đường cong. Kết thủ ấn mang theo các tia dao động năng lượng thuộc tính rồi biến mất trong phòng. Từ khi nào trong phòng tràn ngập năng lượng thuộc tính đậm đặc? Lục Lâm Thiên thì thào. Lấy kiếm làm tâm, không ngờ Nguyên Nhược Lan đã lĩnh ngộ đến kiếm ý, cũng giúp ta bỗng nhiên ngộ đạo. Cuộc chiến với Nguyên Nhược Lan giúp Lục Lâm Thiên thu hoạch ích lợi khá nhiều. Vốn đường sáng tạo vũ khí gặp chút trắc trở, giờ Lục Lâm Thiên đã công phá được. Lúc này Lục Lâm Thiên kết các thủ ấn, biểu tình vui mừng. Tiến bộ thế này nếu không có cơ hội đột nhiên đến thì khó mà lĩnh ngộ. Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh đến cửa phòng. Tiểu Long, Lâm Thiên vẫn chưa tỉnh sao? Yến hội hôm qua rời tới tối nay, người Vạn Thú Tông đã đến mời dự tiệc. Tiểu Long đáp. Hồng Lăng tỷ, chắc lão đại đang lĩnh ngộ, tốt nhất đừng quấy rầy. Tiểu Long cảm giác tình hình trong phòng. Lão đại đang lĩnh ngộ nên mới vậy, loại lĩnh ngộ này không phải muốn liền tiến vào trạng thái. Một khi bị quấy rầy sẽ mất một cơ hội lớn. Vân Hồng Lăng cũng biết lĩnh ngộ quan trọng, nàng do dự một lúc rồi rời khỏi đình viện. Vậy được rồi, ta đi trước hỏi thử. Tiểu Long, Tuyết Sư tiếp tục hộ pháp. Bên ngoài đình viện, Vân Thiếu Thiên nghe nói Lục Lâm Thiên đang lĩnh ngộ. Tuy yến hội hôm nay rất quan trọng, mục đích không đơn giản nhưng lĩnh ngộ cũng quan trọng không kém. Vân Thiếu Thiên do dự một lúc rồi cùng Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Thiên Độc Yêu Long dẫn Phi Linh Môn đi. Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Thiên Độc Yêu Long đi đại điện. Phi Thiên Ngô Công ở lại đình viện cùng Thiên Sĩ Tuyết Sư hộ pháp. Trong phòng, Lục Lâm Thiên đã quên thời gian, hắn chìm đắm trong trạng thái chưa từng có. Trạng thái này khiến Lục Lâm Thiên cảm giác toàn thân vô cùng thoải mái. Lục Lâm Thiên thì thào. Muốn sáng tạo ra vũ khí thuộc về mình thì đừng kẹt lại trong vũ khí của người khác. Tìm một con đường thuộc về chính mình, thoát khỏi người khác ảnh hưởng. Có như thế mới tùy tâm tùy ý, mới thích hợp chính mình nhất. Cuối cùng đã hiểu, tùy tâm tùy tính là thích hợp với mình nhất, mọi thứ tùy tâm. Trong trạng thái này Lục Lâm Thiên điên cuồng lĩnh ngộ, rốt cuộc sáng tạo võ kỹ có bước tiến lớn. Bất giác đã qua 3 ngày mà Lục Lâm Thiên không hay biết,
trong khái niệm thời gian của hắn vẫn chỉ là một chớp mắt. Lục Lâm Thiên thoát ra khỏi trạng thái trước giờ chưa từng có, cổ họng thơ ra khí chọc. Phù! Mắt Lục Lâm Thiên trong trẻo, khóe môi treo nụ cười. Đã tiến bộ khá lớn. Lát sau, trong thiên thính, Lục Lâm Thiên nghe nhóm Lục Tâm Đồng, Tiểu Long kể mới biết đã qua 3 ngày, mấy hôm nay xảy ra chuyện rất quan trọng. Mấy chuyện này khiến biểu tình của Lục Lâm Thiên cực kỳ trầm trọng. Yến hội ngày đó, cổ kiếm phong của Thiên Kiếm Môn tuyên bố tham gia Thiên Địa Minh, trở thành minh chủ Thiên Địa Minh. Gia Cát Tây Phong là minh chủ chuyển thành phó minh chủ, Nhâm Trường Thanh của Huyễn Hồn Môn cũng làm phó minh chủ. Theo sau Doãn Ngạc tuyên bố tham gia Thiên Địa Minh, Công Tôn Xuân Thu của Hóa Vũ Tông ở rể Vạn Thú Tông, chọn ngày thành hôn. Lục Lâm Thiên sớm biết Vạn Thú Tông và Hóa Vũ Tông liên nhân, nhưng hắn không biết Công Tôn Xuân Thu sẽ ở rể. Xem ra vì lôi kéo Vạn Thú Tông mà Hóa Vũ Tông dám làm cả chuyện ở rể. Lục Lâm Thiên hơi tiếc cho Lam Linh nhưng hắn không thể thay đổi được gì, hắn bất lực trước chuyện này. Nếu Lam Linh muốn thay đổi có lẽ Lục Lâm Thiên sẽ giúp nàng, tiếc rằng Lam Linh không thể vứt bỏ những cục nợ. Vạn Thú Tông bồi dưỡng, gia tộc của mình ở trong phạm vi Vạn Thú Tông. Vì bản thân từ bỏ Vạn Thú Tông bồi dưỡng, bỏ gia tộc của mình thì Lam Linh không cách nào làm được. Lục Lâm Thiên rất thông cảm, chuyện đời đôi khi như vậy đấy. Khiến Lục Lâm Thiên chú trọng là Thiên Kiếm Môn và Vạn Thú Tông cùng tham gia Thiên Địa Minh. Có 2 đại sơn môn tham gia, Thiên Địa Minh đã chiếm 12 đại thế lực, Đế Đạo Minh so sánh với nó thì hơi yếu thế. Mục đích của Thiên Địa Minh, đặc biệt là các thế lực Lan Lăng Sơn Trang, Nguyệt Long Các là muốn đối phó Lục Lâm Thiên, chuyện này chắc chắn rồi. Tuy trong thời gian ngắn bọn họ sẽ không ra tay, nhưng về sau sớm muộn gì cũng hành động, uy hiếp ta ép quá lớn. Trong sảnh bày một cấm chế, đám người Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lạc Kiến Hồng đều ngồi góp mặt. Về chuyện này làm sắc mặt mọi người cực kỳ trầm trọng, mọi người không khó đoán được hậu quả. Vân Tiếu Thiên nói, Thiên Kiếm Môn đột nhiên tham gia e rằng nhóm Lan Lăng Sơn Trang đưa ra điều kiện mà Thiên Kiếm Môn không thể bỏ qua. Ánh mắt Lữ Chính Cường lười biếng nói, dựa theo tin tức ta có được thì đêm đó đám người Lan Lăng Sơn Trang chạy ngay đến tìm cổ kiếm phong bàn bạc 2 canh giờ, có lẽ lúc đó đã bàn xong điều kiện. Lục Lâm Thiên không nói chuyện, nghe đám người Lạc Kiến Hồng, Kỷ Diệu Tông nói chuyện. Trong đầu Lục Lâm Thiên suy nghĩ lời nói của Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường. Rốt cuộc Lan Lăng Sơn Trang đưa ra điều kiện gì cho Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Tông mà khiến 2 sơn môn tham gia. Chức minh chủ mà Thiên Kiếm Môn đang giữ tuyệt đối không đủ sức nặng đó. Lữ Chính Cường hỏi Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, bây giờ ngươi có tính toán gì không? Lục Lâm Thiên ngước đầu lên, mới rồi nghe nhạc phụ Lữ Chính Cường nói tìm được tin tức trong Vạn Thú Tông chắc có thám tử Linh Thiên Môn ở Vạn Thú Tông. Lục Lâm Thiên ngước lên thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, hắn nói. Việc đã đến nước này chúng ta có nghĩ nhiều cũng vô dụng. Bọn họ kết minh, trong thời gian ngắn sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn cho chúng ta. Đạm Thai Tuyết Phi ngước mắt đẹp nhìn Lục Lâm Thiên. Ý của Lục trưởng môn là không cần quan tâm bọn họ. Lục Lâm Thiên cười cười, giọng điệu bất đắc dĩ nói. Thời gian là con dao gờ yêu ta ít heo, bọn họ kết minh thì sao? Mỗi người một ý tưởng, muốn thật sự đoàn kết một chỗ là rất khó khăn. Xì, nghe Lục Lâm Thiên nói làm Đạm Thai Tuyết Phi, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Kính Hoa Thủy Nguyệt, Lư Khâu Mỹ Vi phì cười. Lục Lâm Thiên nói chuyện nghe tiếu thật. Vân Tiếu Thiên nói. Nói cũng đúng, kết minh thì kết minh, ai biết sẽ có biến cố gì không? Ô Trấn Vũ nói. Bây giờ chỉ đành vậy, nhưng không ngờ Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn có thực lực cường đại đến mức khủng bố thế này. Trong đảo Thiên Vân, một lão nhân tôn cấp áo vàng nói. Nguyên Nhược Lan được truyền thừa kiếm tổ của Thiên Kiếm Môn, tu vi vũ tôn ngũ trọng. Nếu không đoán sai chắc là lấy thân nhập ma. Được kiếm tổ quán đính truyền thừa, nếu không thực lực đã chẳng đột phá mau vậy. Ánh mắt Thiên Phong Tôn giả lộ tia rung động. Quán đỉnh truyền thừa, có lẽ Nguyên Nhược Lan được kiếm tổ đế giả chi nguyên trong truyền thuyết Thiên Kiếm Môn. Báu vật trong đế giả chi nguyên là thứ mà mọi người có mặt tại đây đều sẽ rung động. Lục Lâm Thiên hỏi mọi người. Kiếm tổ rốt cuộc là ai? Lấy thân nhập ma là gì? Lục Lâm Thiên hoàn toàn không biết gì. Hắn rất tò mò tại sao thực lực của Nguyên Nhược Lan trở nên mạnh như vậy. Thiên Phong Tôn giả nhìn Lục Lâm Thiên. Kiếm tổ là tổ sáng tạo Thiên Kiếm Môn, là nhân vật phong hoa tuyệt đại vạn năm trước.
Ta không rõ cụ thể bao nhiêu năm, Thiên Kiếm Môn là sơn môn đã tồn tại trên vạn năm. Ngày xưa kiếm tổ tu luyện kiếm đạo tự mình lĩnh ngộ, bởi vì người này vừa chính vừa tà, nhưng tà nhiều hơn chính. Nghe đồn kiếm tổ rất thích gợi yêu ta ết chóc, cuối cùng tổ hỏa nhập ma cơ duyên tình cờ thành tựu ma kiếm, thậm chí đột phá đến đế giai trong truyền thuyết, từ đó dùng ma kiếm tung hoành đại lục. Ngay cả cường giả lục đại hoàng tộc gặp phải kiếm tổ cũng cần chú ý. Ma kiếm đến đâu là phong vân biến sắc, cuối cùng kiếm tổ sáng lập Thiên Kiếm Môn. Lục Lâm Thiên cảm thán rằng, cũng xem như một thế hệ nhân vật phong hoa tuyệt đại. Không ngờ Thiên Kiếm Môn còn có nhân vật như vậy, tự sáng tạo kiếm đạo, thành tựu ma kiếm, đột phá đế giai, đúng là phong hoa tuyệt đại. Thiên Phong Tôn giả tạm dừng một lúc. Sau này không biết tại sao kiếm tổ chết, để lại truyền thừa trong tông. Muốn có được truyền thừa của kiếm tổ phải có đại nghị lực, đại hằng tâm, đại thiên phú, lấy thân nhập ma triệu hoán ra ma kiếm mới nhận được truyền thừa. Nguyên Nhược Lan có được truyền thừa kiếm tổ đủ chứng minh nàng là người có đại nghị lực, đại hằng tâm, đại thiên phú, sau này tiền đồ không thể đo lường. Nhắc đến Nguyên Nhược Lan thì mọi người đều gật gù, hiện tại nàng cũng thuộc hàng thiên tài yêu nghiệt. Lục Lâm Thiên cảm thán, nhưng là về kiếm tổ, Nguyên Nhược Lan mạnh thật. Tuy nhiên nàng có được truyền thừa kiếm tổ, chính kiếm tổ mới là phong hoa tuyệt đại, tự sáng tạo kiếm đạo thành đế, mà kiếm ra là phong vân biến sắc, lục đại hoàng tộc gặp cũng phải thận trọng. Kiếm tổ bá đạo không gì sánh được, đây mới là con đường hiện tại Lục Lâm Thiên cần đi. Lục Lâm Thiên hầm nghĩ hèn gì Nguyên Nhược Lan cho hắn linh cảm, có lẽ vì liên quan đến kiếm đạo này. Nguyên Nhược Lan lĩnh ngộ kiếm ý chắc đến từ kiếm đạo ít thấy. Vì Lục Lâm Thiên thấy nên giúp hắn bừng tỉnh lĩnh ngộ chút ít. Mọi người tàn gẫu một lúc, Lục Lâm Thiên cùng đám người hỏi về tin tức nghịch mệnh hồn quả, tiếc rằng không ai biết đến. Lục Lâm Thiên nói với mọi người là hắn phải đi một thời gian, chuyện phải đi tổ yêu lâm thì từ lâu hắn đã dặn Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh giữ kín bí mật. Lục Lâm Thiên tự biết hiện tại hắn có kẻ thù khắp thiên hạ, toàn là quái vật khổng lồ. Trong cổ vực có sư phụ Nam Thúc. Việc lớn có thể trấn NS yêu ta ép một số người. Nếu có người biết Lục Lâm Thiên một mình đi tổ yêu lâm, hắn dám chắc không biết bao nhiêu cường giả sẽ đổ xô ra lấy mạng hắn. Lục Lâm Thiên sắp đi, đế đạo minh không thể thiếu thủ lĩnh, thế là đề cử hai vị phó minh chủ. Sau một loạt đề cử, cuối cùng rơi vào người Vân Tiếu Thiên, là Kiến Hồng. Chuyện thiên địa minh sẽ do hai vị phó minh chủ bàn bạc rồi quyết định. Trong lòng Lục Lâm Thiên sáng như gương, tạm thời sẽ không sao. Sau lưng chủ các đại sơn môn đều có một sơn môn, có vài chuyện cần lo nghĩ cho sơn môn của mình. Trừ phi liên quan đến an toàn của sơn môn, nếu không các đại sơn môn đoàn kết chỉ là cho có. Mọi người bàn bạc xong định rời đi, bọn họ đã rời khỏi sơn môn của mình một thời gian, không thể kéo dài lâu hơn nữa. Bọn họ kéo nhau đi từ biệt Doãn Ngạc. Doãn Ngạc khách sáo giữ lại mọi người, tuy Vạn Thú Tông đã tham gia thiên địa minh nhưng hiện tại đơn độc tính ra hai minh không có thù hận gì. Mọi người từ chối lời giữ lại, rời đi. Lục Lâm Thiên không gặp Lam Linh trong Vạn Thú Tông, hắn cũng không tiện mở miệng hỏi. Cách Vạn Thú Tông mấy trăm dặm, Vân Hồng Lăng và Lữ Tiểu Linh từ biệt Lục Lâm Thiên. Hai nữ nhân lưu luyến không rời, đòi đi theo hắn. Lục Lâm Thiên dỗ ngon dỗ ngọt mãi hai nàng mới chịu thôi. Lần này đi tổ yêu lâm, Lục Lâm Thiên tự biết sẽ gặp nhiều nguy hiểm, hắn không dám mang Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh theo mạo hiểm. Thực lực của Lục Tâm Đồng, Dương quá mạnh hơn rất nhiều nên Lục Lâm Thiên yên tâm. Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường, Lư Khâu Mỹ Vi dặn dò, Lục Lâm Thiên từ biệt mọi người, chia tay hai nữ nhân. Trong lòng Lục Lâm Thiên cũng không nỡ nhưng hành trình đi tổ yêu lâm cực kỳ quan trọng, hắn không thể không đi. Vù vù vù, Lục Lâm Thiên nhảy lên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Thiên Sĩ Tuyết Sư đập cánh, đôi cánh kéo theo sóng không gian, biến mất phía trời xa. Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh nhìn bóng lưng Lục Lâm Thiên, hai nàng theo Vân Tiếu Thiên, Lữ Chính Cường rời đi. Trên một ngọn núi, Lam Linh đứng nhìn phương xa, đôi mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Đám người ngồi xếp bằng trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, lần này đi tổ yêu lâm, Tiểu Long có vẻ rất căng thẳng. Lục Lâm Thiên vỗ nhẹ vai Tiểu Long. Tiểu Long, sao vậy? Hồi hộp sao? Đi tổ yêu lâm gặp phụ thân của mình, Tiểu Long không căng thẳng mới là lạ. Lục Lâm Thiên cũng hồi hộp, đi Huyền Vũ Hoàng tộc sơ sẩy một cái là gây rắc rối to. Huyền Vũ Hoàng tộc đáng sợ hơn những quái vật khổng lồ tam tông tứ môn, nhất tông nhất môn nhất giáo nhất trang,
tứ các tứ đảo nhiều. Tiểu Long lẩm bẩm, không biết phụ thân của đệ ra sao rồi. Nói trong lòng Tiểu Long không căng thẳng là giả. Lục Lâm Thiên nói, đến Huyền Vũ hoàng tộc liền biết, mọi chuyện đã có lão đại cùng đệ, đừng quá căng thẳng. Lục Tâm Đồng vỗ vai Tiểu Long. Tiểu Long, người còn có ta bên cạnh đây. Mắt Tiểu Long bắn ra tia sáng. Có lão đại ở cạnh, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, đệ không sợ. Lục Lâm Thiên khe khẽ thở dài, thầm nghĩ tuy nói vậy nhưng lão đại của ngươi cũng rất áp lực. Lục Tâm Đồng hỏi. Ca ca, chúng ta còn bao lâu nữa mới đến tổ yêu lâm? Lục Lâm Thiên nhìn bốn phía. Còn trong địa bàn Vạn Thú Tông, có lẽ khoảng 2 tháng. Lục Lâm Thiên sớm biết địa chỉ tổ yêu lâm, một số điều cần biết từ tư liệu ám đường gom được. Vạn Thú Tông nằm ở phương Nam Đại Lục Linh Vũ, tổ yêu lâm ở hướng Bắc, cách biệt xa xôi. Với tốc độ hiện tại của Thiên Sĩ Tuyết Sư cần 2 tháng, nếu là yêu thú phi hành bình thường thì 2 năm chưa chắc đến được. Dù là yêu thú phi hành lục giai bình thường cũng phải mất hơn nửa năm mới có thể tới tổ yêu lâm. Lục Lâm Thiên đã tính toán cự ly, xuyên qua từ Đại Lục Linh Vũ, Đại Lục và tổ yêu lâm cách nhau một khu vực biển khổng lồ. Nếu ở trên Đông Hải sẽ rút ngắn thời gian đến tổ yêu lâm, với tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư phi hành đi chừng 1 tháng là đủ. Tuy từ Sơn Mạch Vũ Đô đến Đông Hải có trùng động không gian nhưng để tới Sơn Mạch Vũ Đô cũng cần thời gian, đi vòng tới vòng lui càng rắc rối. Cho nên Lục Lâm Thiên không định đi đường Đông Hải. Vù vù vù. Chân trời tĩnh lặng, Thiên Sĩ Tuyết Sư lao nhanh trên bầu trời như tia sáng xẹt qua, đôi cánh vỗ cắt vỡ sóng không gian. Thiên Sĩ Tuyết Sư là vương giả trong yêu thú phi hành phong hệ, về tốc độ thì nó nhanh không gì sánh bằng. Khoảng mấy vạn dặm sau, Lục Lâm Thiên kết thủ ấn triệu hoán thiên trụ giới ra. Đi tổ yêu lâm, thời gian trong thiên trụ giới tương đương 2 năm, Lục Lâm Thiên sẽ không bỏ qua thời gian tu luyện này. Nhóm Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Tiểu Long cũng cần thời gian tu luyện. Thiên trụ giới lóe sáng, mọi người đi vào bên trong. Thiên trụ giới biến thành hạt cát giấu dưới lớp vảy trắng của Thiên Sĩ Tuyết Sư. Thiên Độc Yêu Long, Phi Thiên Ngô Công, Dương Quá, Lục Tâm Đồng vào thiên trụ giới, tu luyện bên trong. Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng trong một phương không gian, hành trình đủ thời gian cho hắn tu luyện. Trong lòng Lục Lâm Thiên lo âu một chuyện. Lần này đi Huyền Vũ hoàng tộc, không biết có gặp được phụ thân của Tiểu Long không, mọi thứ chưa rõ, có nguy hiểm rất lớn. Tiểu Long dù sao là sự tồn tại mà Huyền Vũ hoàng tộc và Thanh Long hoàng tộc không chấp nhận. Tuy Nam Thúc, sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn từng nói có lẽ Tiểu Long có khí yêu hoàng thiên giai, trên người có xác Huyền Vũ cửu giai, sự việc sẽ có chút chuyển cơ. Ngày đó Huyền Vũ kia không có ác ý gì với Tiểu Long, nhưng hiện tại Lục Lâm Thiên không thể suy đoán kết quả cuối cùng ra sao. Lục Lâm Thiên thì thào. Chỉ đành đi một bước tính một bước. Lục Lâm Thiên hít sâu, bình tĩnh tinh thần. Trong tay Lục Lâm Thiên hiện ra một quyển vô tự thiên thư. Trong 3 quyển vô tự thiên thư, Lục Lâm Thiên đã đi vào không gian huyền ảo của vô tự thiên thư có chữ linh, chữ tề. Không gian vô tự thiên thư chữ linh đưa vào làm Lục Lâm Thiên cảm giác giúp ích rất nhiều cho tâm cảnh của hắn, khiến tâm tính ngày càng vững vàng. Không gian vô tự thiên thư chữ tề đưa vào có 4 loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong đậm đặc. Năng lượng này khiến Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ 4 loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong cực kỳ rõ ràng, ích lợi cũng rất lớn. Xoẹt! Lục Lâm Thiên tập trung tinh thần, chân khí rót vào ngọc giản. Chớp mắt bề mặt vô tự thiên thư vặn vẹo, xuất hiện vô số bí văn. Trong các bí văn có một chữ thiền nổi lên, khí tức mênh mông mà cực kỳ bình tĩnh quanh quẩn không tán. Hiện tại chỉ còn quyển vô tự thiên thư này là Lục Lâm Thiên không rõ có ích lợi gì, nên hắn muốn thử lại nó lần nữa, có lẽ sẽ đem lại bất ngờ cho hắn. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vô tự thiên thư này, trong thời gian ngắn hắn không có phản ứng gì, nhưng hắn không bỏ cuộc, cứ luôn nhìn vô tự thiên thư mãi không rời. Thời gian chậm rãi trôi, Lục Lâm Thiên cứ kiên trì, cẩn thận nghiên cứu, hoàn toàn bình tĩnh nhìn vô tự thiên thư trong tay. Xoẹt! Không biết từ khi nào lòng Lục Lâm Thiên khẽ run, giây phút này hắn bất giác chìm vào trong, tiến vào trạng thái huyền diệu. Lục Lâm Thiên cảm giác một chút, phát hiện lúc này đã chìm trong vùng đất huyền ảo. Không gian này rất kỳ lạ, khắp nơi một mảnh trống không, nhợt nhạt đáng sợ. Trên 3 con yêu thú phi hành song song, Đồng Quy Tinh ngồi trên lưng yêu thú phi hành chính giữa nói với Gia Cát Tây Phong. Gia Cát trang chủ, lần này có thể lôi kéo Thiên Kiếm Môn.
Vạn Thú Tông, thực lực thiên địa minh chúng ta đã hoàn toàn đè trên đám phi linh môn, Vân Dương Tông. Công Tôn Hóa Nhai nói. Tiếc rằng chúng ta phải trả giá cũng rất đắt. Vết đao trên mặt Công Tôn Hóa Nhai run rẩy vì tiếc của. Vì truyền thừa của Sơn Môn, phải trả chút gì đó là đương nhiên. Gia Cát Tây Phong liếc hai người. Tuy đám Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Tông, Huyễn Hồn Môn đã kết minh với chúng ta nhưng kêu bọn họ đối phó phi linh môn e rằng sẽ không thật lòng ra tay, chỉ muốn thừa dịp vào cổ vực, để phòng nhóm Vân Dương Tông, phi linh môn. Công Tôn Hóa Nhai ngẫm nghĩ một lúc, hỏi Gia Cát Tây Phong. Gia Cát Trang Chủ có tính toán gì không? Gia Cát Tây Phong mắt lóe tia sáng lạnh. Chuyện này không vội, hiện tại còn chút thời gian. Thái độ của Nguyệt Long Các, Đảo Khôn Dương, Thần Kim Các với Lục Lâm Thiên thì không cần chúng ta lo làm gì. Chúng ta chỉ cần khiến Huyễn Hồn Môn, Thiên Kiếm Môn, Vạn Thú Tông cũng theo dõi Phi Linh Môn là được. Kinh doanh bước đầu tiên rốt cuộc đã hoàn thành, nhưng còn lâu mới đủ, lần này gã không thể có sai sót gì. Trong không gian nhợt nhạt, ý thức của Lục Lâm Thiên xuất hiện tại đây. Ý thức tụ tập thành thân hình Lục Lâm Thiên ảo ngồi xếp bằng. Thân hình ảo lặng lẽ trong không gian, theo thời gian trôi qua Lục Lâm Thiên đã nhận ra tác dụng của không gian này. Có một lực lượng khiến ý thức của Lục Lâm Thiên ngày càng mạnh lên, dường như có thể tăng cường linh hồn. Phát hiện điều này khiến Lục Lâm Thiên nhận ra trong không gian có các tia năng lượng vô hình đang tụ tập gần hắn, khiến ý thức của hắn càng lúc càng mạnh lên. Trong cảm giác của Lục Lâm Thiên không biết qua bao lâu, dựa theo năng lượng vô hình kia hắn kéo tơ tìm kén. Cuối cùng Lục Lâm Thiên kinh ngạc phát hiện trong không gian xuất hiện nhiều tia năng lượng. Các tia năng lượng nhỏ còn hơn sợi tóc gấp trăm lần. Chúng nó bắt đầu quấn quanh Lục Lâm Thiên. Đây là... Thân hình ý thức Lục Lâm Thiên nhướng mày. Trong những tia năng lượng nhỏ xíu không thể thấy kia Lục Lâm Thiên cảm nhận dao động năng lượng rất mạnh, dao động làm ý thức của hắn tuyệt đối thoải mái. Chìm trong tia năng lượng đó khiến ý thức của Lục Lâm Thiên vô hình trung tăng mạnh lên. Nói cách khác với tia năng lượng này khiến Lục Lâm Thiên cảm giác linh hồn của mình mạnh mẽ hơn nhiều. Lúc này thân hình ý thức ảo của Lục Lâm Thiên nhìn những tia năng lượng kéo đến. Càng nhìn kỹ hắn càng cảm giác trong tia năng lượng chứa dao động linh hồn. Năng lượng thật tinh thuần. Trong đoàn sáng năng lượng này Lục Lâm Thiên cảm giác linh hồn dao động cực kỳ tinh thuần, không lẫn chút tạp chất nào, vô cùng thuần khiết. Lục Lâm Thiên ngạc nhiên nhìn mọi thứ, lòng nổi lên một ý tưởng to gan. Không biết có thể hấp thu không? Năng lượng linh hồn tinh thuần như vậy không biết hắn có thể hấp thu. Ý tưởng nảy lên, Lục Lâm Thiên không chút do dự. Ý thức vận chuyển âm dương linh vũ quyết. Thân hình ảo hai tay cắn nuốt tia năng lượng xung quanh. Lực hút kéo tai năng lượng vào trong đôi tay. Hai tay chạm vào tia năng lượng, Lục Lâm Thiên cảm nhận được ý thức của hắn càng thoải mái hơn, ấm áp như ngọn lửa nhỏ. Ủa! Nhưng khiến Lục Lâm Thiên khó hiểu là hắn không thể cắn nuốt những tia năng lượng, chỉ có thể hoàn toàn được các tia năng lượng bao bọc, khiến ý thức từ từ mạnh lên. Không thể nuốt các tia năng lượng làm Lục Lâm Thiên thất vọng. Có lẽ hiện tại ý thức của hắn trong không gian này, thể ý thức không cách nào vận dụng âm dương linh vũ quyết như bản thể. Những tia năng lượng kéo đến, tụ tập ngày càng nhiều. Năng lượng bàng bạc khiến Lục Lâm Thiên cảm giác được năng lượng càng lúc càng tinh thuần hơn. Trong năng lượng ẩn chứa dao động linh hồn làm Lục Lâm Thiên ngày càng ngứa ngáy, nếu có thể nuốt những năng lượng này sẽ có ích rất lớn cho hắn. Một lát sau Lục Lâm Thiên mắt lóe tia sáng. Không biết làm vậy có được không? Lục Lâm Thiên há mồm hút, những tia năng lượng nhỏ xíu bị hút vào miệng hắn. Các tia năng lượng thật sự bị Lục Lâm Thiên hút vào người. Tia năng lượng tiến vào thân thể, trong ý thức của Lục Lâm Thiên cảm giác nóng cháy. Tia năng lượng như muốn cắt vỡ thân thể ý thức ảo của Lục Lâm Thiên, thân hình ảo sắp hóa thành cho tàn. Âm dương linh vũ quyết. Không có quá nhiều thời gian do dự, Lục Lâm Thiên lập tức vận chuyển công pháp âm dương linh vũ quyết. Cùng với công pháp âm dương linh vũ quyết được vận dụng, tia năng lượng nóng cháy chớp mắt bị luyện hóa, tiếp theo hóa thành một tia năng lượng không thể nhận ra hòa vào trong thân hình ý thức. Vù vù vù. Cùng với Lục Lâm Thiên hút vào tia năng lượng thứ nhất, sợi tóc năng lượng thứ hai, ba xung quanh chui vào miệng Lục Lâm Thiên, hóa thành từng đợt năng lượng nóng cháy nở tung trong thân thể ý thức. Nhiệt độ nóng cháy như sắp nung tan thân thể ý thức. Luyện hóa. Lục Lâm Thiên buộc phải tiếp tục luyện hóa. Tia năng lượng lại chui vào miệng, hình thành vòng tuần hoàn không dứt. Xung quanh thân hình ý thức ảo của Lục Lâm Thiên tụ tập tia năng lượng đã đến mức độ khủng bố.
không biết chúng nó từ đâu chui ra, trong không gian nhợt nhạt mênh mông vô bờ, bao la vô cùng lúc này rậm rạp tia năng lượng. Năng lượng tinh thuần ngày càng đậm đặc hơn. Các tia năng lượng xung quanh Lục Lâm Thiên không ngừng chui vào miệng hắn, chúng nó chen lấn nhau. Không gian quanh Lục Lâm Thiên sôi trào lên, mơ hồ quanh thân hình ý thức có đoàn sáng trắng lấp lánh. Trong thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng, tay cầm vô tự thiên thư có chữ thiền. Mắt Lục Lâm Thiên nhắm chặt, trán lấp lóe tia sáng trắng nhạt. Ánh sáng trắng theo thời gian trôi qua ngày càng trong suốt lấp lánh hơn, tựa như hư ảo. Không ai phát hiện rằng lúc này khí thế quanh người Lục Lâm Thiên dần thay đổi, từ khi nào vòng sáng trắng quay quanh người hắn. Ánh sáng trắng bao phủ, khí tức linh hồn bàng bạ khuếch tán. Khí tức linh hồn không có chút tạp chất, toàn là khí tức linh hồn thuần khiết. Trong đầu Lục Lâm Thiên, trên tiểu hồn anh, khí tức linh hồn tinh thuần đang lan tràn. Khí tức linh hồn quanh thân Lục Lâm Thiên đến từ tiểu hồn anh, đại hồn anh tự động cắn nuốt khí tức linh hồn tinh thuần. Ong ong ong. Tiểu đao màu vàng trong đầu Lục Lâm Thiên nhảy ra từ tiểu hồn anh, biểu hiện vui vẻ chưa từng có. Ánh sáng vàng run run, bên trong sinh ra lực hút tham lam cắn nuốt linh hồn lực tinh thuần. Cùng với linh hồn này cắn nuốt hấp thu như cướp bóc, hơn một nửa linh hồn lực trong đầu Lục Lâm Thiên bị tiểu đao màu vàng hấp thu mất. Năng lượng linh hồn tinh thuần khiến tiểu đao màu vàng vui vẻ chưa từng có. Trong không gian nhợt nhạt, thân hình ý thức Lục Lâm Thiên há mồm. Tiên năng lượng linh hồn khiến cả không gian sôi trào không ngừng chui vào miệng hắn. Lục Lâm Thiên luyện hóa, thân thể ý thức nhẹ run, từng đợt năng lượng cực kỳ tinh thuần dung nhập vào thân thể ý thức ảo. Năng lượng tinh thuần tràn ra cuối cùng vòng quanh thân thể, thân ảo dần ngưng tụ lại. Ngày càng nhiều tia năng lượng bị hút vào miệng Lục Lâm Thiên, bề ngoài thân thể hư ảo dần nổi lên vầng sáng trong suốt kỳ lạ. Rào rào. Không gian trong não Lục Lâm Thiên vang lên tiếng trong trẻo như thác nước trút xuống, trên người tiểu hồn anh liên tục tuôn ra các linh hồn lực tinh thuần vô cùng rồi lại ngưng tụ trên người tiểu hồn anh. Nhưng trong khi linh hồn lực tinh thuần vần quanh thì bị thổ phỉ linh hồn tiểu đao màu vàng trực tiếp cướp đi, đại hồn anh húp canh theo, luôn hấp thu. Trong cảm giác này Lục Lâm Thiên luôn ở trạng thái không hoàn toàn tỉnh táo. Trong thiên trụ giới, trên khuôn mặt bản thể Lục Lâm Thiên hiện vẻ say mê, khóe môi nhếch nụ cười thỏa mãn. Ánh sáng linh hồn tinh thuần bao vây người hắn, cảm giác được linh hồn của chính mình như là thai nhi ở trong bụng mẫu thân, rất ấm áp. Thời gian chậm rãi trôi, Tiểu Long, Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Thiên Độc Yêu Long, Phi Thiên Ngô Công đều đang tu luyện. Tất cả có tu vi tôn cấp, muốn lại đột phá cần thời gian không thể hoàn thành ngay được, lĩnh ngộ là điểm cực kỳ quan trọng. Thiên Sĩ Tuyết Sư vẫn một mạch phi hành, lướt qua sơn mạch bao la, vụt qua các tòa đại thành. Một tháng sau, rốt cục đến khu vực biển mênh mông. Xoẹt. Trên bầu trời biển lặng, thân hình Thiên Sĩ Tuyết Sư như ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, phát ra khí thế dù ven đường có cường giả, yêu thú tồn tại, cũng không dám tới gần. Hơn nữa không nhiều người có thể theo kịp tốc độ của Thiên Sĩ Tuyết Sư. Một tháng qua đi, trong thiên trụ giới đã là 10 tháng. Xoẹt. Quanh người Dương Quá, Lục Tâm Đồng bao bọc tầng ánh sáng kỳ lạ. Thủ ấn thay đổi. Khí tức quái dị kia lan tràn ra toàn thân. Nếu Lục Lâm Thiên nhìn thấy sẽ biết ngay Dương Quá, Lục Tâm Đồng đang lĩnh ngộ thời gian. Lĩnh ngộ thời gian trong thiên trụ giới dường như tiến bộ rất nhanh. Lúc này Tiểu Long cũng cố gắng tu luyện, nó biết đi tổ yêu lâm sẽ có hậu quả xấu gì, biết sự quan trọng của thực lực. Không gian nơi Lục Lâm Thiên ở, từng vòng dao động vô hình lấy hắn làm trung tâm từ từ khuếch tán ra. Điều này khiến một phương không gian trở nên cực kỳ nặng nề. Không khí áp lực khuếch tán toàn không gian, chấn động sóng không gian xảy ra thay đổi. Lục Lâm Thiên không hay biết loại biến đổi này. Trong thời gian nhợt nhạt, thân thể ý thức của Lục Lâm Thiên nhanh chóng luyện hóa tia năng lượng cuồn cuộn không dứt. Cả không gian bao la tia năng lượng vô cùng tận, không cần lo bị luyện hóa hết. Lúc này thân thể ý thức của Lục Lâm Thiên ngưng tụ hơn trước kia rất nhiều, thậm chí phát ra uy áp mạnh mẽ. Theo thời gian trôi qua, trong đại lục này xảy ra khá nhiều chuyện. Đế đạo Minh và Thiên Địa Minh thành lập, đại lục này vốn có nhiều cách cục thế lực chỉ trong khoảnh khắc biến thành hai thế lực duy nhất, khiến nhiều thế lực khác cực kỳ giật mình. Mọi người không khó nghĩ ra mối quan hệ giữa Đế đạo Minh và Thiên Địa Minh. Trong Đế đạo Minh, sáu thế lực từng bị Lục Lâm Thiên trà đạp, không lý nào không tìm hắn báo thù. Chuyện khác khiến mọi người ngạc nhiên là Nguyên Nhược Lan của Thiên Kiếm Môn nổi lên. Tại Vạn Thú Tông, Lục Lâm Thiên gợi yêu ta ết vũ quyết tôn giả của đảo Khôn Dương.
cùng với tin Lục Lâm Thiên đại chiến Nguyên Nhược lan truyền khắp đại lục. Chuyện về Lục Lâm Thiên đã nghe đến chết lặng, đồn rằng Nguyên Nhược lan của Thiên Kiếm Môn có thể đấu ngang tay với Lục Lâm Thiên làm người ta rất ngạc nhiên. Mọi người không xa lạ gì Nguyên Nhược lan của Thiên Kiếm Môn, xếp hạng trong thập đại cường giả trẻ tuổi. Nhưng Nguyên Nhược lan có thể đánh ngang tay với Lục Lâm Thiên thật khiến người ngạc nhiên. Trong phút chốc Thiên La Kiếm Nguyên Nhược lan cũng nổi tiếng lan hướng đại lục, danh tiếng Thiên Kiếm Môn nước lên thì thuyền lên. Cộng thêm cổ kiếm phong của Thiên Kiếm Môn trở thành minh chủ thiên địa minh, Thiên Kiếm Môn nổi bật đủ đối kháng với danh tiếng của Phi Linh Môn. Trong một đình viện u tĩnh, một tiểu thính tinh xảo. Tử Yên ưu nhã đứng thẳng, trường bào màu tím bao thân hình thướt tha khiến người mơ màng. Tử Yên đang cầm một ngọc giản tin tức. Bên cạnh Tử Yên, Lam Thập Tam lộ biểu tình ngạc nhiên. Không ngờ thực lực của Lục Lâm Thiên mạnh đến mức này, càng ngày càng biến thái. Lam Thập Tam vùng ống tay áo ngồi xuống ghế dựa lớn sau lưng. Trong sảnh có mấy cường giả khác, Kình Linh Vương nằm trong số đó. Tử Yên xem xét ngọc giản tin tức xong xoay người lại, đôi mắt như bảo thạch đen ướt nước, khuôn mặt xinh đẹp như lưu ly, ngũ quan tinh xảo như ngọc toát ra quyến rũ. Khiến ta bất ngờ nhất là Nguyên Nhược Lan, không ngờ nàng chiếm được truyền thừa kiếm tổ, hèn gì thực lực mạnh như vậy. Lam Thập Tam khẽ thở dài. Hai người này quá mạnh, tạo áp lực càng lớn cho chúng ta. Lam Thập Tam tỏ vẻ buồn bực, gã luôn cho rằng thực lực, thiên phú của gã trong cùng thế hệ chỉ có Tử Yên sánh bằng. Nhưng sau khi tới đảo Bình Nham, Lam Thập Tam mới biết có nhiều người mạnh hơn gã, hèn gì cường giả trong các hay nói ngoài núi có núi, ngoài người có người. Tử Yên bước gót sen chậm rãi ngồi xuống, nở nụ cười khuynh thành. Đừng quên còn có Lăng Thanh Tuyền, Lăng Thanh Tuyệt trong Linh Vũ Giới. Lăng Thanh Tuyệt cũng có thể đấu với Lục Lâm Thiên. Lam Thập Tam nói. Không ngờ Linh Vũ Giới lại lòi ra thêm Lăng Thanh Tuyệt, không hiểu sao xuất hiện nhiều người thiên phú khủng bố như thế. Tử Yên mỉm cười nói. Có lẽ giống như sư phụ nói, thiên địa nổi phong vân, yêu nghiệt ra cả đàn. Tử Yên dứt lời. Chuyển sang nói với mấy vị trưởng lão trước mặt. Các vị trưởng lão, về đế đạo minh và thiên địa minh trong các có tính toán gì không? Kình Linh Vương nói. Chúng ta đến vì việc này, có mấy vị trưởng lão hy vọng được nghe ý kiến của thánh tử, thánh nữ. Tử Yên nhìn Lam Thập Tam, hỏi. Lam Thập Tam, người có ý kiến gì không? Lam Thập Tam nhướng mày nói. Loại chuyện này Tử Yên quyết định là được, ta luôn nghe lời Tử Yên. Linh hồn lực mạnh quá. Trong thiên trụ giới, uy áp linh hồn mạnh mẽ khiến đám người lục tâm đồng, dương quá, thiên độc yêu long, tiểu long không thể tu luyện bình thường. Trong không gian bị dao động linh hồn mạnh mẽ tràn đầy. Trong dao động linh hồn xen lẫn uy áp linh hồn không thể chống cự, uy áp làm người ta nhức đầu chóng mặt, làm sao tu luyện bình thường được. Dao động mạnh mẽ khiến mọi người ngạc nhiên, truy tìm nguồn gốc. Càng đến gần nguồn dao động linh hồn thì uy áp càng đáng sợ. Chốc lát sau, rốt cuộc mọi người tìm được nguồn dao động linh hồn. Là lão đại. Nguồn gốc dao động linh hồn đến từ Lục Lâm Thiên. Lúc này mọi người chô gốc thấy toàn thân Lục Lâm Thiên bao bọc trong ánh sáng linh hồn rực rỡ. Năng lượng linh hồn bàng bạc chấn động sóng không gian giạt ra. Trong khi mọi người ngạc nhiên, không ai chú ý đến mặt Phi Thiên Ngô Công đỏ rực. Chủ nhân, linh hồn lực quá mạnh, ta chịu không nổi. Năng lượng linh hồn bàng bạc làm Phi Thiên Ngô Công bị áp chế mạnh biến thành bản thể khổng lồ quỳ rạp xuống đất. Dao động linh hồn mạnh mẽ, Phi Thiên Ngô Công không chống cự nổi. Lục tâm đồng bắn ra vầng sáng bao phủ Phi Thiên Ngô Công. Chú ý chút. Vầng sáng bao bọc, Phi Thiên Ngô Công lại biến hình người. Quanh thân dương quá dựng lên vầng sáng thuộc tính thổ. Nhị đệ làm sao vậy? Dao động linh hồn mạnh quá. Dao động linh hồn này làm dương quá bị áp chế. Mắt Lục Tâm Đồng trong veo tràn đầy khó hiểu, linh hồn lực trên người ca ca cực kỳ tinh thuần, cũng rất cường đại. Tiểu Long nhìn chằm chằm Vô Tự Thiên Thư tỏa sáng trong tay lão đại. Chắc lão đại được ích lợi tăng mạnh linh hồn lực. Lục Tâm Đồng nói, linh hồn lực cường đại như vậy, ca ca được lợi không nhỏ. Tăng mạnh linh hồn lực, ích lợi siêu khủng, Lục Tâm Đồng nhạy cảm nhất phát hiện độ tinh thuần của linh hồn lực. Mọi người ngạc nhiên nhìn chằm chằm. Cũng phát hiện trong dao động linh hồn khí tức linh lực quanh thân Lục Lâm Thiên đang tăng lên. Xung quanh có khí tức năng lượng thiên địa đang kéo đến. Thời gian lại trôi qua,
Dao động linh hồn phát ra từ người Lục Lâm Thiên không biến mất, ngược lại càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Dao động linh hồn kéo dài tới nửa tháng trong thiên trụ giới, đám người Lục Tâm Đồng, Dương Quá buộc phải lùi ra xa để tránh né. Chỉ có Tiểu Long miễn cưỡng đối kháng đứng gần được, lúc này khí tức linh lực trên người Lục Lâm Thiên dâng ngày càng cao. Khí tức dao động linh hồn áp lực đám người Lục Tâm Đồng, Dương Quá cố gắng chịu đựng uy áp linh hồn, không thể rời khỏi không gian này. Nhưng bị uy áp linh hồn mạnh mẽ lấn át, mọi người bày thủ đoạn phòng ngự, cố gắng thích ứng, bất ngờ phát hiện điều này giúp ích rất lớn cho linh hồn của mình.